chương 326 tai họa quỷ thi ở Thư Lương Thành cuối cùng cũng hạ màn. Nhìn khắp nơi đổ nát, thi thể la liệt khắp thành trì, thật khó có thể dùng thắng bại để đánh giá trận chiến lần này. Dưới sự lãnh đạo của Chu Đại Nhân, các binh lính và chảm yêu nhân cùng nhau xử lý hậu sự cho Thư Lương Thành. Tư mã không nhìn thoáng qua đám mây đen xa xa rồi thu hồi tầm mắt. Thương Phi Lan đã bị hư ảnh cự long hùng mạnh và thần bí kia mang đi. Thương Long nhất mạch mất đi Long Châu, thân thể chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, chỉ có thiên trì nơi cư ngụ của long tộc mới có thể làm chậm lại sự suy yếu này có lẽ là thương xót cho nữ nhi của mình cự long kia đã không lấy đi long châu trong cơ thể tần phong nhưng khi rời đi hắn ta lại để lại một câu nếu sau này kẻ này dám phụ nữ nhi của ta ta sẽ khiến nam vực không còn một ngọn cỏ lời này nghe thật khó hiểu ở một nơi khác bên ngoài thính vũ hiên tấn dương thành lông mày tần lão ra chậm rãi giãn ra lão già rót một chén rượu đưa cho ông ông có thể bảo vệ nó một lúc nhưng không thể bảo vệ nó cả đời, con đường phía trước cuối cùng vẫn phải để nó tự mình bước đi. Chuyện đó để sau này hãy nói, lần này Thư Lương thành gặp nạn, người ta đều biết rõ. Tần lão gia thần sắc bình thản, nhưng trong giọng nói khó giấu nổi sự oán giận. Đối với điều này, lão già lại không cho là đúng, đặt vào chỗ chết rồi sau đó mới sinh, lần sinh tử này đối với nó mà nói, chẳng phải cũng là một lần lột xác sao? Nó bước vào Văn Thánh Đạo thống quá muộn, nếu như tiếp tục đi con đường bình thường, tương lai gặp phải nguy hiểm thực sự e rằng ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có nói đến đây lão già lại đột nhiên cười nói nhưng ta lại không ngờ thằng nhóc kia lại đi một con đường mà chưa từng có ai đi qua dẫn dắt vô số mệnh tinh màu trắng từ xưa đến nay có vị văn thánh đạo giả nào có thể làm được tần lão gia nghe vậy trong lòng lo lắng nhiều hơn vui mừng chưa từng có ai đi qua cũng có nghĩa là con đường phía trước nhất định phải dựa vào bản thân mình để mò mẫm con đường khai phá xưa nay đều đầy trông gai đối với điểm này Ông ta hiểu rõ hơn ai hết, Long tộc bên kia nói như thế nào. Tần Kiến An đột nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc lo lắng. Cô nương dâng Long Châu, bảo vệ tính mạng Phong Nhi, khiến ông cảm khái vạn phần. Từ xưa đến nay, mỹ nhân ân khó trả nhất. Ông ta thật sự không nhìn ra, nhi tử nhà mình lại có mị lực đến vậy. Nhưng ân tình như vậy, Tần gia phải báo đáp như thế nào? Chẳng lẽ ông không nghe thấy tên kia nói sao? Nếu như tiểu tử nhà ông dám phụ lòng cô nương nhà người ta, hắn ta sẽ khiến nam vực không còn một ngọn cỏ lão già vắt chéo chân ung um dung uống một ngụm rượu hình như tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của ông ta nói theo lý mà nói có thể kết thân với long tộc kết hôn với thương long nhất mạch đó là chuyện mà biết bao nam nhân hằng mơ ước nhưng tần kiến an lại khó xử con dâu nhà mình đâu phải nữ tử tầm thường nàng ấy sẽ đồng ý sao lui một vạn bước mà nói cho dù liễu kiếm ly đồng ý muốn kết hôn với long tộc vậy thì xính lễ phải bỏ ra không phải là một con số nhỏ dù sao thì sự giàu có của long tộc ai ai cũng biết mặc dù phong nhi rất có đầu óc kinh doanh cũng được xem là giàu có nhất phương nhưng đối với long tộc mà nói chút tài lực này chắc chắn là không đủ nhìn mà ông ta đường đường là gia chủ cũng là túi rỗng tuếch có lẽ là nhìn ra được nỗi lo lắng trong lòng tần kiến an lão già vuốt dâu nhướng mày nói sợ cái gì xính lễ cho long tộc tự nhiên có người lo liệu cần gì ông phải bận tâm ai lo liệu tần kiến an ngẩn người lão già không trả lời mà nhìn về phía bắc tần lão gia theo đó nhìn lại nơi đó là phương hướng của phụng thiên thành hai người nhìn nhau sau đó lộ ra nụ cười đầy ẩn ý mặc dù long châu đã bảo vệ được tính mạng của tần phong nhưng thương thế của hắn quá nặng cho nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh trong thần thức những mệnh tinh màu trắng kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ ôn dưỡng thần hồn bị thương của hắn còn long châu lơ lửng trong đan điền cũng không ngừng tỏa ra kim quang gột rửa thân thể tàn phá của hắn đồng thời cũng khiến cho huyết nhục của hắn trở nên cường đại hơn trong quá trình không ngừng chữa trị này những mệnh tinh màu trắng kia cũng xảy ra dị biến chúng dung hợp thành một chỗ tỏa ra ánh sáng màu bạch kim sau đó lại tách ra hóa thành muôn vàn vì sao đương nhiên đối với điểm này tần phong lại không hề hay biết hắn mơ một giấc mơ hắn mơ thấy một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ đường nét rõ ràng điểm suyết vảy bạc lấp lánh, đôi môi anh đào khiến người ta mơ màng. Hắn chưa từng gặp nữ tử này, chỉ là cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Cho đến khi ánh mắt di chuyển lên trên, hắn nhìn thấy đôi mắt của đối phương, đôi mắt màu xanh nhạt, lóe lên tia lệ quang, khiến hắn vô cùng đau lòng. Là thương cô nương. Ta phải đi rồi. Nữ tử trong mơ lưu luyến không rời. Tần Phong nghe vậy, muốn đưa tay bắt lấy nàng, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, giấc mơ tỉnh lại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, mùi thuốc thoang thoảng. Hắn có chút mơ màng không biết làm sao, chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng. Bên ngoài có tiếng ồn ào, tiếng leng keng không dứt bên tai, giống như có người đang sửa chữa thứ gì đó. Một nha hoàn bưng thuốc, kinh hỉ nói, công tử, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Tần Phong hôn mê suốt ba ngày ba đêm. Nếu không phải tim hắn còn đập và hơi thở đều đặn, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Nằm trên giường, thỉnh thoảng lại có người đến thăm, kể lại những chuyện đã xảy ra ở Thư Lương Thành. Dương Mãng chết không thể chết lại, tai họa quỷ thi hoàn toàn biến mất. Người dân trong thành cũng bắt đầu xây dựng lại nhà cửa, tiếng leng keng bên ngoài chính là từ đó mà ra. Trương Thiên Nam mang theo trái cây đến, để lại một câu chú ý nghỉ ngơi rồi rời đi. Thạch Tử Minh sau khi người trước rời đi không lâu, cũng đến thăm, chỉ là hắn ta không mang theo gì cả, còn tự ý cầm lấy trái cây bên giường, dùng tay áo lau lau, rồi cắn ăn. Quỷ thi quả thực rất khó đối phó, tử khí không ngừng, có thể chết đi sống lại nếu không phải ngươi đã bố trí trận pháp ngăn cách tử khí cộng thêm thương tiên tử đích thân đến lần này chắc chắn sẽ lành ít giữ nhiều chu đại nhân sẽ báo cáo tai họa quỷ thi ở thư lương thành lên phụng thiên thành lần này quỷ thi có thể bị tiêu diệt hoàn toàn tiểu tử ngươi có công lao không nhỏ đến lúc đó nhất định sẽ có thưởng nói không chừng đến lúc đó ngươi còn leo cao hơn cả ta thạch tử minh vừa gặm trái cây vừa thao thao bất tuyệt nói giống như đang cố ý phân tán sự chú ý của tần phong những chảm yêu nhân và bá tánh vào rừng núi bố trí trận kỳ có ai sống sót trở về không tần phong đột nhiên lên tiếng hỏi ánh mắt sáng quắc thạch tử minh khựng lại sau đó thở dài một tiếng chỉ có một người sống sót tần phong khẽ gật đầu không nói gì thêm thế đạo này vốn dĩ chính là tàn khốc như vậy hắn nhìn thoáng qua cơ thể mình lại nhìn bốn phía xung quanh thương cô nương trong giấc mộng trước đó lại hiện lên tại sao ta không chết còn thương cô nương đâu những gì nên hỏi cuối cùng cũng phải hỏi thạch tử minh gãi gãi đầu hắn ta cũng là sau đó mới nghe chu đại nhân kể lại mọi chuyện kinh ngạc đồng thời cũng là cảm khái vạn phần hắn ta không lựa chọn giấu diếm đem mọi chuyện kể lại đây vừa là vì tần phong cũng là vì thương phi lan nghe xong tất cả đồng tử tần phong mở to thương cô nương nàng ấy đã đi đâu theo như lời chu đại nhân nói hẳn là đã trở về thiên trì nơi cư ngụ của long tộc cái gọi là thiên trì tần phong đã từng thấy trong sách đó là một nơi bí ẩn, tương truyền là trôi nổi trên trời, tất cả long tộc trên thế gian đều bắt nguồn từ nơi đó. Hắn sờ sờ bụng mình, nơi đó vẫn còn hơi ấm không ngừng lan tỏa khắp toàn thân, chắc hẳn là Long Châu không thể nghi ngờ. Ân tình như vậy, hắn phải báo đáp như thế nào? Lại qua ba ngày, Tần Phong miễn cưỡng khôi phục khả năng di chuyển, theo như lời Chu Đại Nhân nói, hắn đến nơi chôn cất bá tánh trong thành. Nhìn ra xa, gò đất và bia mộ san sát nhau, rất nhiều người đang khóc lóc trước mộ, hắn lướt tay qua bia mộ bên cạnh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc là ngô thúc đêm đó được a mộc tìm đến lúc này đối phương bị cụt một chân chống gậy đang dọn dẹp cỏ dại trước mộ ngô thúc nghe thấy động tĩnh nghiêng người nhìn lại gật đầu chào hỏi a mộc thằng nhóc này từ nhỏ đã không cha không mẹ đều là người trong thành giúp đỡ nuôi nó lớn cũng chính vì vậy nó mới có tình cảm sâu đậm với thư lương thành như vậy cũng tốt ít ra là chết ở nơi sinh ra và lớn lên ban đầu ta còn tưởng rằng mình sẽ cùng nó xuống dưới đó, không ngờ, Diêm Vương còn muốn thu ta muộn hơn một chút. Ngô Thúc lại nhảy rất lâu, dường như đang cảm thán nhân sinh vô thường. Ngừng đầu nhìn lên, lại có bao nhiêu người, là tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chúng ta không muốn gì nhiều, chỉ muốn được sống yên ổn, nhưng tại sao lại khó khăn như vậy? Ngô Thúc thở dài. Sẽ có ngày đó. Tần Phong đáp. Lời nói bay theo gió, vang vọng trong lòng. Chỉ cần đại càn, còn có những người như A Mộc, như những chảm yêu nhân không sợ chết, như những kẻ vô danh vì bảo vệ gia viên mà dám đối mặt với tất cả. Vậy thì nhất định sẽ có ngày đó. Tần Phong đối với điều này, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ly khai thư lương thành, Tần Phong không lập tức trở về tấn dương thành. Dưới sự hộ tống của Thạch Tử Minh và Trương Thiên Nam, hắn đến Bách Hoa Cốc, muốn gặp một người. Trong khu vườn chim hót hoa thơm, trên chiếc ghế dài bằng gỗ hoàng hoa lê thượng hạng, Thương Mộc đang nằm nghiêng một cách lười biếng. Dưới sự dẫn dắt của một cô nương xinh đẹp, Tần Phong đến đây. Thấy vậy, Thương Mộc chậm rãi ngồi dậy, duỗi lưng một cái, những đường cong tinh tế hiện ra rõ nét. Trong cơ thể có long châu của Thương Long nhất, mạch mà cũng dám đi lung tung ở Nam Vực, chẳng phải là muốn chết sao. Người chết thì cũng chẳng sao, chỉ đáng thương cháu gái ta, sợ là ngày ngày phải lấy nước mắt rửa mặt. Thương Mộc thở dài, sau đó đưa tay phải khẽ móc một cái. Chiếc chén trà trên bàn đá tự nhiên bay lên, sau đó bay đến trước mặt tần phong rót đầy trà hương hoa trà lan tỏa khiến lòng người sảng khoái nhưng lúc này tần phong lại chẳng để ý đến điều đó trong đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng của một người ta phải làm sao mới có thể gặp lại nàng nhà đầu kia đã mất đi long châu cơ thể nhất định sẽ suy yếu rất lâu chỉ có linh tuyền ở thiên trì mới có thể khiến nàng hồi phục nếu ngươi muốn gặp lại nàng ít nhất cũng phải đợi nàng ra khỏi linh tuyền ngắn thì ba năm tháng tần phong thở phào nhẹ nhõm Ba, năm tháng, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, cũng không tính là khó đợi. Nhưng lại nghe đối phương bổ sung, dài thì 3 50 năm cũng có khả năng, dù sao tuổi thọ của Long tộc vốn nổi tiếng là trường thọ. Sắc mặt Tần Phong khó coi, mong tiền bối nói thật. Ngươi yên tâm đi, nhiều nhất là nửa năm, ngươi sẽ có thể gặp lại nàng. Thương mộc cũng không trêu chọc nữa, trong mắt mang theo một tia ý cười, tiểu tử trước mặt này, trong lòng quả nhiên là có nha đầu kia. Nghe vậy, Tần Phong hoàn toàn yên tâm, tiền bối ta có một thứ, muốn nhờ ngươi chuyển giao cho thương cô nương. Thứ gì? Thương Mộc tò mò hỏi, sau đó liền thấy đối phương lấy từ trong ngực ra giấy bút. Giấy trắng được trải ra trên bàn đá, tần phong múa bút như rồng như rắn. Một bài từ hiện ra trên giấy đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, cánh thổi dụng sao như mưa. Bảo mã điêu xa hương đầy đường, tiếng phượng tiêu vang vọng, chén ngọc ánh sáng xoay chuyển, một đêm cá rồng múa. Bướm đêm tuyết liễu vàng son lấp lánh, tiếng cười rộn ràng hương thơm thoang thoảng. Trong đám đông tìm kiếm nàng trăm ngàn lần, ngoảnh đầu lại, người kia lại ở nơi ánh đèn lờ mờ. Thương Mộc nhìn bài từ, đôi mắt đẹp trừng lớn, bài từ ưu mỹ như vậy, so với bài mỹ nhân từ mà đối phương đã viết trước đó, cũng không hề kém cạnh. Tiểu tử này lại có tài thơ như vậy. Thương cô nương vẫn luôn thích thơ từ, bài này coi như là ta viết riêng cho nàng, hy vọng có thể sớm ngày gặp lại nàng, cảm tạ ân cứu mạng của nàng. Tần Phong nói với vẻ chân thành ý cảnh trong bài thơ này cùng với mong đợi chân thật nhất trong lòng hắn lúc này không khác gì nhau thương mộc hoàn toàn chìm đắm trong bài tử những lời tần phong nói nàng căn bản không nghe lọt tai mà chỉ vuốt ve tờ giấy trắng yêu thích không buông tay mãi đến khi tần phong đặt tay lên tờ giấy trắng che đi nội dung bài tử nàng mới hoàn hồn tiền bối bài thơ này là ta tặng cho thương cô nương tần phong nhấn mạnh thương mộc nghe ra ý tứ trong lời nói lông mày hơi nhíu lại ta tự nhiên là biết chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ chiếm nó làm của riêng. Tần Phong không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi xác nhận được nhiều chuyện ở Bách Hoa Cốc, Tần Phong cuối cùng cũng có thể yên tâm trở về Tấn Dương Thành. Thời gian thoát cái đã trôi qua 7 ngày. Hơi kỳ lạ. Tần Phong nhìn vết lõm vừa bị hắn dùng tay không nắm chặt trên lan can hành lang, lẩm bẩm tự nói. Văn thánh đạo giả vốn nổi tiếng là tay chói gà không chặt, từ khi nào lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa đây còn chưa phải là kết quả khi hắn dốc toàn lực, chỉ là thuận tay bóc một cái, ngoài ra còn rất nhiều điểm kỳ lạ khác tai mắt của hắn trở nên linh mẫn hơn trước sức bền cũng hơn xa trước kia trước kia tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là đột phá nửa canh giờ nhưng sau chuyến đi thư lương thành kỷ lục này đã bị hắn dễ dàng phá vỡ hắn thậm chí còn vượt qua cả một nén nhang phân tích một chút không khó để phán đoán tất cả những thay đổi này đều là bởi vì viên long châu trong cơ thể hắn theo như sư phụ nói long châu không chỉ có công hiệu cải tử hoàn sinh còn có thể tôi luyện thân thể nếu có đủ cơ duyên cho dù không tu luyện thần vũ đạo thống cũng có thể có được thân thể kim căng bất hoại sánh ngang với võ phu tứ phẩm một văn thánh đạo giả lại có được thân thể sánh ngang với võ phu đó là chuyện đáng sợ đến mức nào tần phong chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào không biết hiện tại lực lượng của ta rốt cuộc lớn đến mức nào sau khi suy nghĩ một lúc hắn tìm hắc than đầu trong phủ cô ra muốn so tài vật tay với ta hình thịnh buông trường kích trong tay xuống vẻ mặt kinh ngạc sao có vấn đề gì sao? À, cô ra là người đọc sách, so đấu lực lượng với ta, có phải là hơi? Bốn chữ không biết tự lượng sức mình, hắc than đầu không nói ra khỏi miệng. Nhưng Tần Phong lại nghe ra được, hắn nhướng mày, tự tin nói, có phải không biết tự lượng sức mình hay không, ngươi thử một lần là biết. Không còn lựa chọn nào khác, hình thịnh chỉ đánh đáp ứng. Kết quả so tài tự nhiên là không có gì bất ngờ, Tần Phong thua thảm hại, trong tay hắc than đầu, hắn chỉ kiên trì được chưa đến ba hơi, thở cũng phải nếu lực lượng thân thể dễ dàng tăng lên như vậy vậy thì việc võ phu ngày đêm tôi luyện thân thể chẳng phải là trở thành trò cười sao kết quả tuy là như vậy nhưng hắc than đầu vẫn vô cùng khiếp sợ dự đoán ban đầu của hắn là cô ra ngay cả một hơi thở cũng không kiên trì được cô ra đừng nản lòng sau khi ngài bố trí tụ linh trận trong tần phủ tu vi của ta cũng đột phi mãnh tiến hiện tại đã đạt đến đỉnh phong tụ lực cảnh lục phẩm ngài có thể kiên trì trong tay ta ba hơi thở lực lượng thân thể sợ là đủ sánh ngang với võ phu cửu phẩm rồi phải nói lời an ủi này của hình thịnh quả thực rất hữu dụng trong lòng tần phong dễ chịu hơn rất nhiều để giảm bớt ngại ngùng hắn vỗ vai đối phương đúng lúc chuyển chủ đề cũng coi như không tệ nỗ lực trước kia của ta cũng không uổng phí đúng rồi hôm nay sao ngươi không cùng nhị đệ ở trong sân luyện tập hắc than đầu đáp cô ra không biết nhị công tử quả thực là thiên phú dị bẩm về thần vũ đạo thống sau khi có linh khí cho hắn hấp thu hắn đã thành công bước vào thần hành cảnh ngũ phẩm trong khoảng thời gian ngày rời đi hiện tại ta căn bản không phải là đối thủ của nhị công tử làm sao có thể luyện tập cùng hắn được hà tần phong chừng lớn hai mắt đến sân chỉ thấy nhị đệ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất ngừng đầu nhìn đao ý mà đao cùng tiền bối để lại cẩn thận lĩnh ngộ tần phong triển khai dị năng song đồng nhìn vào bên trong cơ thể hắn chân khí màu vàng cuồn cuộn quả thực là mạnh hơn trước gấp mấy lần hắn vốn cho rằng lần này đi thư lương thành Bước vào quẻ mệnh cảnh lục phẩm, Tu Vi ngang bằng với nhị đệ, có thể một lần nữa dựng nên hình tượng người anh trai gương mẫu. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi. Vừa vui mừng, Tần Phong vừa nhìn về phía đao ý đang lơ lửng trên không trung, nhớ lại lời chấn thiên nhất tiền bối đã nói. Nhị đệ đã thành công bước vào ngũ phẩm cảnh, không biết đao cuồng tiền bối khi nào sẽ quay lại nơi này, mang hắn rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi trò chuyện vài câu với Tần Hổ, tần phong liền cáo từ rời khỏi tần phủ đi tới thính vũ hiên hắn đã thành công bước vào lục phẩm quái mệnh cảnh nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải đáp ví dụ như làm thế nào để dẫn động mệnh tinh trong thần hải tiến hành bốc toán hay là con đường tiếp theo nên đi như thế nào truyền thừa của văn thánh đạo giả cơ bản là ở hạo văn viện phụng thiên thành hiện tại ta thậm chí còn không biết ngũ phẩm văn thánh đạo giả tên là gì tần phong có chút may mắn nếu như lúc trước không phải thương cô nương đưa hắn đến thính vũ hiên gặp được lão đầu tử, e rằng hắn căn bản không thể nào tinh tiến trên con đường văn thánh đạo thống. Nghĩ đến đây, hắn sờ sờ bụng mình, nhớ đến bóng hình bức người với khăn che mặt màu đen kia, cũng không biết lần gặp lại tiếp theo sẽ là khi nào. Bên ngoài thính Vũ Hiên, lão đầu tử vẫn nằm trên ghế mây, bên cạnh là chén rượu, dáng vẻ nhàn nhã tự tại, khiến Tần Phong không khỏi hâm mộ. Ước mơ trước đây của hắn cũng là được làm một con cá mặn, nằm dài hưởng thụ cả đời. Sau khi cung kính chào hỏi, Tần Phong hỏi sư phụ con ở thư lương thành đã bước vào lục phẩm quái mệnh cảnh nhưng cái gọi là thủ đoạn bốc toán lại vẫn không có manh mối cái gọi là bốc toán chính là mượn mệnh tinh dẫn dắt quan sát thiên tượng đoán biết việc thiên hạ phạm vi việc thiên hạ này tự nhiên có liên quan đến năng lực của bốc toán đạo giả có thể lớn có thể nhỏ nói lớn đó chính là hưng vong của quốc gia giống như thiên giám quốc sư của phụng thiên thành cho dù không bước chân ra khỏi cửa ngồi ngay ngắn trong đăng thiên lâu cũng có thể chỉ điểm giang sơn hóa hiểm thành an nói nhỏ đó chính là liên quan đến bản thân tìm cách tránh hung ví dụ như hôm nay ra khỏi tần phủ nên đi đâu trước đi đâu sau mới có thể khiến vận thế thịnh nhất rất có chú trọng từ sau khi hắn trở thành quái mệnh cảnh văn thánh đạo giả cũng đã thử qua dẫn động mệnh tinh trong thần hải làm một số việc bốc toán nhưng những ngôi sao màu trắng kia lại căn bản không cho hắn bất kỳ hồi đáp nào hắn còn tưởng rằng dẫn động nhiều ngôi sao màu trắng như vậy có thể tích tiểu thành đại lão đầu tử nghe vậy mở miệng giải thích khi văn thánh đạo giả tiếp xúc đến mệnh tinh, liền có được bản lĩnh bốc toán. Mà bốc toán cũng chia làm hai loại, một loại giống như con lúc trước, liên quan đến cát hung của bản thân và người bên cạnh, có thể trong mơ mơ hồ hồ quan sát được hình ảnh tương lai. Loại bốc toán này được gọi là mộng chiếu. Mà loại còn lại chính là văn thánh đạo giả tự mình chủ động dẫn động mệnh tinh, làm một số việc bốc toán trong khả năng. Loại này được gọi là thiên chiêm. Mộng chiếu, thiên chiêm. Tần Phong lẩm bẩm. Mộng chiếu là hắn tự mình trải qua, cho nên rất có thể hội. Nói một cách đơn giản, loại trước là bị động bốc toán, mà loại sau là chủ động bốc toán. Nói chung, mộng chiếu cũng không nhiều, gặp nhóc này khi chưa bước vào lục phẩm quái mệnh cảnh, liền có thể xuất hiện mộng chiếu. Nói rõ con ở phương diện bốc toán rất có thiên phú, nếu như có thể học tập cho tốt một số thủ đoạn thiên chiêm, có lẽ có thể tỏa sáng rực rỡ. Ngay cả vị sư phụ độc miệng cũng khen ngợi, chẳng lẽ ta thật sự là thiên phú dị bẩm? tần phong nhướng mày có chút tự đắc nhịn không được hỏi vậy sau này con có thể làm được giống như thiên giám quốc sư lợi hại hay không truyền thuyết trong đại càn còn có kiến văn ở Tề nguyên thành khiến hắn đối với vị thiên giám quốc sư thần long kiến đầu không kiến đuôi kia vạn phần sùng kính hướng vãng nếu như hắn cũng có thể đạt đến độ cao đó sau này ở trước mặt người khác trang bức khụ khụ người trước hiển thánh chẳng phải là như cá gặp nước tưởng tượng một chút cảnh tượng đó trước khi giao chiến với địch nhân bấm ngón tay tính toán sau đó tự tin cười nói sau năm hơi thở ngươi sẽ chết thật sự là ngầu bá cháy lão đầu tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái sau đó cười nhạo nói ban ngày ban mặt cũng có thể nằm mơ đẹp như vậy tần phong sắc mặt cứng đờ ý nghĩ này quả thật có chút không thiết thực sư phụ tình huống mộng chiếu con đã gặp qua rồi vậy thủ đoạn thiên chiêm nên thi triển như thế nào so với mộng chiếu bị động ngẫu nhiên hắn tự nhiên càng hy vọng có thể chủ động tiến hành bốc toán lão đầu tử chậm rãi ngồi dậy mở miệng nói thủ đoạn thiên chiêm muôn hình muôn vẻ mà thường dùng nhất chính là hai loại một loại tên là tam thiên vọng khí một loại tên là quan tinh thuật con người có thất tình lục dục sinh lão bệnh tử phú quý bần tiện cái gọi là tam thiên vọng khí liền có thể nhìn ra những thứ này trên người người khác mà quan tinh thuật chính là có thể mượn thiên cơ chủ động đoán biết một số việc sẽ xảy ra trong tương lai tần phong nghe vậy hai mắt sáng lên sư phụ mau dạy con lão đầu tử đã mở miệng nói ra những điều này tự nhiên sẽ không giấu giếm đem phương pháp thi triển từng cái giảng giải tam thiên vọng khí là dẫn động hình chiếu mệnh tinh trong thần hải đem khí cơ dung nhập vào hai mắt mượn đó liền có thể quan sát khí hiển lộ trên người người khác mà quan tinh thuật chính là thông qua mệnh tinh dẫn dắt trên thương khung quan sát hình ảnh lẻ tẻ sẽ xảy ra trong tương lai phương pháp thi triển tam thiên vọng khí và quan tinh thuật tuy đơn giản nhưng muốn thuần thục nắm giữ lại không phải chuyện một sớm một chiều Lão đầu tử uống một ngụm rượu, ung dung nói, cho dù là quái mệnh cảnh văn thánh đạo giả trong Hạo Văn Viện, muốn thi triển hai chiêu này, không có công phu vài năm, e rằng ngay cả cửa cũng không thể bước vào. Con có thể tự mình thử Tam Thiên Vọng Khí trước, chờ khi nào con có thể thành công nhìn thấy khí hiển lộ trên người người khác, lúc đó coi như là nhập môn." Tần Phong gật gật đầu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Chiêu thức ngưu bức như vậy, tự nhiên không thể học một lần liền biết, khẳng định cần phải không ngừng mò mẫm và thực tiễn." hắn đem thần thức chiếu vào trong thần hải, dẫn động những hình chiếu mệnh tinh kia, theo một trận bạch quang lóe lên, khí cơ màu trắng liền dung nhập vào trong hai mắt hắn. Cùng lúc đó, ở sâu trong đồng tử hắn, kim quang lóe lên rồi biến mất, lại là trong lúc vô ý mở ra song đồng dị năng. Nhìn về phía dòng người qua lại trên đường phố, tần phong nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc. Lão đầu tử thấy bộ dáng của hắn, nhớ mày nói, đừng có ở đây giả vờ giả vịt với ta. Phương pháp thi triển tam thiên vọng khí tuy đơn giản, nhưng không có dễ dàng nắm giữ như vậy con muốn mượn nó quan sát khí trên người người khác còn kém xa lắm ngày thường tăng cường luyện tập có lẽ luyện một năm nửa năm cũng có thể nhìn trộm được một hai nhưng mà sư phụ con nhìn thấy rồi tần phong lên tiếng đáp hắn không chỉ nhìn thấy hơn nữa còn nhìn rất rõ ràng lão đầu tử hiển nhiên không tin cười nhạo một tiếng giơ chén rượu lên vì để chứng minh mình không nói dối tần phong chỉ vào một người đàn ông trung niên bụng vệ nói sư phụ người kia trên người tản ra khí hiện ra màu vàng nhạt lão đầu tử nghe vậy chén rượu trong tay khựng lại biểu cảm có chút kinh ngạc tiếp đó lại thấy tần phong chỉ vào một người phụ nữ ăn mặc bình thường nói người kia trên người hiện ra khí màu trắng lão đầu tử trương miệng dường như là muốn xác nhận điều gì chỉ vào một người đàn ông ăn mặc quan phục hỏi người kia trên người là màu gì tần phong theo đó nhìn lại sau đó kiên định đáp là màu đỏ nhạt lão đầu tử nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh có thể ở thất phẩm chính khí cảnh xuất hiện mộng chiếu, ông ta liền cảm thấy đứa nhỏ này ở phương diện bốc toán thiên phú hơn người. Nhưng ông ta rốt cuộc vẫn là coi thường mức độ kinh người của phần thiên phú này. Lần đầu tiên thi triển tam thiên vọng khí, liền có thể rõ ràng nhìn thấy khí trên người người khác, đại càn trở về trước một nghìn năm, cũng không, có một ai có thể làm được. Nhưng với nhận thức của ông ta về tần phong, nếu như đem chuyện này như thực báo cho biết, đứa nhỏ này sẽ chỉ vành đuôi lên trời sau khi đè nén sự kinh hãi trong lòng xuống, bách lý lão nhân khẽ ho một tiếng, nhớ mày nói, cũng coi như là tàm tàm, chỉ kém ta năm đó một chút. Biết được bản thân thực sự thi triển thành công tam thiên vọng khí, tần phong hưng phấn vô cùng, sau đó liền nghe sư phụ giảng giải về ý nghĩa mà những màu sắc kia đại diện. Màu trắng biểu thị thân phận thấp kém, đa phần là thường dân. Màu đỏ biểu thị có thân phận quan gia, màu sắc càng đậm, quan vị càng cao. Màu vàng biểu thị gia đình giàu có, thường là thương nhân phú gia, còn nếu trên đầu những người này xuất hiện khí cơ màu xanh lá liền biểu thị có bệnh tật quấn thân về phần sắc mặt hiển hiện thì biểu thị tâm tình của bọn họ lúc này mặt đỏ là giận mặt trắng là vui mặt xanh là ghen tị mặt đen là tức giận nếu một người sắc mặt biến ảo vô thường liền biểu thị tâm tư bất định phần lớn là đang nói dối lão đầu tử nói như vậy thì ra là vậy tần phong gật gật đầu được lợi không ít tam thiên vọng khí này quả nhiên là vô cùng thiết thực lão đầu tử lại nói tam thiên vọng khí cũng không phải đối với ai cũng hữu dụng nếu người mà ngươi quan sát có phẩm giai đạo thống cao hơn ngươi vậy ngươi tốt nhất đừng nên dễ dàng dùng pháp này để quan sát khí trên người đối phương vì sao tần phong hiếu kỳ hỏi tai nghe là hư mắt thấy là thật ngươi không bằng dùng tam thiên vọng khí đến xem ta thử xem lão đầu tử cười như không cười sớm đã muốn làm như vậy tần phong ho khan một tiếng nói không tốt lắm đâu sư phụ như vậy nhìn trộm người chẳng phải là có chút bất kính sư trọng đạo sao để ngươi xem ngươi cứ xem vậy đệ tử cung kính không bằng tuân mệnh tần phong lập tức đáp ứng sau đó lại lần nữa thi triển tam thiên vọng khí thế nhưng khi hắn nhìn về phía vị sư phụ rẻ tiền kia chỉ thấy một đạo bạch quang mãnh liệt vô cùng đâm vào hai mắt đau rát vô cùng cảm giác này giống như lần trước hắn dùng xong đồng dị năng quan sát mệnh tinh trên trời a à, mắt mắt của ta tần phong che hai mắt đau đến nước mắt giàn rụa qua một nén nhang, Tần Phong mới miễn cưỡng mở mắt ra được, chỉ là chỗ trong trắng vẫn đỏ bừng. Lão đầu tử nói: "Thế nào, hiện tại đã hiểu rõ? Người cái lão già thối tha này quả nhiên là xấu xa." Tần Phong xoa xoa hai mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng đang hiếu kỳ, tu vi của sư phụ rốt cuộc là cao bao nhiêu? Cho dù hai người đã có danh phận sư đồ, nhưng hắn đối với lão đầu tử, cũng chỉ biết đối phương họ Bách Lý, hơn nữa rất lợi hại mà thôi. Sư phụ, tam thiên vọng khí ta đã thi triển được rồi, vậy quan tinh thuật có chỗ nào cần đặc biệt chú ý hay không? Tần Phong mở miệng hỏi. Bách Lý Lão Nhân vốn muốn cười nhạo mỉa mai, quan tinh thuật thi triển còn khó hơn cả tam thiên vọng khí, há là lần đầu tiên đã có thể thi triển ra. Thế nhưng chính hắn suy nghĩ một phen, vẫn là không nói ra lời chế nhạo. Thuần thục sinh ra khéo léo mà thôi, chính ngươi thử xem liền biết. Lão đầu tử ra vẻ tùy ý, lại dơ chén rượu lên, thế nhưng tâm tư đều đặt trên người đối phương. Tần Phong gật gật đầu, dựa theo chỉ dẫn trước đó của vị sư phụ rẻ tiền, dẫn động chính khí trong cơ thể sông thẳng lên trời, cùng với mệnh tinh đã được liên kết chiếu dọi lẫn nhau. Không bao lâu, trong hai mắt của hắn liền phản chiếu một mảnh tinh quang, những hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu. Trong hình ảnh có một tòa thành trì phồn hoa, có cung điện nguy nga trắng lệ, có quần thần oai phong lẫm liệt. Trên long ỷ, nam tử trung niên mặc long bào, không giận tự uy. Tần Phong muốn nhìn rõ dung mạo của nam tử trung niên kia, hình ảnh lại vào lúc này đột nhiên dừng lại trong mũi hắn có máu tươi chảy ra hai mắt tối sầm chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng lão đầu tử thấy vậy liền hiểu rõ tiểu tử này là đã thi triển thành công quan tinh thuật kết quả là bị phản phệ trong lòng không khỏi cảm khái đứa nhỏ này quả nhiên là thiên phú dị bẩm rất lâu sau tần phong từ trạng thái choáng váng hồi phục lại một chút sư phụ vừa rồi là chuyện gì vậy thiên cơ bất khả lộ phàm nhân vọng tưởng dò xét thiên cơ tự nhiên cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương ứng mà thiên cơ dò xét càng lớn nguy hiểm gánh chịu tự nhiên cũng càng cao nghiêm trọng thậm chí sẽ uy hiếp đến tính mạng với thực lực hiện tại của ngươi muốn gánh chịu phản phệ của việc dò xét thiên cơ vẫn là quá miễn cưỡng trước khi ngươi thành công bước vào văn thánh đạo thống ngũ phẩm cảnh giới liền không cần thi triển quan tinh thuật nữa trên thực tế từ xưa đến nay có thể ở lục phẩm cảnh giới liền thi triển thành công quan tinh thuật văn thánh đạo giả vốn là ít ỏi đến đáng thương. Tần Phong biết lão đầu tử sẽ không nói vô nghĩa, liền gật đầu đáp ứng. Lại nhớ lại hình ảnh vừa rồi, tòa thành trì phồn hoa kia hẳn là đế đô phụng thiên thành, mà người ngồi trên long, ỷ kia tự nhiên là đại càn minh hoàng. Thế nhưng tấn dương thành cách đế đô mười vạn tám nghìn dặm, vô duyên vô cớ, vì sao lại nhìn thấy hình ảnh như vậy? Tần Phong chăm nghĩ không ra. Sư phụ, hiện tại ta đã thành công bước vào lục phẩm quái mệnh cảnh giới, muốn tấn thăng ngũ phẩm thì phải làm như thế nào lão đầu tử đáp văn thánh đạo thống ngũ phẩm cảnh giới còn gọi là hạo nhiên cảnh quân tử dưỡng hạo nhiên chính khí nên lấy thân làm gương cảnh tỉnh thế nhân dùng hạo nhiên chính khí ra trì cho bản thân liền có thể dẫn động văn bảo phát huy ra lực lượng vượt xa tưởng tượng nghe thấy hai chữ văn bảo tần phong lại nghĩ đến lúc trước thương cô nương và vị sư phụ rẻ tiền này tranh giành thơ từ của hắn không khỏi khóe miệng giật giật lão đầu tử dường như nhìn ra tâm tư của đối phương ho khan một tiếng lại bổ sung nói hạo nhiên cảnh này lại tương ứng với bát phẩm minh tâm cảnh ngươi hẳn là còn nhớ rõ khảo nghiệm vấn tâm lúc bước vào minh tâm cảnh mà muốn thành công bước vào hạo nhiên cảnh liền xem ngươi có thể làm được việc vấn tâm lúc trước hay không tần phong nghe vậy sắc mặt cứng đờ lúc ấy hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện bất bình chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ phẫn uất chi khí không nói ra không được vì thiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh, vì bậc thánh hiền kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mở ra thái bình. Lời này nói ra thì rất sướng, thế nhưng muốn làm được, lại nói dễ hơn làm. Tần Phong trong nháy mắt cảm thấy, lúc trước hắn tự đào cho mình một cái hố rất lớn. Sư phụ, nếu đệ tử làm không được việc vấn tâm lúc trước, chẳng lẽ cả đời này cũng không thể bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh. Lão đầu tử nhìn sâu Tần Phong một cái, không còn bộ dạng cười nhạo mỉa mai như ngày thường. Ông ta đứng dậy chắp tay sau lưng, từ xưa đến nay ở bát phẩm minh tâm cảnh nói khoác mà không biết ngượng lập xuống trí hướng to lớn có bao nhiêu người nhưng thực sự làm được thì có thể có mấy người hạo nhiên cảnh tuy rằng có liên quan mật thiết với minh tâm cảnh nhưng cũng không phải là yêu cầu ngươi trước khi bước vào cảnh giới này thực sự có thể hoàn thành lời thế lúc trước mấu chốt ở chỗ lão đầu tử xoay người dùng ngón tay điểm vào ngực tần phong ngươi có hay không đem lời thế lúc trước đặt ở trong lòng tần phong tâm thần chấn động nghĩ đến thư lương thành một đường đi qua sau đó gật gật đầu đệ tử ghi nhớ trong lòng lão đầu tử vẻ mặt vui mừng như vậy là tốt rồi tiếp đó tần phong nghe xong một phen dạy bảo của vị sư phụ rẻ tiền liền lộ ra vẻ mặt trầm tư hướng tần phủ đi tới lão đầu tử nhìn bóng lưng hắn dần dần đi xa nhìn về phía bốn phía đường phố quen thuộc không biết từ lúc nào đã đến tấn dương thành gần hai mươi năm rồi thiên hạ không có tiệc nào không tàn đối với điểm này lão đầu tử lại càng rõ ràng hơn ai hết. Nếu như là trước kia, ông ta hoàn toàn có thể tiêu sái rời đi, thế nhưng hiện giờ, lại nhiều hơn một tia lưu luyến. Dù sao ông ta cũng chưa từng ngờ tới, sẽ ở chỗ này, thu nhận một vị đồ đệ vô cùng hợp ý mình. Mặc dù rất muốn tận mắt chứng kiến người sẽ đi đến bước nào, nhưng sợ là không có cơ hội như vậy. Đại càn nội bộ sóng ngầm mãnh liệt, trong bóng tối năm vực, lại có tồn tại đáng sợ đang giỏ ngó, ông ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Điều này cũng chú định, ông ta không thể nào luôn ở bên cạnh Tần Phong. Bất quá cũng may, sẽ có người tiếp tục thay ông ta chăm sóc tiểu tử thối tha này. Ở cái phụng thiên thành kia, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian như nước chảy, một tháng trời lặng lẽ trôi qua kẽ tay. Suốt khoảng thời gian này, ngoài việc tu luyện hàng ngày như thường lệ, Tần Phong còn dành thời gian luyện tập tam thiên vọng khí thuật và suy nghĩ xem làm cách nào để thực hiện được việc hỏi tâm như lúc trước bên trong vọng nguyệt cư bàng điếm chủ vừa từ tề nguyên thành trở về bẩm báo tình hình hoạt động của phân hiệu hắn ta vẻ mặt hưng phấn đại thiếu gia tuy phân hiệu ở tề nguyên thành chỉ có ba gian nhưng lợi nhuận thu được mỗi tháng lại có thể bằng một phần năm lợi nhuận của tấn dương thành trong đó lợi nhuận lớn nhất là từ từ lâu tầng ba dành riêng cho khách quý bảy tám phần lợi nhuận đều đến từ đây tần phong nhướng mày trong lòng không khỏi cảm khái tề nguyên thành quả nhiên là thiên thành lâu đời người giàu có trong thành vẫn nhiều hơn hẳn Nhìn những dương tiền chất đầy trong phòng của bảng điếm chủ, Tần Phong không khỏi nhớ đến bóng hình bạch y giả nam trang kia. Lợi nhuận của vọng nguyệt cư này còn phải chia cho nàng ta một phần. Không biết giờ này nàng ta đang ở đâu? Có phải Ngọc Lâm Thành không? Dù sao nàng ta cũng là thiếu các chủ của thiên bảo các Ngọc Lâm Thành. Tần Phong lẩm bẩm, Không phải hắn muốn vội vàng đem phần chia cho người ta, rốt cuộc có thương nhân nào lại vội vàng đem tiền cho người khác. Chỉ là nhìn thấy phân hiệu tề nguyên thành thành công rực rỡ, hắn muốn nhân rộng mô, hình kinh doanh của vọng nguyệt cư như thiên bảo cát, lan rộng ra toàn bộ đại càn. Mà muốn làm được điều này, kinh nghiệm và nhân mạch là không thể thiếu. Vị thiếu các chủ thiên bảo cát, giả nam trang kia có thể giúp hắn rất nhiều trong việc này. Nhưng Ngọc Lâm thành cách ly tấn dương thành quá xa, hơn nữa hắn cũng không thể xác định nàng ta có nhất định ở Ngọc Lâm thành hay không, cho nên ý nghĩ này vẫn luôn chưa thực hiện được. Bàng điếm chủ vẫn còn đang hưng phấn thao thao bất tuyệt, quyết định đúng đắn nhất đời của tiểu nhân chính là đến vọng nguyệt cư, đi theo đại thiếu gia. Chỉ tiếc Tấn Dương thành này quá nhỏ, đại thiếu gia không thể nào thi triển tài năng. Nếu để đại thiếu gia đến Đế đô Phụng Thiên thành, nhất định có thể làm nên đại sự. Bàng Điếm chủ vô cùng tin tưởng điều này. Tần Phong nhướng mày, lời nói của Bàng Điếm chủ lại khiến hắn nhớ đến những hình ảnh rời rạc nhìn thấy khi thi triển quan tinh thuật. Từ sau khi lão cha dắt díu cả nhà từ Phụng Thiên thành đến Tấn Dương thành, đã không còn quay về Đế đô nữa, chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua, cũng không biết lần sau trở lại Phụng Thiên thành sẽ là khi nào nước phụng thiên thành rất sâu nếu thật sự đến đó là rồng ngươi phải cuộn mình là hồ ngươi phải nằm im muốn làm nên đại sự nào có dễ dàng như vậy tần phong cười lắc đầu rời khỏi vọng nguyệt cư đi đến trảm yêu ti chu đại nhân đến nay vẫn chưa trở về tính ra thời gian đã hơn một tháng trôi qua cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở phụng thiên thành trước án thư thạch tử minh nhìn đống công văn chất cao như núi mặt mày ủ rũ tấn dương thành trở thành long mạch chi địa tuy chưa chính thức được sắc phong là thiên thành, nhưng những việc vặt vãnh hàng ngày lại nhiều hơn trước rất nhiều. Hắn đã lâu rồi chưa được nếm thử mùi vị thanh lâu. Trong thành đã dựng kết giới hộ thành, lực lượng canh phòng cũng mạnh hơn trước rất nhiều, cho nên dân số ngày càng đông. Ta nghe nói thanh lâu mới tuyển thêm rất nhiều cô nương xinh đẹp, chỉ tiếc là vẫn chưa có thời gian đi. Tần phong thần sắc cổ quái, thạch đại nhân, ngươi cũng không còn trẻ nữa, đừng suốt ngày lưu luyến trốn phong trần đó, sớm tìm một nhà tử tế mà sống cho yên ổn đi. Hừ, ngươi còn nhỏ mà đã dạy đời ta rồi ngươi xem ta bận rộn nhiều việc như vậy nào có thời gian rảnh rỗi mà yêu đương với nữ nhân đều là cái cớ ngươi chỉ là thích đi xe buýt đủ loại mà không thích xe riêng mà thôi tần phong khóe miệng giật giật nói đến thư lương thành sau tai họa thi quỷ chu đại nhân liền động thân đi phụng thiên thành vì sao đến giờ vẫn chưa trở về thạch tử minh xem xong công văn đặt sang một bên đứng dậy rót cho mình một chén trà vừa uống vừa nói ai biết được có lẽ là do ngày thường hắn ta căng thẳng quá, muốn nhân cơ hội này thư giãn một chút cũng nên. Chu đại nhân không phải loại người như vậy." Tần Phong lắc đầu. "Hừ, môi trường có thể thay đổi một con người. Mức độ phồn hoa của Phụng Thiên Thành vượt xa tưởng tượng của ngươi đấy. Ta đã từng đến đó một lần, cô nương trong thanh lâu ai nấy đều thủy linh linh, tùy tiện chọn một người cũng có thể làm hoa khôi ở đây. Biết đâu, Chu đại nhân của chúng ta cũng đang chìm đắm trong chốn ôn nhu hương mà không thể tự thoát ra được. Chu đại nhân không phải là ngươi." Tần Phong vừa định mở miệng, lại đột nhiên chừng lớn hai mắt, chỉ vì sau lưng Thạch Tử Minh, ở lối vào đại sảnh, lại xuất hiện bóng dáng của Chu Khai. "Thạch đại nhân đừng nói bậy, Phụng Thiên Thành dù sao cũng là đế đô, nơi đó thủ tục dườm già, chỉ riêng việc diện kiến minh hoàng cũng phải trải qua rất nhiều cửa ải. Chu đại nhân có lẽ là bị chuyện quan trọng trì hoãn cũng nên." "Chuyện quan trọng gì mà phải trì hoãn lâu như vậy?" Thạch Tử Minh nhướng mày, "Chu đại nhân tuy ghi thủ, nhưng lúc này người ta không có ở đây, ngươi nói chuyện sao còn rẻ rặt như vậy?" theo ta thấy hắn ta nhất định là đang hưởng lạc ở phụng thiên thành rồi tần phong nghe vậy trong lòng giật thót vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu nhưng thạch tử minh hiển nhiên là do trước đó tích tụ oán hận đã lâu hắc chu đại nhân vừa mở miệng là không dừng lại được chu đại nhân cái gì cũng tốt chỉ là quá mức nghiêm túc nhiều công văn như vậy mỗi tờ đều xem xét tỉ mỉ đến bao giờ mới làm xong đây còn nữa ngày thường hắn ta luôn mang vẻ mặt không chút biểu cảm người không biết còn tưởng hắn ta bị liệt mặt Ta còn chưa từng gặp qua người nào nhỏ nhen như hắn ta." Nhìn sắc mặt Chu đại nhân càng ngày càng đen, Tần Phong im lặng cúi đầu, hắn không muốn quản nữa. Khoảng nửa nén nhang trôi qua, Thạch Tử Minh sau khi chút hết lời oán trách, thở phào một hơi. Sau khi phê duyệt công văn khô khan nhàm chán, nói ra những lời trong lòng, quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Uống cạn chén trà, nhìn về phía Tần Phong, hắn ta khó hiểu hỏi, "Ngươi sao lại có vẻ mặt như vậy?" Tần Phong không trả lời, chỉ lộ ra thần sắc đồng tình thạch tử minh bỗng cảm thấy không ổn vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy sắc mặt chu đại nhân đã đen như đáy nồi chu chu đại nhân ngài lúc nào thì trở về thạch tử minh lắp bắp lúc ngươi nói ta chìm đắm trong trốn ôn nhu hương không thể tự thoát ra được chu khai mặt không chút thay đổi lướt qua người thạch tử minh ngồi xuống án thư liếc mắt nhìn đống công văn chất cao như núi mới một tháng ngắn ngủi đã chất thành đống công văn như vậy xem ra trước kia ta đối với ngươi vẫn còn quá nhân từ Lời này vừa nói ra, thạch tử minh thân thể loạn choạng, suýt chút nữa thì không đứng vững. Ta còn có chuyện muốn nói rõ ràng với thạch đại nhân, tần phong, hôm nay ngươi về trước đi. Chắc là không lâu nữa, thánh chỉ của Minh Hoàng sẽ được truyền đến Tần Phủ. Tần Phong vốn còn muốn ở lại xem náo nhiệt thêm một lúc, nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thánh chỉ? Chu Đại Nhân, thánh chỉ gì vậy? Tối nay ngươi sẽ biết. Nghe theo lời Chu Đại Nhân, Tần Phong nhanh chóng trở về Tần Phủ. Hôm đó không có chuyện gì xảy ra, Sáng sớm ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ từ vạn dặm xa xôi đã đến Tấn Dương Thành. Khi tiếng thánh chỉ đến, Tần Kiến An và Tần Phong ra tiếp chỉ truyền vào Tần Phủ. Mọi người trong phủ đều kinh ngạc không thôi. Tần gia xa sút chỉ là một phụng quốc tướng quân tam phẩm nho nhỏ, làm sao có tư cách để Minh Hoàng nhớ đến, ban truyền thánh chỉ. Trong lòng họ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là chuyện chẳng lành. Nhị phu nhân ở đại sảnh là người lo lắng nhất, lão gia, có phải lúc đi làm ăn xa, ngài đã chọc giận người không nên chọc, làm chuyện thương thiên hại lý gì không? Nếu không, tại sao lại có thánh chỉ ban xuống vô duyên vô cớ? Tần lão ra nhướng mày, có lẽ đã đoán ra được điều gì, thần sắc phức tạp. Phu nhân đừng nghĩ nhiều, bà không nghe thấy phong nhi cũng phải tiếp chỉ sao? Nhị phu nhân nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, đúng đúng, Phong Nhi từ trước đến nay luôn đáng tin cậy, thánh chỉ cũng đọc đến tên nó, chắc không phải chuyện xấu. Tần Kiến An sắc mặt cứng đờ, ông ta luôn cảm thấy địa vị gia chủ của mình bị nghi ngờ rất nhiều, thở dài một tiếng, ông ta lên tiếng, mọi người ra tiếp chỉ đi, đừng để chậm trễ. Mọi người tần phủ nhanh chóng đi ra cổng. Tần Phong bước ra khỏi phủ, đội ngũ tuyên đọc thánh chỉ hùng hậu, vô số ba tánh hiếu kỳ, đứng từ xa trên đường để xem náo nhiệt. Người dẫn đầu đội ngũ là một nam tử, đầu đội luân cân, mặc trường bào trắng rộng thùng thình, thắt lưng bằng đai lưng vân mây, đeo ngọc bội sáng bóng. Trên ngực trường bào có theo hình bút mực. Tần Phong nhìn thấy, suy tư, hắn từng thấy hoa văn đó trong sách, đó là biểu tượng của Hạo văn viện ở đế đô. Mà ở Đại Càn, người phụ trách tuyên đọc thánh chỉ chính là những thư sinh tự cho mình thanh cao, xuất thân từ Hạo văn viện. Nam tử áo trắng dẫn đầu vẻ mặt kiêu ngạo, thấy mọi người tần phủ đã đến đông đủ, liền bắt đầu làm theo trình tự tuyên đọc thánh chỉ. Khi hai chữ khâm thử kết thúc, nội dung thánh chỉ được tuyên đọc xong, mọi người tần gia đều kinh ngạc tột độ. Lão gia được ra quan tiến tước, từ phụng quốc tướng quân tam phẩm được thăng lên nhị phẩm. Không chỉ vậy, tần gia tổ trạch trước đây bị bán đi, vậy mà cũng được ban thưởng trả lại điều này cũng có nghĩa là tần gia có thể đường đường chính chính trở về đế đô phụng thiên thành rồi mà tất cả những điều này đều là nhờ vào công lao của đại thiếu gia ở thư lương thành tần phong còn chưa kịp hoàn hồn nam tự áo trắng mắt cao hơn đầu đã bước tới đưa cho hắn một tấm lệnh bài đây là cái gì tần phong tò mò hỏi tự mình xem đi nam tự áo trắng ra vẻ khinh khỉnh tần phong khóe miệng giật giật cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên lệnh bài bạch ngọc khắc một chữ Chẳng lẽ đây là lệnh bài của Hạo Văn Viện? Tần Phong kinh ngạc thốt lên, đối phương đưa cho hắn lệnh bài này là có ý gì? Đến Phụng Thiên Thành, nhớ đến Hạo Văn Viện báo danh. Nam tử áo trắng nói xong, liền xoay người lên ngựa, chỉ là lúc đi còn bổ sung một câu, càng nhanh càng tốt. Vẫn là bộ dạng mắt cao hơn đầu, khinh thường người khác. Trong đại sảnh, nhị phu nhân cẩn thận cầm thánh chỉ trong tay, đối với những gì vừa xảy ra vẫn còn mơ mơ màng màng. Lúc tần ra rời khỏi Phụng Thiên Thành, bà đã nghĩ cả đời này sợ là không còn cơ hội quay về nữa nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy không hồ là đại ca nhị đệ phát ra từ nội tâm khâm phục nói mọi người tần ra trên dưới cũng đều hoan hô nhảy nhót so với tấn dương thành hẻo lánh đương nhiên là đế đô phụng thiên thành thích hợp để sinh sống hơn thế nhưng lão gia ngồi ở vị trí chính giữa lại có vẻ không vui lắm nhị phu nhân nhận ra điều bất thường liền hỏi lão gia ngài được thăng tước Phong Nhi có thể vào Hạo Văn Viện tu hành, tổ trạch cũng được ban thưởng trả lại, đây đều là chuyện tốt, sao ngài lại có thần sắc này? Chỉ là cảm khái thôi, dù sao cũng đã ở Tấn Dương thành này mấy mấy năm, bây giờ lại phải rời đi, thật sự có chút không nỡ. Thì ra là vậy, thiếp còn tưởng là lão gia chê vật giá ở Đế Đô quá đắt đỏ, không, muốn quay về." Nhị phu nhân nói. Tần lão gia nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, sao bà lại có suy nghĩ đó? Tần gia bây giờ đã khác xưa rồi tài lực trong phủ sống ở đế đô là dư giả nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến cha dù sao số tiền đó đều là do đại ca kiếm được nhị đệ nói an nhi nói đúng đó đều là phong nhi có bản lĩnh lão ra sao lại ra vẻ tự mãn như vậy nhị phu nhân kịp thời bổ sung tần lão ra há hốc mồm không nói nên lời đúng lúc mọi người đang cười nói vui vẻ tần phong trong đại sảnh lại ngẩn ngơ nhìn lệnh bài bạch ngọc trong tay không nói một lời nhị đệ thấy vậy liền hỏi đại ca huynh đang nghĩ gì vậy nhị phu nhân cũng quan tâm hỏi phong nhi có tâm sự gì sao tần phong lắc đầu hỏi cha khi nào chúng ta khởi hành đến phụng thiên thành tần kiến an suy nghĩ một lát liền đáp đây là thánh chỉ minh hoàng ban xuống tự nhiên không thể chậm trễ nếu không có gì bất ngờ trong vòng ba ngày chúng ta sẽ lên đường con hiểu rồi tần phong gật gật đầu sau đó tự mình bước ra khỏi đại sảnh nhị phu nhân lo lắng nói lão gia phong nhi đây là cứ để nó đi phong nhi cũng giống ta đều là người trọng tình cảm có lẽ là sống ở đây lâu rồi đột nhiên phải rời đi trong lòng không nỡ trên sườn núi ngoài thành trước mộ lý dương tiền bối tần phong vừa rót rượu vừa hồi tưởng lại từng chút một sau khi xuyên không nơi đây có quá nhiều người và việc khiến hắn lưu luyến trở về tấn dương thành gặp gỡ rất nhiều người tần phong đến thính vũ hiên sư phụ có lẽ con phải rời đi rồi bách lý lão nhân nằm trên ghế mây ung um dung đáp rời đi thì rời đi cần gì phải nói với ta đến hạo văn viện ở phụng thiên thành hãy ngẩng cao đầu mà sống đừng làm mất mặt ta sư phụ biết con phải đi đâu sao chuyện tuyên đọc thánh chỉ đã sớm truyền khắp tấn dương thành ta làm sao không biết được con cũng đừng quá đau buồn thiên hạ vô bất tán yến tịch đời người khó tránh khỏi những lúc phân phân hợp hợp từ xưa đến nay đều như vậy con có lòng nhớ đến ta như vậy xem như ta không uổng công nhận con làm đồ đệ lão nhân tử lộ ra chút thần sắc an ủi Tần Phong đáp, sư phụ, người hiểu lầm rồi, đệ tử đến đây chỉ là hy vọng sư phụ thực hiện lời hứa năm xưa. Lời hứa gì? Lão nhân tử vẻ mặt nghi hoặc. Người đã từng đáp ứng con, sẽ truyền thụ tiên pháp cho con. Bách lý lão nhân nghe vậy, tức giận thổi dâu trừng mắt, ta còn tưởng con luyến tiếc ta, hóa ra là đang nhớ đến tiên pháp. Cút sang một bên cho ta, đồ tiểu tử vong ân phụ nghĩa. Tần Phong mỉm cười, không nói gì thêm, hắn vén trường bảo lên, hai đầu gối quỳ xuống, hành lễ bái sư đệ tử bất hiếu không thể ở bên cạnh hầu hạ sư phụ cảm ơn người thời gian qua đã dạy bảo để con được lợi ích rất nhiều lão nhân tử há hốc mồm tuy đã sống qua vô số năm tháng chứng kiến vô số sinh ly tử biệt nhưng lúc này cũng không khỏi xúc động ông ta vươn tay phải ra thính vũ hiên phía sau sau một trận dung chuyển liền biến thành một tiểu đình viện tiếp đó chỉ thấy lão nhân tử đưa ngón tay điểm lên chán tần phong thính vũ hiên liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào mi tâm hắn tần phong kinh hãi sư phụ người đây là lúc chia tay thính vũ hiên này coi như là quà chia tay của ta tiểu tử nhớ kỹ nơi nào càng sáng sủa thì bóng tối càng sâu thẳm phụng thiên thành là nơi mà người đời ao ước nhưng bên trong lại ẩn chứa những góc khuất vượt xa tưởng tượng của thế nhân con đừng để đánh mất bản tâm của mình ở đó nếu như ngày sau có lạc lối hãy nhớ lại câu trả lời của chính mình khi tự vấn lòng mình không quên mục đích ban đầu mới có thể đi đến được kết quả cuối cùng tần phong chắp tay cúi đầu đáp đệ tử ghi nhớ trong lòng chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio dạng sáng hai ngày sau mọi người trong tần phủ đã thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường tiểu bạch ôm chặt lấy chân tần phong vẻ mặt quyến luyến không nỡ mặc tỷ tỷ ta đã chiêu mộ thêm một số hạ nhân cho tỷ sau khi rời khỏi tấn dương thành tần phủ này sẽ giao cho tỷ sau này nếu có thời gian ta sẽ quay lại thăm hai người tần phong mỉm cười nói Ban đầu hắn định đưa cả hai người họ cùng đến Phụng Thiên Thành. Nhưng theo ý của Mặc Tỷ Tỷ, kết giới hộ thành của Phụng Thiên Thành không thể so sánh với Tấn Dương Thành và Thiên Thành. Bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng khó có thể đặt chân vào trong, nếu nàng ấy mang tiểu bạch đi theo, kết quả tốt nhất e rằng cũng sẽ bị nhốt vào cửu trọng ngục ở đế đô. Nghe được lời này, bất đắc dĩ, Tần Phong chỉ đành bỏ ý định. Mặc tam di mặc áo choàng đen khoanh tay trước ngực, cố ý ướn người, khiến Lam Ngưng Sương đứng bên cạnh cảnh giác nhìn đệ đệ sắp đi rồi, ta là tỷ tỷ thật sự rất không nỡ. trên người tỷ tỷ cũng không có gì đáng giá để tặng đệ. vật nhỏ này đệ hãy cầm lấy. vừa nói, mặc tam di vừa đưa tay vào trong cổ áo, không biết từ đâu lấy ra một vật hình giọt nước, trong suốt như pha lê. mặc tỷ tỷ, đây là vật gì? tần phong tò mò hỏi. đây là vật mà đại tỷ đã giao cho ta, chỉ cần ở đại càn tây vực, đệ có vật này trong tay, bất kể là người của thế lực nào cũng sẽ nể mặt đệ. hơn nữa nếu ở tây vực gặp phải nguy hiểm đệ hãy dẫn động thần thức vào trong đó, nếu gần đó có thuộc hạ của đại tỷ, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện cứu đệ. Tần Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, đây quả là một thứ tốt, nhận lấy, nhận lấy. Hắn dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì, bèn mở miệng hỏi, vậy nếu là ở bên ngoài Tây vực thì sao? Mặc Tam Di vút về má, cười đáp, vậy thì không có tác dụng gì lớn. À, sau khi chào hỏi thêm vài câu với Mặc tỷ tỷ và Tiểu Bạch, cuối cùng cũng đến lúc phải đi. Vừa quay người định bước lên xe ngựa, Hắn đã nhìn thấy từ xa một thiếu niên mặc áo vải thô, tay cầm một chồng sách. Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, đây đã là lần thứ mười đối phương đến đổi sách. Tính ra trung bình mỗi ngày thiếu niên lăng này có thể ghi nhớ được hai đến ba quyển sách, quả thật là thiên phú dị bẩm. Tần ca, huynh muốn đi rồi sao? Đi đến trước mặt hắn, thiếu niên lăng lưu luyến hỏi. Ừ, phải đi rồi. Ta đã nói với người ở lại tần phủ, sau này để xem hết sách cứ tiếp tục đến đây đổi sách là được. Tần Phong vỗ vai đối phương ta còn có thể gặp lại huynh sao? Thiếu niên mong chờ hỏi. Chỉ cần đệ có thể ghi nhớ thành công một vạn cuốn sách, bước vào văn thánh đạo giả, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Để lại câu nói này, Tần Phong bước lên xe ngựa. Thiếu niên nhìn theo bóng dáng đội ngũ dần khuất xa, siết chặt nắm tay, ánh mắt vô cùng kiên định. Khoảng cách từ Tấn Dương Thành đến đế đô quả thật là 10 vạn 8 nghìn dặm. Đoàn người Tần Phủ, dù là di chuyển trên hoa dung đạo ở Nam Vực, cũng phải mất gần 3 ngày đêm mới đến được nơi mà vô số người đại càn, mơ ước phụng thiên thành hoa dung đạo đã đủ rộng rãi nhưng khi đến con đường chính tiến vào phụng thiên thành sự rộng rãi đó lại có vẻ hơi nhỏ bé cảm giác đó đối với tần phong giống như dòng suối nhỏ hồ nước chảy vào biển cả xe ngựa qua lại tấp nập trong đó kiệu hoa sang trọng càng nhiều vô số kể trước đây nếu có thể nhìn thấy một con tuấn mã đã là rất hiếm có nhưng ở đây những con tuấn mã quý hiếm đó lại phổ biến như hàng hóa ở chợ trời Tần Phong thậm chí còn nhìn thấy con tuấn mã trong truyền thuyết Long Câu, đó là tọa kỵ mà chỉ có hoàng thân quốc thích mới được trang bị. Không biết trong kiệu hoa kia là ai nhỉ? Tần Phong lẩm bẩm. Theo dòng người, tiếp tục tiến về phía cổng thành Phụng Thiên thành, sau khoảng một nén nhang mới đến lượt đoàn người Tần Phong. Lính canh ở cổng thành không thể nói là ít, nhìn xuống thắt lưng của những người đó, lính canh lại đeo toàn bộ lệnh bài bằng ngọc bích, song đồng dị năng mở ra, nhìn về phía những người đó, thực lực kém nhất cũng là lục phẩm đỉnh phong. Trong đó thậm chí còn có hai cao thủ cảnh giới ngũ phẩm. Sau khi trải qua một loạt xác nhận thân phận, bọn họ mới được phép đi vào trong phụng thiên thành. Đế đô được chia thành nội thành và ngoại thành. Tuy rằng tần gia hiện tại đã xa sút nhưng tần gia của tổ tiên từng là tồn tại sánh ngang với liễu gia. Cũng chính vì vậy, tần gia tổ trạch nằm ở nội thành, là một phủ đệ ba gian. Không chỉ sở hữu một khu nhà lớn, mà còn có sáu khu nhà nhỏ, tám mươi dân phòng. Trở về trốn cũ tần lão ra không khỏi cảm khái nhị phu nhân dù sao cũng là nữ nhân không kìm nén được xúc động nước mắt tuôn rơi sau một tiếng gọi đám hạ nhân nha hoàn vội vàng dỡ hàng hóa khuân vác vào tần phủ dù sao cũng là minh hoàng ban tặng nhà đồ đạc bên trong đều đầy đủ mọi thứ hơn nữa đã được dọn dẹp sạch sẽ chắc hẳn không mất nhiều công sức mọi người tần ra có thể dọn vào ở ngay tần lão ra nhìn cây đại thụ trước cửa không khỏi cảm thán năm đó khi cả nhà chúng ta chuyển đi cây bạch quả này chỉ cao hơn một trượng vậy mà mười mấy năm trôi qua không ngờ nó đã cao đến ba trượng tần phong nghe vậy nhìn về phía cây đại thụ có lẽ là do khi rời khỏi đế đô tuổi còn nhỏ nên trong ký ức hắn không có ấn tượng gì về cây này nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn nhìn vật nhớ người bồi hồi về quá khứ phong nhi có lẽ con đã quên năm đó ta còn cố ý khắc chiều cao của con lên cây này nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy chắc hẳn dấu vết đó đã bị mưa gió bào mòn giống như tâm khí của cha con vậy tần lão ra thở dài phong nhi an nhi hai đứa mau lại đây sờ thử cây này xem tần ra chúng ta đời này long đong lận đận nhưng cây bạch quả này lại chưa từng rời khỏi phủ đệ hiện tại ta dường như vẫn có thể cảm nhận được khoảng thời gian ở đây từ trên người nó tần an làm theo nhưng dù sao hắn cũng là võ phu không biết nói lời hoa mỹ chỉ biết gãi đầu nói cha con chẳng cảm nhận được gì cả tần phong lắc đầu trách mắng nhị đệ đệ chỉ dùng tay sở thì có thể cảm nhận được gì đệ phải dùng tâm để cảm nhận vừa nói hắn nhắm mắt lại gió lạnh thổi qua thổi lá cây xào sạc tần phong lập tức cảm thán cha hình như con nghe thấy tiếng cả nhà năm đó đứng trước cây cầu phúc cho năm mới phong nhi ta hình như cũng nghe thấy nhìn cảnh tượng hai cha con cùng sở cây liễu kiếm ly và những người khác đứng cách đó không xa cũng có chút xúc động nhưng ngay lúc hai cha con đang hồi tưởng lại quá khứ nhị phu nhân lau nước mắt nơi khóe mắt, cao mày nói, lão gia, ông đang nói bậy bạ gì vậy, tần phủ năm đó, khi nào thì trồng cây bạch quả. Rõ ràng chúng ta trồng là hai cây hoa quế, ông còn nói, quế với quý đồng âm, có ý nghĩa trừ tà tụ tài. Ông xem này, còn có dấu vết cưa cây, chắc hẳn cây bạch quả này là do người khác trồng. Tần phong và tần lão gia nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, bàn tay đang chạm vào cây đại thụ cũng từ từ buông xuống. Có lẽ là để tránh ngại ngùng, Lam Ngưng Sương lên tiếng đúng lúc tiểu thư, chúng ta vào trong đi dạo một chút nhé. Hắc than đầu lập tức nói, ta đi cùng các ngươi. Chờ đến khi mọi người đã giải tán gần hết, tần lão ra nhìn cây bạch quả, hai má vẫn còn nóng gian. Ông ta gọi quản gia đến, chỉ vào cây đại thụ nói, cây to như vậy chắn trước cửa, chẳng phải là cản trở tài lộc vào nhà sao. Khó trách chủ nhân trước của căn nhà này lại bị đuổi đi. Ngươi tìm mấy người đến cưa cây này đi, càng nhanh càng tốt. Vâng, lão gia. Quản gia cúi người đáp, giao phó xong việc này tần lão gia vội vàng rời đi thấy quản gia nhìn mình tần phong cũng che mặt chạy vào trong phủ lần này thật sự là mất mặt quá rồi sau khi hạ nhân và nha hoàn thu dọn đồ đạc của trần phủ xong xuôi cả nhà họ trần an tọa tại đại sảnh trần kiến an nâng chén trà vuốt về mặt bàn hồi tưởng lại quá khứ nhưng lần này lại không có ai tiếp lời đặc biệt là tần phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim coi như không nghe thấy gì hơi lúng túng trần lão gia đặt chén trà xuống ho khan một tiếng nói, Phong Nhi, đã trở về Phụng Thiên Thành rồi, về tình về lý, con nên dẫn kiếm ly về thăm nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhị Nương cũng nói, đúng vậy, khi đi nhớ mang theo chút quà, đừng để thất lễ. Tần Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, liền gật đầu đồng ý, liễu phủ cũng nằm trong nội thành, là một tòa phủ đệ năm gian. Dưới sự chỉ dẫn của Hắc Than Đầu, Tần Phong cùng mọi người rất nhanh đã đến liễu phủ. Sắp sửa gặp mẹ vợ và cha vợ, nói không căng thẳng là không thể nào, Tần Phong hít sâu một hơi, người đầu tiên xuống xe ngựa, sau đó vén rèm xe, đưa tay về phía người con gái xinh đẹp trong xe. Liễu kiếm ly khẽ giật mình, sau đó hai má ửng đỏ, đưa tay nắm lấy. Lam ngưng xương ở một bên thấy vậy, che miệng cười trộm, cô ra và tiểu thư thật sự rất ân ái. Hộ vệ canh cổng nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra, trong lòng mừng rỡ. Tiểu thư đã về, hơn nữa giống như lời đồn trước đó, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Trao đổi vài câu, hộ vệ để lại một câu ta đi bẩm báo gia chủ và phu nhân liền vội vàng chạy vào phủ nhìn thoáng qua liễu phủ rộng lớn tần phong quay sang hỏi nương tử bên cạnh hay là nàng dẫn ta đi dạo một vòng được liễu kiếm ly hé môi mỉm cười rõ ràng là liễu phủ từ nhỏ đã lớn lên quen thuộc nhưng cùng người trong lòng dạo chơi đối với nàng mà nói lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác lão gia chàng nói kiếm ly và tần gia con rể khi nào mới trở về phụng thiên thành trong đại sảnh liễu gia, một người phụ nữ dung mạo đoan trang, quý phái, giữa hai hàng lông mày có chút thần thái giống Liễu Kiếm Ly lên tiếng hỏi. Ngồi bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặt mày kiên nghị bất đắc dĩ thở dài, từ sau khi Minh Hoàng ban thánh chỉ, vấn đề này mỗi ngày nàng ít nhất phải hỏi ba bốn lần. Có hỏi nhiều như vậy sao? Ta sao lại không có ấn tượng? Người phụ nữ nghiêng đầu, dường như đang hồi tưởng. Qua một lúc, nàng ta lại lên tiếng, vậy trước đây chàng trả lời thế nào? người đàn ông trung niên quay đầu nhìn sang không nói gì người phụ nữ thấy vậy bỗng nhiên che mặt khóc nức nở được lắm bây giờ ta nhan sắc phai tàn chàng cuối cùng cũng chán ghét ta rồi ngay cả vấn đề của ta cũng không muốn trả lời ta quan tâm con gái ruột và con rể thì có gì sai cho dù mỗi ngày hỏi nhiều thêm vài lần thì có gì sai như vậy mà chàng đã không kiên nhẫn rồi lúc trước cưới ta những lời thề non hẹn biển kia đều bị chàng ném ra sau đầu hết rồi sao người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy thái dương âm ỉ đau bên tai ong ong, thân là đại càn thần hầu quân thống soái uy chấn tứ phương, liễu gia hiện nhiệm gia chủ. Ông ta đã từng đối mặt với núi thây biển máu, đối mặt với công kích trên triều đình, vẫn có thể mặt không đổi sắc, ứng phó trôi chảy. Thế nhưng đối mặt với sự giận dỗi vô cớ và cái miệng của phu nhân nhà mình, thật sự là bó tay. Vì sao con gái dịu dàng, trầm tĩnh, mà người làm mẹ lại như vậy? Người đàn ông trung niên chăm nghĩ không ra. Thở nhẹ một hơi, người đàn ông trung niên chậm rãi nói, ta đã nói rồi, minh hoàng hạ chỉ bên nhà thông gia không bao lâu nữa sẽ trở về nàng cho dù có sốt ruột cũng là vô ích chi bằng kiên nhẫn chờ đợi chàng sớm trả lời chẳng phải là không có chuyện gì sao người phụ nữ buông bàn tay đang che mặt ra nhìn bộ dạng của nàng ta nào có giống như thật sự khóc rõ ràng là giả vờ người đàn ông trung niên vốn tưởng rằng sau khi trả lời có thể có được một chút yên tĩnh nhưng hộp thoại của người phụ nữ lại được mở ra lải nhải không ngừng nói mãi không thôi nàng ta vừa lo lắng con gái ở tấn dương thành ở không quen lại lo lắng những nơi khác không giống đế đô an toàn như vậy con gái và nhà thông gia sẽ gặp nguy hiểm đương nhiên nàng ta lo lắng nhất vẫn là con gái ruột và con rể bề ngoài hòa hợp kỳ thực bất hòa dù sao con gái do mình sinh ra không ai hiểu rõ hơn nàng ta kiếm ly cái gì cũng tốt chỉ là tâm tư đều đặt hết vào việc luyện kiếm nam nhân nào chịu đựng nổi như vậy lúc trước để con bé học võ ta vốn là không đồng ý thế mà chàng và cha lại nói con bé thiên phú dị bẩm, không tu hành thần vũ thì đáng tiếc. Kết quả thì sao? Con bé ngày đêm luyện kiếm tu hành, nữ công gia tránh, cái gì cũng không biết, nào có giống con gái nhà người ta. Tần gia tiểu tử kia tuy ta chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ đến cũng là người không tệ, nếu không cũng không thể chữa khỏi thương thế cho con gái, được minh hoàng thưởng thức. Nhưng với tính cách của kiếm ly, e là hai người ngay cả phu thê chi thực cũng chưa có, như vậy sao được? lải nhải hồi lâu, người phụ nữ càng nói càng lo lắng, nàng ta phẳng phất như đã nhìn thấy trước nguy cơ tình cảm của con gái và con rể, thậm chí còn nhìn thấy tờ hưu thư đối phương đưa tới. Nàng ta kinh hãi đứng dậy, đi qua đi lại trong đại sảnh, kiếm ly và tên con rể kia vì sao còn chưa trở về. Người đàn ông trung niên lắc đầu, mạch não của phụ nữ, ông ta suy nghĩ nửa đời người, cũng không thể nào hiểu thấu. Đúng lúc này, hộ vệ canh cổng vội vàng chạy tới, lão gia, phu nhân, tiểu thư và cô gia đến phủ thượng bái phòng thật sao người phụ nữ chừng lớn đôi mắt đẹp trên mặt tràn đầy kinh hỉ người đàn ông trung niên ngược lại bình tĩnh hơn nhiều bọn họ đâu tiểu thư đang dẫn cô ra đi dạo liễu phủ có cần ta dẫn bọn họ đến đây không người đàn ông trung niên vừa định lên tiếng đã bị người phụ nữ ngăn lại chờ một chút có vài chuyện ta muốn xác nhận trước tần phong cùng liễu kiếm ly tay trong tay dạo chơi lam ngưng xương theo sát phía sau bọn họ đi qua đình hoa đi qua cầu hồ còn nhìn thấy nơi luyện võ thời thơ ấu của liễu kiếm ly đến một khuê phòng lam ngưng sương bỗng nhiên lên tiếng nơi này có một vị a bà biết rất nhiều thứ quy củ của nha hoàn trong phủ cơ bản đều là a bà dạy ngay cả chuyện nam nữ nói được một nửa liễu kiếm ly quay đầu nhìn sang lam ngưng sương cũng là ý thức được điều gì vội vàng che miệng lại tần phong tuy có chút tò mò nhưng cũng là thức thời không hỏi tiếp đi về hướng đại sảnh liễu gia vừa vặn gặp một lão phụ nhân mặt mày hiền tử lam ngưng sương mừng rỡ tiến lên ôm chầm lấy đối phương liễu kiếm ly cũng là khẽ gật đầu chào hỏi từ cuộc trò chuyện của mấy người tần phong cũng xác nhận được thân phận của đối phương người này chính là a à bà mà ngưng sương vừa rồi nhắc đến đã sống ở liễu phủ gần hết đời người năm đó kiếm ly cũng là do bà chăm sóc a à, bà nhìn thấy liễu kiếm ly đi lại tự nhiên đôi mắt đục ngầu nghẹn ngào nói khỏi rồi là tốt khỏi rồi là tốt rồi vị này chính là tần gia cô ra chữa khỏi thương thế cho tiểu thư sao quả nhiên là nhất biểu nhân tài tần phong cười nói a à, bà khỏe a à, bà nhìn thoáng qua hai bàn tay nắm chặt của hai người lại nhìn thoáng qua bộ dạng của tiểu thư vui mừng nói phu nhân vốn còn lo lắng quan hệ của tiểu thư và cô ra không được hòa thuận bây giờ xem ra là lo lắng vô cớ rồi nhìn bộ dạng của tiểu thư e là đã cùng cô ra hành phòng sự rồi lời này vừa nói ra gương mặt trắng nõn của liễu kiếm ly trong nháy mắt đỏ bừng tần phong có chút kinh ngạc nhãn lực của a à, bà này lại lợi hại như vậy chuyện này cũng có thể nhìn ra được thông thường ở thời cổ đại muốn xác nhận nữ tử có còn là xử nữ hay không ngoại trừ lúc động phòng chân tướng rõ ràng thì chính là do bà mối đích thân xác nhận nữ tử có còn nguyên vẹn hay không a à, bà này cũng không cần động tay động chân chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối chỉ có thể nói kinh nghiệm lão luyện quả là một lão si mê truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé mọi người lại trò chuyện thêm vài câu tần phong giả vờ như tình cờ hỏi bà mối làm cách nào có thể nhìn ra một người phụ nữ đã từng trải qua chuyện chăn gối, hay chưa? Hắn không có ý nghĩ gì xấu xa, chỉ là với tư cách là một người đọc sách, đơn thuần muốn mở mang kiến thức của bản thân mà thôi. Bà mối mỉm cười, đều là kinh nghiệm cả thôi, chỉ có thể lĩnh hội, không thể nói rõ ra được. Bất quá cô ra, ta thấy thân thể của ngươi có vẻ hơi hư nhược, có phải đôi khi cảm thấy lực bất tòng tâm hay không? Ta có một phương thuốc cổ, lát nữa có thể lấy cho ngươi. Ta không có, ta không có, bà đừng nói bậy cảm nhận được ánh mắt của ngưng xương và nương tử tần phong mặt mày cứng đờ vội vàng biện giải bà mối hẳn là nhìn nhầm rồi thân thể ta cường trắng lắm thấy đối phương còn muốn nói gì đó hắn vội vàng ngắt lời giờ cũng không còn sớm nữa ta còn phải đi bái kiến cha mẹ của kiếm ly xin phép đi trước vậy cô ra và tiểu thư đi thong thả bà mối cúi người nói đợi đến khi ba người đi xa dần bà mối hướng về một hướng nào đó là một động tác tay kỳ lạ trên đường đi lam ngưng Sương luôn có ý hay vô ý quay đầu nhìn lại tần phong có miệng mà không nói nên lời chỉ cảm thấy là bà mối kia đã hại hắn thê thảm trải qua một đoạn đường dày vò cuối cùng cũng đến đại sảnh liễu phụ sau khi nha hoàn vào trong bẩm báo tần phong rốt cuộc cũng được gặp mặt nhạc phụ và nhạc mẫu trong truyền thuyết phải nói rằng liễu kiếm ly có dung mạo khuynh quốc khuynh thành như vậy không thể tách rời khỏi ghen tốt của cha mẹ chỉ cần nhìn người phụ nữ trên sảnh đường một cái tần phong liền có thể khẳng định người đó chính là mẹ ruột của liễu kiếm ly dung mạo giống đến bảy tám phần không nói thời gian dường như không hề để lại dấu vết gì trên người đối phương nếu như để bà ấy và liễu kiếm ly đứng cạnh nhau cho dù nói là hai chị em chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều người tin nhìn sang vị trung niên còn lại tần phong không khỏi kính nể uy danh của thần hầu quân trong đại càn người nào mà không biết người nào mà không hay quỷ hoạn loạn thế sơn tặc hoành hành thần hầu quân xuất trinh đến nay chưa từng một lần thất bại. Rất nhiều người thời nay đều đem quân đội này, so sánh với thiên trinh quân của Vũ Sùng Hoàng đế năm xưa. Mà nguyên nhân thần hầu quân có được thành tích đáng tự hào như vậy, cha của Liễu Kiếm Ly, cũng chính là Liễu Gia Gia chủ hiện tại Liễu Thiên Lộc công lao không thể bỏ qua. Thiên phú thần vũ của Liễu Thiên Lộc không có xuất chúng như Liễu Kiếm Ly, bất quá cũng đã đạt đến thần vũ tứ phẩm kim cang bất hoại cảnh giới. Nhưng điều khiến ông ta nổi danh không phải là tu vi của ông ta, mà là thủ đoạn dẫn binh của ông ta cho dù được xưng là đại càn quân thần cũng không hề quá lời. Trận chiến nổi tiếng nhất của thần hầu quân chính là trận chiến ở bắc vực Quỷ Sơn, có thể nói là điển hình cho việc lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. 3.000 tướng sĩ đại chiến 5.000 yêu quỷ, có thể đại thắng trở về, chính là bởi vì vị nhạc phụ không hay nói cười này, đã vận dụng binh pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa đến mức tận cùng. Tần Phong trong đầu nghĩ đến những chiến tích kinh thiên động địa nghe đồn, trong lòng dâng lên cảm xúc sùng bái, hắn nhận lấy chén trà nha hoàn bưng tới định kính trà vấn an vị nhạc phụ này nhưng bước chân mới bước được vài bước vị mỹ phụ nhân kia đã đi tới trước mặt thích thú đánh giá hắn từ trên xuống dưới người chính là tần phong vâng mẫu thân đại nhân tần phong cung kính nói trên đường đến đây hắn nghe nương tử nhắc tới vị nhạc mẫu này tên là hậu phi khanh không tệ thật sự là không tệ đã là ngươi và kiếm ly thành thân rồi xưng hô mẫu thân đại nhân này có vẻ hơi khách sáo ngươi cũng như kiếm ly gọi ta là nương là được lúc này biểu hiện của hậu phi khanh thật sự là ứng với câu nói kia con rể càng nhìn càng vừa mắt bà có phản ứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên dù sao con rể này dung ngạo tuấn lãng không nói còn chữa khỏi kinh mạch bị tổn thương cho liễu kiếm ly quan trọng nhất là bà trước đó đã nhận được tín hiệu của liễu gia a bà con gái và đối phương đã có phu thê tri thực đây chính là tin tức tốt bà còn lo lắng với tính cách của kiếm ly cả đời này sẽ không được ôm cháu trai hay cháu gái vâng nương Tần Phong cười ngại ngùng. Ây! Hậu Phi Khanh đáp lại một tiếng, kéo hắn sang một bên, liền bắt đầu trò chuyện rôm giả. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, nương tử nếu như đặt vào kiếp trước, tuyệt đối là điển hình cho chứng sợ xã hội. Hắn vốn tưởng rằng tính cách của nương tử là di truyền từ nhạc mẫu, nhưng nhìn vị nhạc mẫu trước mặt thao thao bất tuyệt này, rõ ràng là một người hướng ngoại. May mắn là Tần Phong dù sao cũng đã sống hai đời, xem qua đủ loại chuyện cười, đối đáp lại, có thể nói là ứng đối trôi chảy cho đến khi đối phương ném ra một quả bom tấn. Vậy hai đứa khi nào định sinh con đây? Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh. Liễu kiếm ly đỏ bừng mặt, vành tay nhỏ nhắn, hồng nhuận động lòng người. Nàng nhìn mẫu thân, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi chưa từng có. Nương! Lam ngưng sương yên lặng đứng một bên, nhưng lỗ tai đã sắp dựng đứng lên. Tiểu thư và cô ra muốn sinh con, vừa khiến nàng mong chờ vạn phần, vừa khiến nàng hâm mộ không thôi. Đúng lúc tần phong sững sờ tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào, vị nhạc phụ vẫn luôn im lặng lên tiếng. Được rồi, hai người cũng trò chuyện đủ lâu rồi, ta còn có việc muốn gặp hắn, người ta dẫn đi trước. Nói xong, cũng không để ý đến hậu phi khanh trừng lớn hai mắt, liễu thiên lộc bước ra khỏi đại sảnh trước, đồng thời ra, hiệu cho Tần Phong đi theo. Có cớ này, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, chắp tay cúi người cáo lui. Trên đường đi tìm liễu gia lão gia tử, liễu thiên lộc đột nhiên mở miệng nói, kiếm ly tuy là con gái ta, nhưng ta lại chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha năm đó lúc nương nó sinh nó ra ta còn đang ở bắc vực quỷ sơn giải quyết quỷ hoạn ngay cả lúc nó ở vạn kiếm tông độ kiếp thất bại kinh mạch bị tổn thương trở về ta cũng đang ở bên ngoài chinh chiến không thể ở bên cạnh nó tần phong nghe vậy sửng sốt hắn không hiểu vì sao nhạc phụ lại nói những lời này thần hầu quân vì bảo vệ bách tính đại càn quanh năm chinh chiến bên ngoài có tình huống này cũng là chuyện dễ hiểu nhạc phụ đại nhân vì bảo vệ thương sinh đại càn bất đắc dĩ mới như vậy ta tin tưởng kiếm ly sẽ hiểu cho người lời tần phong nói ra đều là xuất phát từ đáy lòng có lẽ vậy dừng một chút liễu thiên lộc lại nói kỳ thực ta rất cảm kích ngươi không chỉ bởi vì ngươi đã chữa khỏi thương thế cho con gái ta mà còn bởi vì ngươi đã thay đổi nó nếu như là trước đây ta tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi có thể nhìn thấy kiếm ly của ngày hôm nay ngươi đã đem những gì ta nợ nó đều bù đắp lại cho nó cái mà ông ta nợ chính là sự đồng hành là sự yêu thương dưới gầm trời này làm sao có người cha nào lại không muốn ở bên cạnh con gái chỉ là thế đạo này có quá nhiều điều bất đắc dĩ mà thôi tần phong có chút cảm khái lập tức bày tỏ quyết tâm của mình nhạc phụ đại nhân yên tâm sau này ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng liễu thiên lộc an ủi gật gật đầu sau đó nói tâm ý của ngươi ta đã cảm nhận được nhưng chỉ như vậy thôi thì còn lâu mới đủ tần phong không hiểu ra sao tu vi của ngươi hiện giờ là gì cách đây không lâu đã bước vào văn thánh lục phẩm quái mệnh cảnh Tần Phong thành thật trả lời. Là lúc ở Thư Lương Thành. Liễu Thiên Lộc như có điều suy nghĩ, tuổi thọ của nhân tộc có hạn, nhưng sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định, tuổi thọ này cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Kiếm Ly đã bước vào tam phẩm, đạt đến kiếm thần cảnh giới, tuổi thọ tự nhiên là hơn xa người thường. Nếu như ngươi muốn được lâu dài bên cạnh nó, Tu Vi hiện tại vẫn còn quá thấp. Thì ra là ý này. Tần Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, lại nghe nhạc phụ lần nữa mở miệng. Hơn nữa, có lẽ ngươi không biết, người có tu vi cao huyết mạch cũng sẽ phát sinh biến hóa muốn sinh con nối dõi cực kỳ không dễ dàng với tu vi hiện tại của ngươi muốn sinh con đẻ cái với kiếm ly vẫn còn kém một chút tần phong há miệng đứng hình tại chỗ đạo lý này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói nhưng mà ta thấy mẫu thân đại nhân cũng không có tu vi trong người năm đó là làm sao sinh ra kiếm ly liễu thiên lộc giải thích cái tu vi tranh lệch này chỉ nhắm vào nam tính mà nói giống như long tộc Cường đại như Long tộc, nam tính trong tộc bất kể kết hợp với chủng tộc nào đều cực kỳ dễ dàng sinh hạ con nối dõi, đó là bởi vì huyết mạch Thiên Phú trong cơ thể bọn họ là hiếm có trên thế gian. Nhưng nếu là nữ tính Long tộc kết hợp với ngoại tộc, lại cực kỳ khó sinh hạ con nối dõi, đó là bởi vì rất ít người có thể áp chế được huyết mạch Long tộc của các nàng. Lại có chuyện như vậy, ở cái thế đạo này, còn phân biệt nam nữ, rốt cuộc nam nhân khi nào mới có thể ngẩng mặt lên được? Tần Phong tức giận đến toàn thân run rẩy. Trách không được cùng nương tử cày cái, cái số lần không ít, lại thủy chung không thấy động tĩnh. Không nghĩ tới là huyết mạch trong cơ thể đối phương, căn bản không coi trọng thứ đồ chơi của mình. Tu vi của nam tử kém nữ tử quá nhiều, dẫn đến không mang thai được, đây có tính là nỗi khổ tâm khó nói của thời đại cũ hay không? Có lẽ là nhìn ra tâm tư của hắn, Liễu Thiên Lộc an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có thể tu hành đến cảnh giới tứ phẩm, vấn đề này liền có thể dễ dàng giải quyết. Tần Phong nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, giữa tứ phẩm và tam phẩm có một con hào ngăn cách, thiên địa bá quyền ấn chứng. Độ khó khi thăng cấp của hai bên, có thể nói là một trời một vực. Bất quá cho dù như thế, muốn thăng cấp tứ phẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta sẽ cố gắng nâng cao tu vi. Tần Phong cắn răng nói. Hôm nay, lý do hắn liều mạng nâng cao tu vi lại thêm một cái, đó chính là vì để hài tử có thể sớm một chút mở mắt nhìn thế giới. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của nhạc phụ, Tần Phong đi tới một chỗ biệt viện. "Cha, ta mang người tới rồi." Lời nói vừa dứt, cửa viện không gió tự mở. Một đạo thanh âm tang thương từ trong viện truyền ra, "Vào đi." Bước qua cửa, trong sân vô cùng giản dị, ngoại trừ mấy cây tùng bách, chính là một bàn, bốn ghế. Trên một ghế đang ngồi một vị lão giả tóc bạc phơ, nghĩ đến chính là lão gia tử của Liễu gia, đương triều phụ quốc công Liễu Nguyên. Lão gia tử nghiêng mắt nhìn sang, trong mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, ngươi chính là Tần Phong. Không tệ, vinh quang tổ tiên Tần gia, có lẽ có thể ở thế hệ của ngươi một lần nữa phát. Dương Quang Đại, lão gia tử quá khen. Tần Phong khiêm tốn nói, lão gia tử ra hiệu hai người ngồi xuống. Tiếp đó chỉ thấy chén rượu trên bàn vậy mà tự động rơi vào trước mặt ba người. Đây là thủ đoạn kinh khí ngoại phát, có thể khống chế kinh khí đến mức độ như y đến vậy, đủ thấy tu vi của lão gia tử cao thâm. Mà sự thật cũng chính là như thế, là cây trụ vàng của liễu gia tu vi của liễu nguyên lão gia tử đã đến cảnh giới tam phẩm đỉnh phong cách cái nhị phẩm cảnh giới trong truyền thuyết kia chỉ còn thiếu bước cuối cùng bất quá bước cuối cùng này lại đã làm lão trần trừ hơn 10 năm tần phong vừa định bưng bình rượu lên rót rượu cho lão gia tử lại nghe đối phương mở miệng hỏi có biết ta vì sao muốn gặp ngươi không động tác trên tay dừng lại tần phong đáp phụng thiên thành nước sâu lão gia tử có lẽ là muốn chỉ điểm vãn bối một hai để tránh đi nhầm đường liễu nguyên nghe vậy hài lòng gật gật đầu, năm đó cho mắt nhìn tần gia rời khỏi phụng thiên thành, kỳ thật ta cũng có nghĩ tới ngăn cản. Nhưng mà tần gia suy yếu, rời xa những mũi tên bắn lén kia, tránh né mũi nhọn lui đến nơi khác, cũng là một lựa chọn không tệ. Liễu gia kỳ thật có lỗi với ngươi, nếu không phải là hôn ước của tổ tiên, đem kiếm ly gả cho ngươi, ngươi cũng sẽ không ở lúc còn nhỏ, gặp phải nhiều tay bay vạ gió như vậy, thậm chí liên lụy đến toàn bộ tần gia. Cho dù ngươi đối với liễu gia sinh lòng oán hận, ta cũng có thể lý giải, lão gia tử nghĩ nhiều rồi cưới được kiếm ly là phúc phận ba đời của ta tu luyện mà có làm sao có thể sinh lòng oán hận chỉ là có một số việc vãn bối vẫn là muốn biết ở phụng thiên thành nhắm vào tần gia rốt cuộc có những ai tần phong tò mò hỏi cũng không phải là hắn muốn trả thù sau dù sao hiện tại hắn cũng không có năng lực đó chỉ là muốn biết trước địch nhân có những ai mới có thể càng tốt hơn đề phòng lão gia tử chậm rãi mở miệng vậy thì nhiều lắm Tiếp đó, Tần Phong liền nghe lão gia tử đọc ra mấy chục cái chức quan. Những chức quan này còn không phải là nhàn tản, mà là nắm giữ thực quyền. Tần Phong càng nghe càng kinh hãi, hắn vẫn là coi thường bị lực của nương tử nhà mình. Những quan viên này phân bố ở các bộ môn khác nhau trong đế đô, nếu như muốn tiếp tục nhắm vào Tần Gia, vậy Tần Gia có thể nói là khó mà di chuyển. Hắn đột nhiên có chút muốn trốn về Tấn Dương Thành. Có lẽ là nhìn ra tâm tư của hắn, liễu nguyên lão gia tử cười nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng đó đều là chuyện quá khứ dù sao ngươi và kiếm ly đã có danh phận vợ chồng tần phong nhướng mày đúng vậy những người đó lúc trước sở dĩ muốn nhắm vào tần gia không gì khác hơn là không muốn để tần gia và liễu gia kết thân mà thôi ai mà không muốn cưới nữ tử như liễu kiếm ly thứ nhất là bởi vì minh hoàng say rượu nói lỡ lời cưới liễu kiếm ly có thể bảo đảm gia tộc hưng thịnh trăm năm một vị thần vũ cao thủ tiền đồ bất khả hạn lượng lẽ ra phải có năng lực này thứ hai cũng là có thể leo lên liễu ra cái cây đại thụ này. Nhưng mà theo mục đã thành thuyền, danh phận vợ chồng đã được xác định, bọn họ lại nhắm vào tần gia liền không còn có bất kỳ đạo lý gì, ngược lại sẽ tự dưng rước lấy kẻ địch. Ngay tại lúc này, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi, kỳ thật vãn bối có một việc vẫn luôn không hiểu, lúc trước ngày thành thân, con trai của binh bộ thượng thư lang Đường Hiên tới đại náo hôn lễ, hắn muốn làm gì? Binh bộ thượng thư lang tuy là đại thần nắm giữ thực quyền, nhưng đối với đại càn phụ quốc công vẫn là có chút không đủ nhìn cho dù binh bộ và thần hầu quân vẫn luôn bất hòa vậy cũng nên là ở trên chiều đường lẫn nhau công kích mà không phải là ở ngày thành thân của hai nhà đại náo một trận dù sao đây tương đương với là đang đánh vào mặt phụ quốc công một khi không tốt có thể là cục diện bất tử bất hưu binh bộ thượng thư lang nếu có chút đầu óc cũng không có khả năng làm ra cử chỉ như vậy trừ phi người ra lệnh cho đường hiên kia cũng không phải là bản thân binh bộ thượng thư lang lão gia tử đáp Đường Hiên là đang thay người phía trên nào đó thăm dò Liễu gia chúng ta. Người phía trên nào đó? Tần Phong đồng tử hơi co lại, việc này liền có chút đáng để suy nghĩ. Ở đại Càn dám thăm dò phụ quốc công, tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay, mà trong đó phần lớn đều là hoàng thân quốc thích. Nhìn Tần Phong thần sắc biến ảo, Liễu Nguyên lão gia tử nói, ngươi cũng không cần đoán mò, hôn sự của Liễu Tần hai nhà được minh hoàng cho phép. Bất kể vị kia trước đó có ý đồ gì, hiện tại ngươi đã trở lại đế đô Phụng Thiên thành hắn còn muốn động đến ngươi còn phải xem liễu gia có đồng ý hay không. Lão gia tử nói lời này lúc, ngữ khí tuy bình tĩnh, nhưng Tần Phong lại nghe ra được sóng ngầm mãnh liệt. Nghĩ lại cũng phải, tôn nữ bảo bối nhà mình ở lúc thành thân, bị người ngăn cản khiêu khích, đổi lại là ai cũng phải tức giận. Còn có lời nói bá khí cùng tính cách bênh vực con rể của lão gia tử, khiến Tần Phong khá là hài lòng, cái chỗ dựa này thật sự là khiến người ta an tâm. Gia Gia, không nói những chuyện mất hứng kia nữa, vãn bối kính ngài và cha một ly, xưng hô thay đổi, khiến khóe miệng lão gia tử nhếch lên. Tiểu tử này thật đúng là giảo hoạt, trách không được có thể có được phương tâm của kiếm ly. Liễu Thiên Lộc không thích nói cười trong lòng thầm nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giây phút bình rượu được rót ra, hương rượu quen thuộc sộc vào mũi. Đây là... Tần Phong trợn tròn mắt. Liễu Nguyên cười nói, chắc hẳn là chưa từng ngửi thấy hương rượu nào như vậy phải không? Đây chính là rượu được ủ từ tử, tử phường mà thần công phòng mới khai trương không lâu hương vị đậm đà, dư vị kéo dài, cho dù so với túy sinh mộng tử của trích tinh lâu cũng không hề kém cạnh. Loại rượu này được chia thành nhiều phẩm cấp, hơn nữa mỗi tháng đều bán giới hạn, nếu không phải ta và nguyên trai của thần công phòng có chút giao tình, thì loại rượu thượng hạng này, cho dù có tiền cũng không mua được. Rượu này có phải là tiên nhân túy không? Tần Phong hỏi. Hửm, người biết loại rượu này. Liễu lão gia tử thần sắc hiếu kỳ, liễu thiên lộc ở bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn sang, tần phong khóe miệng giật giật có thể không biết sao loại rượu này chính là do hắn bỏ thần công phòng ủ chế hơn nữa nguyên trai lão gia tử quả nhiên giữ đúng lời hứa mỗi tháng bán giới hạn không nói rượu nguyên chất chưa pha loãng cũng được kiểm soát nghiêm ngặt loại rượu thượng hạng mà liễu lão gia tử gọi là tần phong chỉ cần ngửi một cái là có thể biết đầy đủ cũng chỉ là loại ba mà thôi thật ra vãn bối có mang theo một ít lễ vật chính là tiên nhân túy này tần phong có chút ngại ngùng sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba vò rượu nguyên chất. Làm như vậy có thể sẽ khiến cho giao tình của liễu lão gia tử, và nguyên trai xuất hiện một số vấn đề, nhưng hắn cũng không mang theo lễ vật nào khác nên cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn thấy vò rượu, liễu nguyên và liễu thiên lộc nhướng mày, loại rượu ngon như tiên nhân túy đều được bán theo bình, chưa từng có ai mua được rượu theo vỏ, hơn nữa còn là ba vò. Thêm vào đó, Tần Phong trước đây chưa từng đến Phụng Thiên Thành, cho nên Liễu Nguyên và Liễu Thiên Lộc trong lòng đều có một suy đoán tên tiểu tử này bị người ta lừa rồi nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tần phong đến liễu phủ bái phỏng vì để giữ thể diện cho đối phương liễu nguyên và liễu thiên lộc đều ngầm hiểu giả vờ như không biết tâm ý của người ta nhận để vò rượu sang một bên đi liễu lão gia tử vuốt râu cười nói đã lấy ra rồi cha và gia ra không bằng nếm thử một chút ờ tần phong cũng không để ý đến thần sắc của hai người trực tiếp nhắc một vò rượu đặt lên bàn đá theo sau khi nắp vò rượu được mở ra hương rượu nồng nàn lập tức tràn ngập trong tiểu viện khiến người ta lưu luyến quên về hương rượu này còn say lòng người hơn cả rượu trong bình đây thật sự là tiên nhân túy liễu lão gia tử kinh ngạc lên tiếng tự nhiên là thật hơn nữa còn là rượu nguyên chất chính hiệu tần phong thầm bổ sung một câu trong lòng liễu nguyên và liễu thiên lộc bưng chén rượu lên chỉ một ngụm đã khiến bọn họ kinh ngạc như gặp tiên phẩm chất của loại rượu này cho dù là túy sinh mộng tử cũng không thể sánh bằng Đặt chén rượu xuống, Liễu Nguyên hứng thú nhìn về phía Tần Phong, Tấn Dương thành xuất hiện long mạch, nguyên lão gia tử của thần công phòng từng được lệnh đi xây dựng trấn Long Bia và kết giới bảo vệ thành. Sau khi trở về, thần công phòng liền xây dựng lại tử phường, ủ ra loại tiên nhân túy này. Có tin tức nói rằng, người đứng sau Trích Tinh lâu từng muốn có được phương pháp ủ chế tiên nhân túy này, nhưng không thành công, liền lui mà cầu tiếp theo muốn tìm kiếm hợp tác, vẫn bị lão giả Nguyên Trai kia từ chối. Mà lý do từ chối lại khiến người ta phải suy ngẫm liễu nguyên đưa ngón tay gói nhẹ lên bàn đá đầy ẩn ý nói lão già kia nói thần công phòng bọn họ cũng chỉ là thay người khác ủ rượu mà thôi quả nhiên là lão hồ ly sống hơn nửa đời người chỉ cần liên kết một số manh mối lại với nhau liền tìm ra được chân tướng tần phong thành thật đáp ngài đoán không sai người bảo thần công phòng ủ chế tiên nhân túy chính là ta liễu lão gia tử cười ha hả trong thư ngưng xương gửi về trước đó đã nhiều lần nhắc đến ngươi là một kỳ tài kinh doanh Ta ban đầu còn không tin, dù sao thì phụ thân ngươi. Lời nói dừng một chút, lão gia tử chuyển chủ đề, xem ra ngươi không giống phụ thân ngươi, quả thực có đầu óc kinh doanh. Mà thương nhân thành công thường là người gian xảo, sự sự khéo léo, ngươi có bản lĩnh này, ta rất vui mừng. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, lão gia tử đây là đang khen hắn, hay là đang châm chọc hắn? Ngươi không cần phải như vậy, ta nói đều là lời thật lòng. Lần này trở về Phụng Thiên thành, ngươi sẽ bước vào Hạo Văn viện, mà những văn thần trong triều đa số đều xuất thân từ hạo văn viện. Phải biết rằng, thiên giám quốc sư vị văn, thần lớn nhất hiện nay, chính là viện trưởng của hạo văn viện. Tương lai ngươi cũng sẽ vào triều làm quan, người làm quan, tự nhiên phải ngay thẳng chính trực. Nhưng ở trong triều đình này, nếu không có chút tâm cơ và thủ đoạn, chỉ sẽ bị người khác chèn ép, trở nên tầm thường. Chỉ có gian trá hơn những kẻ tiểu nhân kia, mới có thể đứng vững trong triều đình, ngươi hiểu chứ? Tần Phong gật đầu, lão gia tử đây là đang chỉ điểm cho hắn sư phụ cũng từng nói với hắn những lời tương tự người cổ hủ vào chiều làm quan đấu không lại đám gian thần đầy chiều người chính trực dẫn binh đánh giặc cũng chỉ biết bó tay bó chân thế đạo này xưa nay vẫn vậy thấy tần phong đã lĩnh hội được ý tứ trong lời nói liễu nguyên lại nhắc đến chuyện ở thư lương thành chuyện nguy hiểm đêm hôm đó ta đã nghe nói người bố trí trận pháp ngăn cách tử khí dùng lôi đình chính khí tiêu diệt hàng ngàn thi quỷ trong thành hàng ngàn thi quỷ có nhiều như vậy sao tần phong kinh ngạc trong lòng Lúc đó hắn chỉ nghĩ đến việc bố trí trận pháp ngăn cách tử khí, giải cứu thư lương thành, cho nên cũng không để ý đến những thứ này. Lúc này nghe người khác kể lại trận chiến hôm đó, chỉ cảm thấy bản thân quả thực rất ngưu bức. Tin đồn và tình hình thực tế vẫn có chút sai lệch, kỳ thật đêm hôm đó thi quỷ trong thành e là phải lên đến hàng vạn. Tần phong mặt không đỏ tim không đập nói khoác. Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình hắn là người trong cuộc, thổi phồng một chút cũng không sao. Nhưng Liễu Nguyên và Liễu Thiên Lộc là người như thế nào, chút tâm tư này căn bản không thể nào qua mắt được bọn họ bản lĩnh nói khoác mà không biết ngượng của ngươi quả thực rất thích hợp làm quan à. chờ đến khi tần phong rời đi liễu thiên lộc hỏi trong hạo văn viện có rất nhiều phe phái vì sao phụ thân không nói rõ với hắn trước ban đầu ta gọi hắn đến đây chính là vì mục đích này nhưng sau khi nhìn thấy tiểu tử này ta lại không muốn lên kế hoạch cho tương lai của hắn nữa với năng lực của hắn hoàn toàn có thể tự mình bước đi trên con đường của riêng mình không phải sao liễu thiên lộc gật đầu Lão gia tử đây là đang kỳ vọng rất nhiều vào tên tiểu tử kia. Ngoảnh đầu nhìn ba vò tiên nhân túy, Liễu Thiên Lộc nói, "Ở đây có ba vò rượu, ta lấy." Lời còn chưa dứt, Liễu Nguyên phất tay áo một cái, ba vò tiên nhân túy đã không cánh mà bay. "Ngươi muốn nói gì?" Liễu Thiên Lộc trầm mặc một lát, chắp tay cáo lui. Sau khi dùng bữa tối xong ở Liễu phủ, Tần Phong rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi sự hỏi han dồn dập của lão bà lắm chuyện. Ở cổng Liễu phủ, lão ma ma à, a bà ra tiễn, bà ta từ trong ngực lấy ra một tờ đơn thuốc, đưa cho Tần Phong với vẻ mặt nghiêm túc nói, cô già, thân thể yếu đuối không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Người đọc sách dù sao cũng không bằng võ phu, thân thể không được cường tráng, cho nên càng phải chú ý điều dưỡng. Đây là phương thuốc gia truyền của nhà ta, chỉ cần đúng giờ uống thuốc, hiệu quả sẽ thấy rõ, ngài không bằng thử xem. Nói xong, cũng không đợi Tần Phong phản bác, a à, bà để lại đơn thuốc, liền nganh ngang bỏ đi. Tần Phong nhìn đơn thuốc trong tay, lần nữa cảm nhận được ác ý sâu sắc của thời đại này đối với người đọc sách đêm khuya trăng sáng như lưỡi câu tần phong triển khai thần thức hướng về thương khung những ngôi sao mệnh màu trắng vẫn dày đặc như trước phần lớn trong số đó đã được hắn kết nối khí cơ mặc dù đã thành công bước vào cảnh giới lục phẩm quái mệnh nhưng sư phụ từng nói với hắn thường xuyên quan sát sao mệnh có thể khiến văn thánh đạo giả lĩnh ngộ được nhiều điều hơn khi thi triển thuật bói toán cũng sẽ thêm phần thuận buồm xuôi gió chính vì vậy tần phong chưa bao giờ lơ là việc tu luyện này sau khi quan sát sao mệnh hắn dẫn dắt thần thức tiến vào thần hải ngoài lôi đình chính khí và hình chiếu sao mệnh trắng xóa đầy trời trên vấn tâm đài còn lơ lửng một tòa lầu cát chính là thính vũ hiên mà sư phụ ban tặng cho hắn ý niệm vừa động tần phong xòe bàn tay ra lầu cát trên vấn tâm đài liền bay ra khỏi thần hải lơ lửng trên lòng bàn tay hắn lúc này chỉ cần hắn muốn thính vũ hiên có thể hóa thành lầu các ba tầng trở nên to lớn như lúc ở tấn dương thành Hắn thậm chí có thể trực tiếp dẫn dắt thần thức tiến vào Thính Vũ Hiên, lật xem sách vở. Điều này quả thực đã mang đến cho hắn không ít tiện lợi. Văn Thánh Đạo giả ngũ phẩm cảnh giới gọi là Hạo Nhiên cảnh, muốn bước vào cảnh giới này, cần phải tuân theo nội tâm, tuân theo lời thế lúc ở minh tâm cảnh. Tần Phong đặt cuốn sách lấy từ Thính Vũ Hiên xuống, bất giác thở dài. Phương pháp này nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó. Có văn thánh đạo giả trong vòng 3 ngày bỗng nhiên giác ngộ, bừng tỉnh đại ngộ, bước vào ngũ phẩm cảnh giới có văn thánh đạo giả cho dù luôn giữ vững bản tâm, cả đời lại vẫn dừng lại ở lục phẩm quái mệnh cảnh. Tần Phong đoán, điều này rất có thể là do liên quan đến độ khó của lời thề lúc vấn tâm. Vậy thử hỏi trên đời này, còn có lời thề nào khó, thực hiện hơn lời thề mà hắn đã lập ra lúc trước. Ngay khi hắn đang thở dài, cửa phòng bị người ta đẩy ra, Liễu Kiếm Ly một thân bạch y bước vào. Nàng bưng trên tay bát thuốc, miệng bát còn bốc khói trắng nghi ngút, hiển nhiên là vừa mới sắc xong chưa lâu. Chỉ cần khẽ ngửi, Tần Phong đã biết rõ tất cả dược liệu có trong bát thuốc. Sắc mặt hắn cứng đờ, dược liệu trong bát thuốc phần lớn là những thứ bổ dương, hơn nữa còn giống hệt với phương thuốc mà lão yêu nữ Bạch Nhật của Liễu gia đưa cho. Chờ đã, đây là ý gì? Tại sao nương tử lại sắc bát thuốc này cho ta? Chẳng lẽ nàng cũng cảm thấy ta thân thể yếu đuối? Không, không thể nào, trong cơ thể ta có Long Châu, thể lực so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hơn nữa với tính cách của nương tử, tuyệt đối không thể nào có suy nghĩ như vậy đêm nay không có gió nhưng cửa sổ lại truyền đến tiếng động nhẹ ngó theo tiếng động một cái đầu nhanh chóng rụt lại mặc dù đối phương phản ứng rất nhanh nhưng tần phong vẫn đoán được người ngoài cửa sổ chắc chắn là ngưng xương nhớ lại những biểu hiện khác thường của nương tử lúc ở tấn dương thành chính là do bị ngưng xương xem thoại bản làm hư đây là thuốc bổ thiếp vừa mới sắc cho chàng uống lúc còn nóng đi liễu kiếm ly mặt hơi đỏ lên tiếng nói nàng hiển nhiên cũng biết tác dụng của bát thuốc này khóe miệng tần phong giật giật cảm giác võ đại lang này là sao thôi được rồi đã sắc xong rồi không thể phụ lòng tốt của nương tử tần phong thở dài một tiếng nhận lấy bát thuốc uống cạn phải nói là phương thuốc gia truyền của lão yêu nữ quả thực không tầm thường vừa mới uống xong không lâu tần phong đã cảm thấy trong cơ thể có một cỗ lực lượng cuồn cuộn như muốn bộc phát điều quan trọng nhất là không biết vì sao nương tử nhà hắn lại đảo mắt mím môi dường như đã hạ quyết tâm hỏi một câu, tướng công, chàng có muốn có con không? Lời vừa dứt, ngưng xương ở ngoài cửa sổ thức thời rời đi. Mà đêm nay, chú định là một đêm triển miên. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong sau một đêm cuồng nhiệt chỉ cảm thấy đau lưng mỏi gối. Bát thuốc này thật sự quá đỉnh. Thỉnh thoảng một lần thì còn được, nếu thường xuyên như vậy, e là sống không được bao lâu. Tần Phong cảm thán một tiếng. Dù sao trên đời này, không có đất cày xấu, chỉ có trâu cày chết liễu kiếm ly dù sao cũng là thần vũ võ phu cao phẩm sáng sớm đã thức dậy tu luyện nghĩ đến câu hỏi của nương tử tối qua tần phong cũng vén chăn ấm áp lên mặc quần áo vào để con cái có thể sớm ngày nhìn thấy thế giới hắn cũng không thể lười biếng nữa nơi này chính là hạo văn viện tần phong tay cầm lệnh bài ngẩng đầu nhìn ba chữ rát vàng trên tấm biển hôm qua vừa đến phụng thiên thành lại đến phủ tướng quân bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu cho nên việc đến báo danh tự nhiên cũng bị chỉ hoãn một ngày hạo văn viện quả nhiên là thánh địa mà các học sĩ thiên hạ đều hướng tới quy mô không thể nói là không lớn cho dù nói là cung điện cũng không hoa bên trong ngoài đỉnh đài lầu các nguy nga trắng lệ còn có núi non sông nước nghe nói núi non sông nước trong viện không phải là thật mà là do văn bảo của văn thánh đạo giả hóa thành nhìn thấy ngọn núi xanh biết kia mây mù lượn lở tần phong càng thêm khao khát ngũ phẩm hạo nhiên cảnh dù sao văn thánh đạo giả chỉ khi nào đạt đến ngũ phẩm cảnh giới mới có thể sử dụng văn bảo phát huy ra sức mạnh thần dị không biết trong hạo văn viện này có cơ duyên nào giúp ta bước vào ngũ phẩm cảnh giới hay không nghĩ như vậy tần phong định bước vào trong viện nhưng lại bị hai học trò mặc áo trắng đưa tay ngăn cản ngươi là ai tại sao lại đến hạo văn viện của chúng ta một người hất cằm lên tiếng hỏi vẻ mặt hai người này ngạo mạn quả thực giống hệt tên nam tử ngày hôm đó đọc thánh chỉ sắc mặt tần phong cứng đờ chẳng lẽ học trò trong hạo văn viện ở phụng thiên thành đều như vậy sao hắn giơ lệnh bài trong tay lên cung kính nói hai vị đây là lệnh bài của ta ta vâng mệnh đến đây nhập học vừa dứt lời lệnh bài trong tay hắn đã bị một người giật lấy hai học trò canh cổng cẩn thận kiểm tra sau khi xác nhận không có sai sót mới lên tiếng chưa đến mùa xuân mà đã chiêu mộ học trò mới thật là kỳ lạ ngươi tên là gì tần gia tần phong tần phong chờ đã chẳng phải ngươi chính là người đã bày trận pháp ở thư lương thành giải quyết tai họa thi quỷ cách đây không lâu sao hai người nhướng mày lên tiếng ừm hai vị quen biết ta tần phong đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hơi tò mò sau đó liền đoán được nguyên nhân nhất định là chuyện hắn anh dũng ở thư lương thành đã chuyển đến tai hai người này nhìn xem bộ dạng kinh ngạc của hai người này kìa bọn họ nhất định rất sùng bái ta ngay khi tần phong đang tự mãn phản ứng tiếp theo của hai người lại nằm ngoài dự đoán của hắn hừ không ngờ ngươi còn dám đến đây một người cười khẩy ý gì tần phong nhíu mày giọng điệu của đối phương khiến hắn rất không vui chuyện ở thư lương thành có thể lừa gạt người đời nhưng không thể nào qua mắt được chúng ta trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm ngay cả học trò trong hạo văn viện chúng ta nghiên cứu trận đạo mười mấy năm cũng chưa chắc đã có thể nhập môn một tên văn thánh đạo giả tự học ở nơi hoang dã như ngươi làm sao có thể làm được nếu ta đoán không lầm nhất định là ngươi đã hứa hẹn với tên họ chu kia rất nhiều chỗ tốt mới khiến hắn nói tốt cho ngươi trước mặt minh hoàng còn mục đích ngươi làm như vậy cũng không khó đoán, chẳng phải là vì muốn lừa một tấm lệnh bài có thể vào hạo văn viện học tập sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn ta thấy nhiều kẻ như ngươi lắm rồi, vì muốn vào được hạo văn viện mà chẳng từ thủ đoạn nào. Nhưng có nhiều chuyện, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn rồi. Gà thì mãi là gà, cho dù có cố gắng chen chúc vào bầy phượng hoàng thì cũng vẫn chỉ là gà mà thôi. Ta mà là ngươi thì sẽ ngoan ngoãn cầm lấy miếng lệnh bài này, nhanh chóng trở về. Ít nhất ngươi còn có thể dùng nó để ra oai với những kẻ không hiểu chuyện, như vậy còn hơn là ở Hạo Văn Viện để rồi mất mặt. Tên còn lại cười khẩy bổ sung một câu, Hạo Văn Viện không phải là nơi mà hạng tiện dân như ngươi có thể bước vào, nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Tần Phong nhíu mày, kẻ sĩ không phân biệt cao thấp sang hèn, cũng không có ai sinh ra đã hơn người. Hai tên gác cổng nghe vậy đều sững sờ, cứ như vừa nghe được chuyện được cười nhất thiên hạ, một tên ôm bụng cười ha hả, tên nhóc thối, để ta nói cho người biết, con người sinh ra đã được chia thành ba, sáu, chín đẳng. Cũng giống như đám đá kia vậy. Đá tảng thì mãi mãi là đá tảng, có đéo thế nào cũng không thể trở thành ngọc bích được. Nghe vậy, Tần Phong thở dài một hơi. Hắn không tức giận, mà chỉ cảm thấy bi ai và nực cười. Hạo Văn Viện, nơi được người đời xưng tụng là thánh địa của kẻ sĩ, vậy mà lại dạy ra những học trò như thế này. Hai tên trước mặt, so với vương nghĩa ở Thư Lương Thành thì có gì khác biệt trong mắt bọn chúng, con người cũng bị chia thành ba, sáu, chín đẳng, những kẻ tự xưng là tầng lớp thượng lưu như bọn chúng, làm sao có thể thấu hiểu được cuộc sống lầm than của bách tính. Thật nực cười. Trong mắt tần phong thoáng qua một tia bi thương, miếng lệnh bài hạo văn khiến vô số kẻ sĩ thèm muốn, trong tay hắn lúc này lại khiến hắn cảm thấy nóng rát vô cùng. Hắn tự diễu cười một tiếng, sư phụ, người muốn ta đến nơi này để trau dồi học vấn, nhưng có lẽ đệ tử sẽ khiến người thất vọng rồi hạo văn viện như thế này không ở cũng được nếu ta muốn trả lại miếng lệnh bài này thì nên giao cho ai tần phong lạnh lùng hỏi ngươi hỏi vậy là có ý gì hai tên kia khó hiểu vật về với chủ cũ ta và hạo văn viện sẽ không còn liên quan gì nữa tần phong kiên quyết nói nhưng hai tên học trò gác cổng hiển nhiên không tin miếng lệnh bài hạo văn mà biết bao kẻ sĩ muốn có được sao có thể có người lại chủ động trả lại thực tế hai tên bọn chúng chỉ muốn dằn mặt tần phong một chút mà thôi dù sao với thân phận của bọn chúng cũng không có quyền ngăn cản người khác vào hạo văn viện dựa vào việc cha mình làm quan trong triều bắt nạt những học trò không có thân phận đã trở thành thú vui thường ngày của bọn chúng trước đây cũng có một học trò xuất thân bình dân cứng đầu giống như tần phong nhưng kết quả thì sao ngoan ngoãn chịu nhục sau đó chẳng phải vẫn nghiến răng nghiến lợi vào hạo văn viện học tập hay sao bớt dở trò với bọn ta đi muốn vào hạo văn viện cũng đơn giản thôi chỉ cần ngươi chui qua háng bọn ta bọn ta sẽ lời còn chưa dứt bên tai đã vang lên tiếng sấm sét. Một đạo bạch quang lướt qua háng tên vừa nói, khí thế đáng sợ để lại một đường rãnh sâu trên nền đất cứng. Tên kia sợ đến mặt mày tái mét, thân thể loạn choạng ngã về phía sau, đạo bạch quang kia chỉ cần cao hơn một tấc nữa thôi là đã lấy mạng hắn rồi. Điều khiến hai tên kia kinh hãi nhất chính là đạo bạch quang đó. Bọn chúng nhận ra nó. Trận pháp. Bạch. Bạch lôi. Hai tên run rẩy nói. Vậy mà có thể thi triển trận pháp mà không cần khắc họa trận đồ, đây là thủ đoạn ghê gớm cỡ nào chẳng lẽ chuyện ở thư lương thành đều là thật bọn chúng kinh hãi tột độ ta hỏi lại lần cuối nếu muốn trả lại lệnh bài hạo văn thì nên giao cho ai giọng tần phong vô cùng lạnh lùng nếu như ban đầu hắn chỉ là thất vọng thì khi nghe thấy lời sỉ nhục kia hắn đã hoàn toàn chết tâm trong hạo văn viện không thiếu văn thánh đạo giả cao phẩm có người làm ra chuyện như vậy sao có thể không ai biết chỉ có một lời giải thích duy nhất đó là những người ở trên đang cố tình làm ngơ nghĩ cũng đúng học trò gác cổng còn dám khinh thường kẻ sĩ hàn môn như vậy thì thái độ của những văn thánh đạo giả cao phẩm kia chắc chắn cũng không khác gì một tên rẻ giặt đáp là dương sư huynh đệ tử thứ tư của viện trưởng việc ban phát lệnh bài hạo văn đều do huynh ấy phụ trách vậy mà lại là đệ tử của thiên giám quốc sư trước đây tần phong đã tìm hiểu qua thiên giám quốc sư có tất cả bảy vị đệ tử mỗi người đều tinh thông một lĩnh vực khác nhau có người tinh thông nông học có người tinh thông binh pháp có người tinh thông trị quốc không ai giống ai nhưng có thể trở thành đệ tử của thiên giám quốc sư không ngoại lệ đều là những văn thánh đạo giả thiên phú dị bẩm tần phong giật mình nhưng suy nghĩ của hắn không hề thay đổi vì thân phận của đối phương huynh ấy ở đâu tên kiến nuốt nước bọt chỉ tay về phía một tòa lầu cao trên thanh sơn tòa lầu đó chính là đăng thiên lâu nơi được đồn đại là nơi ở của thiên giám quốc sư dương sư huynh đang ở tầng một đăng thiên lâu người đến đó là có thể tìm thấy huynh ấy nghe vậy tần phong lập tức rời đi chỉ để lại hai tên học trò gác cổng nhìn đường rãnh sâu trên nền đất trong lòng vẫn còn sợ hãi đăng thiên lâu không phải là nơi dễ vào cho dù là hoàng thân quốc thích muốn vào đăng thiên lâu cũng phải có thánh chỉ của minh hoàng dù sao thì trên đỉnh đăng thiên lâu vị lão thần tiên còn sống thiên giám quốc sư vẫn đang quan sát nhân gian ban đầu tần phong cho rằng muốn vào đăng thiên lâu nhất định phải tốn một phen công phu nhưng điều khiến hắn không ngờ là hắn vừa đến trước đăng thiên lâu, đã có một nam tử áo trắng xuất hiện. Chính là người đã đến tần gia tuyên đọc thánh chỉ ngày hôm qua. Nam tử nhìn tần phong, cao mày nói, ngươi đến phụng thiên thành từ hôm qua, tại sao hôm nay mới đến hạo văn viện trình diện? Vẫn là giọng điệu cao cao tại thượng đó. Tần phong vừa định mở miệng phản bác, nhưng nam tử áo trắng đã trực tiếp xua tay nói, thôi, ta không có hứng thú với lý do của ngươi. Ta tên là Phí Tuần, ngươi cũng có thể gọi ta là Phí Sư Huynh, mau đi theo ta dương sư huynh muốn gặp ngươi hoàn toàn không nghe người khác nói tần phong nhịn không được nữa định trực tiếp nói rõ ràng nhưng đột nhiên sững sờ bởi vì dương sư huynh trong miệng người này không ngoài dự đoán hẳn là dương sư mà hai tên học trò gác cổng kia đã nói nói cách khác chẳng phải là nói rõ nam tử trước mặt này cũng là đệ tử của thiên giám quốc sư sao nam tử áo trắng dường như nghĩ đến điều gì đó lại quay người nói phí sư huynh cái gì tạm thời đừng gọi như vậy Ngươi còn chưa chắc đã vượt qua được khảo nghiệm của lão sư. Gọi thế nào cũng được, dù sao sau hôm nay, chúng ta sẽ không gặp lại. Hả? Chờ đã, khảo nghiệm? Khảo nghiệm gì? Lão sư mà ngươi nói là ai? Chẳng lẽ là vị kia ở trên kia? Tần Phong kinh ngạc hỏi. Ngoài Thiên giám quốc sư ra, thì lão sư của ta còn có thể là ai? Phí Tuần dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn, kẻ ngu dốt như vậy sao có thể lọt vào mắt xanh của lão sư? còn để lão sư đích thân đến tấn dương thành đưa lệnh bài hạo văn cho hắn ta chứ tần phong đứng ngây người tại chỗ hắn cảm thấy lượng thông tin trong câu nói này thật sự quá lớn có ý gì thiên giám quốc sư coi trọng hắn còn muốn thu hắn làm đồ đệ nhưng hắn và thiên giám quốc sư hẳn là không có bất kỳ giao tình nào mới đúng chẳng lẽ là vì chuyện ở thư lương thành khiến thiên giám quốc sư cảm thấy hắn là một nhân tài có thể bồi dưỡng tần phong có chút choáng váng khi hoàn hồn lại hắn đã đi theo phí tuần đến tầng một của đăng thiên lâu bên cạnh án thư chất đầy sách một nam tử trung niên mặc áo xanh đang cầm quyển sách chăm chú đọc còn chưa đợi tần phong mở miệng người đàn ông trung niên áo xanh đã lên tiếng có thể bố trí trận pháp bạch lôi còn có thể khắc trận pháp lên găng tay để tiện thi triển mọi lúc mọi nơi tài năng của ngươi trên con đường trận pháp quả thực khiến người khác phải ghen tị người đàn ông trung niên áo xanh đặt cuốn sách trong tay xuống tự giới thiệu ta là dương khiêm vâng sư mệnh đến đây để tiếp dẫn ngươi ngươi hãy chuẩn bị một chút ta đưa ngươi lên lời này đã quá rõ ràng ngươi muốn gặp tần phong chính là thiên giám quốc sư nếu đổi lại là người đọc sách bình thường nghe được tin tức này e rằng sẽ kích động vô cùng nhưng tần phong đã thất vọng về hạo văn viện trong lòng lại không hề gợn sóng hắn đặt lệnh bài hạo văn trong tay xuống chắp tay nói ta đến đây chỉ là để trả lại lệnh bài này từ nay ta và hạo văn viện không còn liên quan gì nữa phí tuần quay đầu nhìn sang dương khiêm tùy ý nói là bởi vì chuyện bị hai tên học tử gây khó dễ ở cửa. Sắc mặt Tần Phong biến đổi, trong mắt xẹt qua sự thất vọng vô cùng, ngươi đều biết. Tự nhiên, Dương Khiêm thản nhiên đáp, hắn đã bước vào văn thánh đạo giả tứ phẩm cảnh giới, hạo văn viện rộng lớn như vậy, chỉ cần hắn muốn, không có nơi nào mà thần thức không bao phủ được. Con đường học tập, vốn không phải là thuận buồm xuôi gió, nếu ngay cả chút khổ nạn này cũng không chịu đựng nổi, sớm rời đi cũng chưa chắc đã là một lựa chọn tồi. Thực tế, trước ngươi học tử bị nhà giàu quyền quý gây khó dễ không biết bao nhiêu mà kể chúng ta đều ngầm đồng ý với hành vi này vì sao tần phong cảm thấy mình như nghe được một câu chuyện cười lớn người muốn làm việc lớn tài năng xuất chúng và ý chí kiên cường luôn phải chiếm một trong hai sớm chịu đựng ma luyện đối với những hàn môn học tử mà nói mới có thể nhanh chóng trưởng thành hơn vậy vì sao chỉ nhằm vào hàn môn học tử tần phong lại hỏi bởi vì đá xám và ngọc giá trị cuối cùng có thể thể hiện ra vốn đã khác nhau sự tôi luyện phải trải qua tự nhiên cũng không thể giống nhau dạy học theo năng lực là một trong những lý niệm của học viện ngươi là một khối ngọc chưa được mài giũa đừng vì để ý đến những viên đá xám đó mà hủy hoại tiền đồ sáng lạng của chính mình tần phong cười tự diễu xem ra vãn bối quả nhiên không thích hợp với hạo văn viện thôi vậy người ai nơi trí không thể cưỡng cầu dương khiêm thở dài một tiếng đặt lệnh bài hạo văn trong tay lên án thư trước khi rời đi tần phong đột nhiên hỏi Tiên sinh cảm thấy, người đọc sách đọc sách là vì cái gì? Tự nhiên là vì quân vương tận tâm tận lực, giải quyết nỗi lo về sau. Thì ra là vậy, quả nhiên như ngọc quý giá như vậy, thích hợp nhất là đeo bên hồng đế vương tướng soái thể hiện thân phận. Còn đá sám thô kịch như vậy, làm sao có tư cách lọt vào mắt kẻ quyền quý? Ví von này cũng thú vị, xem ra, người cũng hiểu rõ đạo lý trong đó. Dương Khiêm gật đầu. Lời nói xoay chuyển, Tần Phong lại lên tiếng. Nhưng vãn bối muốn nói là, gốc rễ của một nước là vì dân, dân vi quý xã tắc thứ chi quân vi khinh đối với dân chúng mà nói ngọc quý giá là thứ bọn họ có thể nhìn mà không thể với tới nhưng đá xám trừ tà giết độc lại là thứ bọn họ có thể chạm tay vào nếu như dịch bệnh giáng xuống đối mặt với tai họa sống chết rốt cuộc là ngọc quý giá có giá trị hơn hay là đá xám giết độc có tác dụng hơn phí tuần cúi đầu trầm ngâm dương khiêm suy tính lợi hại vãn bối mạo muội mượn giấy bút của tiên sinh dùng một chút xin cứ tự nhiên dương khiêm đáp trên nền trắng, mực đen cuồn cuộn. Một bài thơ bất ngờ hiện ra trên giấy thiên trùy vạn trác xuất thâm sơn, liệt hòa phần thiêu nhược đẳng nhàn, phấn cốt toái thân hồn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Bút rơi thơ thành, một đạo thanh khí bay thẳng lên trời. Trên đỉnh đăng thiên lâu, một lão giả tóc bạc phơ, mặc áo trắng, đưa tay ra, thanh khí chui vào lòng bàn tay. Bài thơ hay, giọng nói nhàn nhạt truyền ra, tiêu tán trong mây xanh. Tần Phong nhẹ thở ra một hơi, so với ngọc chỉ có thể để người ta thưởng thức, vãn bối vẫn muốn làm đá xám có ích hơn. Để lại câu nói đó, hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi ra khỏi đăng thiên lâu. Hạo văn viện thì đã sao? Theo hắn thấy, vẫn là vị sư phụ rẻ tiền luộm thuộm kia hợp khẩu vị hơn một chút. Đang nghĩ như vậy, trên đỉnh đăng thiên lâu, một đạo bạch quang rơi xuống, bao phủ lấy hắn. Không mất bao lâu, thân ảnh Tần Phong liền biến mất không thấy. Trong lầu các, phí tuần nhìn bài thơ kia, mở miệng nói: dương sư huynh cảm giác cố ý đóng vai kẻ xấu thế nào cũng không tệ người đàn ông trung niên áo xanh cười đáp dương khiêm đưa tay vuốt ve tờ giấy trắng vết mực trên đó chưa khô còn mang theo cảm giác ẩm ướt nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh nóng bỏng trên thực tế hắn và phí tuần đều xuất thân từ hàn môn ở phụng thiên thành những gì tần phong gặp phải hôm nay chính là những gì bọn họ đã từng trải qua tần phong có chút mơ hồ rõ ràng hắn vừa mới bước ra khỏi đăng thiên lâu chớp mắt đã đến nơi này lầu cát rộng lớn trống rỗng chỉ có một quả cầu trong suốt khổng lồ dựng ở giữa quả cầu được bốn cây cột vàng hình rồng chống đỡ bên trong sao trời lấp lánh giống như chứa cả bầu trời sao vào trong đó mây mù bị gió thổi vào trong lầu cát tần phong nhìn theo thấy được một bóng lưng áo trắng mái tóc bạc phơ bay phất phơ trong gió thanh khí vờn quanh thân thoạt nhìn giống như tiên nhân trong lòng tần phong đột nhiên run lên quả cầu giống như bầu trời sao kia lão giả tiên phong đạo cốt cách đó không xa hắn lập tức hiểu ra, nơi này chính là tầng cao nhất của Đăng Thiên Lâu, quả cầu kia là quan tinh nghi trong truyền thuyết, còn lão giả cách đó không xa chắc chắn là thiên giám quốc sư nổi danh đại càn. Vãn bối tần phong, bái kiến quốc sư đại nhân. Tuy rằng đã không còn chút hào cảm nào với hạo văn viện, nhưng đối với vị thiên giám quốc sư này, tần phong vẫn rất kính trọng. Dù sao đây cũng là lão thần tiên đứng trên đỉnh cao văn thánh đạo giả. Quốc sư tóc bạc áo trắng không đáp lại, bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị. Dưới áp lực vô hình, Tần Phong nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên, quốc sư đại nhân vẫn quay lưng về phía hắn, cũng không biết đang nhìn cái gì. Đều nói thiên giám quốc sư vẫn luôn ở trên đỉnh đăng thiên lâu quan sát nhân gian, hôm nay được gặp, quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Ờ, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tần Phong luôn cảm thấy bóng lưng của quốc sư đại nhân không hiểu sao có chút quen thuộc, hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không nhớ rõ cụ thể là ở đâu nói đi cũng phải nói lại thiên giám quốc sư rốt cuộc trông như thế nào tần phong nảy sinh lòng hiếu kỳ khiến hắn ngứa ngáy trong lòng nhưng trực tiếp đi lên nhìn thấy dung nhan của đối phương hiển nhiên là không thực tế đúng lúc này hắn liếc thấy một mặt đồng hồ bên cạnh lão giả tóc bạc liền nảy ra ý hay theo nguyên lý phản xạ của ánh sáng chỉ cần hắn bước sang trái vài bước là có thể thông qua đồng hồ nhìn thấy dung nhan thật của thiên giám quốc sư cẩn thận từng ly từng tí bước sang trái một bước ngẩng đầu nhìn lên, lão giả tóc bạc vẫn quay lưng về phía hắn, không có phản ứng gì. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, lại bước thêm một bước, ngẩng đầu xác nhận, vẫn an toàn. Lặp đi lặp lại vài lần, hắn cũng to gan hơn, bước những bước chân không sợ dẫm phải trứng, trực tiếp đi đến vị trí thích hợp. Háo hức nhìn vào đồng hồ, hắn nhịn không được kêu một tiếng ôi má ơi. Bởi vì trong đồng hồ kia, hình ảnh phản chiếu, vậy mà vẫn là bóng lưng của thiên giám quốc sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điều này thật vô lý, cũng chẳng khoa học chút nào. Nếu nhà vật lý Fresnel chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ sẽ bật cả nắp quan tài. Thế nhưng lúc này, Tần Phong nào còn hơi sức đâu mà bận tâm đến nắp quan tài của Fresnel nữa, bởi vì hắn tự biết bản thân đã lỡ lời, muốn rút lại câu ôi má ơi kia cũng đã muộn. Nhưng quốc sư dường như không nghe thấy gì, vẫn quay lưng về phía hắn, không có chút phản ứng nào. Cứ đứng như vậy mãi cũng không phải là cách, Tần Phong hít sâu một hơi, hỏi, "Quốc sư đại nhân, Ngài gọi vãn bối đến đây, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Quốc sư đại nhân rốt cuộc cũng có động tĩnh, chỉ thấy ông vung tay áo một cái, một vật lập tức bay đến. Tần Phong đưa tay ra tiếp lấy, chính là miếng ngọc bội hạo văn mà hắn đã để lại trước đó. Quốc sư đại nhân. Tần Phong định mở miệng từ chối, nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang. Giọng nói ấy nghe rất xa xôi mơ hồ, nhưng Tần Phong biết, đó là thiên giám quốc sư đang nói chuyện. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, Quân vi khinh, đó có phải là lời nói thật lòng của ngươi không? Tần Phong nghe vậy, đáp chắc nịch, nếu có nửa câu trái lòng, trời giáng thiên lôi. Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng sấm rền vang, không lâu sau, mưa to chút xuống. Khói miệng Tần Phong giật giật, lão thiên gia này, sớm không mưa muộn không mưa, lại chọn đúng lúc này mưa xuống. Thật là không nể mặt chút nào. Quốc sư cười lớn, hay cho câu trời giáng thiên lôi. Tần Phong lập tức đỏ mặt tía tai. Thiên giám quốc sư đưa tay lấy chén trà bên cạnh, hướng lên bầu trời, một màn kinh người xuất hiện, màn mưa như dòng sông đổ về phía chén trà. Chẳng mấy chốc, mưa tạnh mây tan. Thủ đoạn thần kỳ diệu này khiến Tần Phong phải trầm trồ thán phục, Thiên Giám Quốc Sư quả nhiên danh bất hư truyền. Quân như thuyền, dân như nước, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, chỉ tiếc là người hiểu được đạo lý này trên đời này quá ít. Hạo Văn Viện, ngươi có thể không ở lại, nhưng miếng ngọc bội Hạo Văn này, ngươi cứ cầm lấy, khi nào có việc, có thể dùng nó đến tìm ta. Hơn nữa muốn bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh sau này ngươi còn phải dùng đến nó tần phong cúi đầu trầm ngâm thiên giám quốc sư đã nói đến mức này rồi nếu còn không nhận miếng ngọc bội hạo văn vậy thì có chút không biết điều cất miếng ngọc bội vào trong nhẫn chữ vật tần phong tò mò hỏi vãn bối có một điều không rõ vãn bối và quốc sư đại nhân rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt tại sao quốc sư đại nhân lại đối xử tốt với vãn bối như vậy chỉ là nhờ vả của cố nhân mà thôi cố nhân tần phong sững sờ tại chỗ trong số những người hắn quen biết, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ là vị sư phụ tốt bụng kia? Tần Phong thăm dò hỏi, cố nhân mà quốc sư đại nhân nói đến, chẳng lẽ họ bách lý? Có lẽ là do gió lớn trên lầu cao, bóng dáng tóc bạc khẽ động đậy, không sai, chính là sư phụ của ngươi, bách lý lão nhân. Quả nhiên là vậy, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, sẽ không ai chấp nhận nhận ơn huệ vô cớ, như vậy chỉ khiến người ta bất an. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, nhân mạch của vị sư phụ tốt bụng kia lại rộng như vậy, ngay cả thiên giám quốc sư cũng có quen biết, khó trách lúc trước ở Tấn Dương Thành. Sư phụ lão nhân gia từng nói có cách để hắn vào hạo văn viện học tập. Lúc này, sự kính trọng của Tần Phong dành cho vị sư phụ tốt bụng kia, giống như dòng sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, như hoàng hà vỡ đê, không thể nào ngăn cản nổi. Lần sau trở về Tấn Dương Thành, nhất định phải hào hảo hiếu kính lão nhân gia. Tần Phong âm thầm thể trong lòng. Nếu quốc sư đại nhân không còn việc gì nữa, có thể cho vãn bối cáo lui được không? Tần Phong cung kính hỏi lão giả áo trắng chậm rãi đứng dậy sau đó vung tay áo một cái mây mù bên ngoài lầu đăng thiên cuồn cuộn kéo đến bao phủ lấy tần phong cảnh vật xung quanh dần trở nên mơ hồ tần phong hiểu hắn có thể rời đi rồi trước khi rời đi quốc sư lại dặn dò một câu quân tử cẩn ngôn sau này những lời như trời giáng thiên lôi bớt nói thì hơn tần phong nóng mặt đang định giải thích thì vừa nhìn lại đã thấy mình đã đến dưới lầu đăng thiên ngẩng đầu nhìn lên đỉnh lầu nơi quốc sư đứng ẩn mình trong mây mù núi xanh căn bản không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lão thiên gia này, thật sự là không nể mặt, rõ ràng lúc đến trời quang mây tạnh, sao vừa rồi ta vừa thể thốt xong, lại đúng lúc mưa xuống chứ. Vừa dứt lời, trên bầu trời lại có một tia sét xẹt qua, nhìn tư thế kia, dường như muốn đánh xuống người hắn. May mà có một đạo bạch quang từ trên không trung bay vụt đến, nuốt chừng tia sét kia. Gặp quỷ rồi. Tần phong như mèo xù lông nhảy dựng lên, hắn không dám nói bậy nữa, vội vàng bịt miệng, chạy như bay về phía cổng hạo văn viện ở một nơi khác trên đỉnh lầu đăng thiên quốc sư đang cầm chén trà đựng sấm xét vừa rồi trong nước trà mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng rồng sấm xét nhỏ như sợi tóc lão ngoan đồng tính tình vẫn nóng nảy như xưa thiên giám quốc sư lắc đầu đặt chén trà xuống chiếc gương đồng cách ông không xa hình ảnh trong gương chợt lay động nếu tần phong ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc bởi vì hình ảnh phản chiếu trong gương dung mạo của lão già kia so với vị sư phụ tốt bụng ở tấn dương thành của hắn có thể nói là giống hệt nhau mặc dù đã trở về tần phủ, tần phong vẫn còn chút sợ hãi. Ngừng đầu nhìn lên bầu trời, trời quang mây tạnh, căn bản không có chút dấu hiệu nào của việc sắp mưa, nhưng vừa rồi ở hạo văn viện là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đã đạt đến văn thánh lục phẩm quẻ mệnh cảnh, còn có bản lĩnh pháp xuất ngôn tùy. Nhưng sư phụ chưa từng nhắc đến những điều này với ta. Hay là thử xem sao? Tần Phong cẩn thận liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xung quanh không có ai, hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, con trồn của ta có thể quấn quanh eo, chờ đợi hồi lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn có chút thất vọng thở dài một tiếng, quả nhiên đều là ảo giác, nghĩ lại cũng đúng. Nếu văn thánh đạo giả lục phẩm có thể làm được pháp xuất ngôn tùy, vậy thì cũng sẽ không bị thần vũ và bách quỷ đạo giả chế nhạo là chiến ngũ cha. Hai lần trước, có lẽ chỉ là trùng hợp gặp lúc trời đánh xét mà thôi, chỉ có thể nói là vận khí quá kém. Nhưng Tần Phong không biết rằng, khi hắn vừa nhắc đến chữ lôi, Long Châu trong đan điền liền phát ra một trận kim quang, lôi đình chính khí trong thần hải cũng cuồn cuộn, cuộn dâng trào. Cùng lúc đó, ở nơi sâu nhất trên bầu trời, lại có một tia sét xẹt qua, nhưng tia sét này còn chưa kịp rơi xuống, đã bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó từ lầu đăng thiên dẫn dắt đi. Trong chén trà bên cạnh thiên giám quốc sư, trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một bóng rồng sấm sét nhỏ như sợi tóc. Tần Phong không hề để ý đến những điều này, lấy miếng ngọc bội hạo văn từ trong nhẫn chữ vật ra, miếng ngọc bội hạo văn được làm bằng bạch ngọc, cầm trên tay trơn nhẵn mắt lạnh, hắn lấy miếng ngọc bội ra, không phải là hối hận vì đã không mượn nó để vào hạo văn viện tu học. Hạo văn viện với lý tưởng bất đồng có lẽ là, thánh địa mà các học sĩ trên thiên hạ đều hướng đến, nhưng không phải là của hắn. Hắn chỉ là nhớ đến lời thiên giám quốc sư đã nói với hắn, tại sao thiên giám quốc sư lại nói, sau này muốn bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh, còn phải mượn miếng ngọc bội này. Ngoài việc cho phép học tử vào hạo văn viện học tập, chẳng lẽ miếng ngọc bội này còn có tác dụng khác? Mới đến Phụng Thiên Thành chưa được hai ngày, Tần Phong đối với mọi thứ ở đây, có thể nói là hoàn toàn xa lạ. Tu Vi tạm thời gặp phải bình cảnh, đế đô long xà hỗn tạp khiến hắn tràn đầy lo lắng cho tương lai. Đặc biệt là lời liễu gia lão gia tử đã nói, kẻ thù của Tần Gia, thậm chí còn dám ra tay với liễu gia, đến nay vẫn chưa biết là ai. Nước Phụng Thiên Thành sâu, hiện tại Tần Gia ở đây, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có nhà lão trượng nhân. Nhưng Tần Phong biết rõ một đạo lý, cứ mãi dựa dẫm vào người khác, chỉ có thể khiến con đường càng đi càng hẹp, chỉ có bản thân tần gia cường đại, mới có thể chân chính đứng vững gót chân ở Phụng Thiên Thành. Đây đã là ngày thứ ba kể từ khi tần gia chuyển đến Phụng Thiên Thành, ngoại trừ việc liễu gia phái người đến thăm và tặng quà vào ngày hôm qua, thì không còn ai đến nữa. Tần Phong biết lão cha mình không đáng tin cậy, nhưng không ngờ lại không đáng tin cậy đến mức này. Tần gia tổ tiên dù sao cũng từng huy hoàng, đến đời này, cho dù có xa sút cũng không đến mức cửa nhà lạnh lẽo như vậy chứ đặt bát đũa trong tay xuống, Tần Phong lên tiếng hỏi, cha, đã ba ngày rồi kể từ khi chúng ta trở về Phụng Thiên Thành, mấy ngày nay cha đều ở trong phủ không ra ngoài, chẳng lẽ cha không định đi thăm bạn bè ở đế đô sao? Lời vừa nói ra, nhị phu nhân và nhị đệ đồng loạt nhìn về phía lão cha, ngay cả phu nhân và ngưng xương cùng đến dùng bữa sáng cũng tò mò nhìn sang. Lão cha dừng động tác gấp thức ăn, sau đó ho khan một tiếng đáp, ban đầu ta cũng muốn đi thăm, nhưng mà những người bạn đó hiện tại đều đang giữ chức vụ quan trọng, trong chiều, ngày thường rất bận rộn. Chờ khi nào họ rảnh rỗi, cho dù ta không đi tìm họ, thì họ cũng sẽ đến thăm ta. Lão gia, sao người lại có bạn bè như vậy? Sao ta chưa từng nghe người nhắc đến bao giờ? Nhị phu nhân nghi ngờ hỏi. Ta quanh năm buôn bán bên ngoài, kết bạn rộng rãi, loại chuyện bình thường này, căn bản không cần phải nói ra. Cha, vậy có thể nói rõ ràng một chút, những người bạn giữ chức vụ quan trọng đó là ai không? Đối với lời nói của lão cha, Tần Phong hiển nhiên là không tin. Đúng vậy, lão gia sắp đến năm mới rồi chúng ta cũng nên chủ động đến nhà thăm hỏi vun đắp mối quan hệ nhị phu nhân bổ sung lão cha nghe vậy ấp úng nói ví dụ như vị đại nhân họ lý kia còn có trương đại nhân nữa ai ra bạn bè quen biết nhiều quá các ngươi đột nhiên bảo ta nói ta làm sao nhớ nổi ăn cơm trước đi ăn cơm trước đi trời lạnh như vậy không uống cháo nữa thì nguội mất cách chuyển chủ đề vẫn cứng nhắc như vậy lão cha này thật sự là một chút tiến bộ cũng không có a à. tần phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng Đúng lúc này, người gác cổng đến ngoài đại sảnh bẩm báo, lão ra, có người đến phủ bái phòng. Lão cha lập tức ngồi thẳng dậy, đứng dậy nói, ta vừa nói với các ngươi cái gì, tần ra mới về Phụng Thiên Thành không lâu, những người bạn đó công việc bận rộn, nhất thời không biết ta trở về cũng là chuyện bình thường. Này không phải, mới ngày thứ ba đã có người chủ động đến nhà bái phòng. Mau nói, là vị đại quan nào trong chiều, muốn đến gặp ta. Có chuyện này sao? Chẳng lẽ lão cha ở đế đô thật sự có bạn bè, tần phong nhướng mày đương nhiên cũng có khả năng là quan viên phe cánh của liễu gia đến để bày tỏ thiện trí người gác cổng đáp người đến là một nam tử không phải ăn mặc như quan viên trời lạnh như vậy mà lại mặc áo mỏng hắn tự xưng là đến từ thần công phòng của đế đô hắn cũng không phải muốn tìm lão gia mà là muốn tìm đại thiếu gia mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía tần kiến an bầu không khí nhất thời có chút ngại ngùng lão cha tuy không phải người đọc sách nhiều nhưng đi nhiều biết rộng, đầu óc cũng xoay chuyển không chậm, ta đã thấy lạ, lúc này những người bạn đó của ta hẳn là đang ở trên chiều đường, làm sao có thể rảnh rỗi đến thăm ta được. Hóa ra là nhầm rồi. Khụ khụ, Thanh Nhi à, cháo nguội rồi, con đi vào bếp bưng thêm một bát nữa đi. Vâng, lão gia. Phong Nhi, con nhìn ta chằm chằm làm gì? Không nghe thấy có người đến tìm con sao, còn không mau đi đi. Lão cha thúc giục. Ông ta sốt ruột rồi. Tần Phong nhướng mày, đứng dậy, vậy con đi trước, mọi người cứ từ từ ăn. Ngưng Sương hỏi, cô ra, có cần ta đi cùng người không? Tần Phong suy nghĩ một chút, đáp, cũng được, lát nữa ta còn định đi dạo trong Phụng Thiên Thành, xem có thể mua được mấy gian tửu lâu, mở chi nhánh của vọng nguyệt cư hay không? Lão cha hai mắt sáng lên, lên tiếng nói, có cần ta đi cùng con không? Phụng Thiên Thành không giống Tấn Dương Thành, nơi này lòng người đen tối lắm, nhìn con còn trẻ tuổi, có khi bọn họ sẽ tăng giá lên gấp mấy lần. Có ta ở bên cạnh, giúp con xem xét một chút, con cũng không đến nỗi bị người ta coi như con dê béo mà mổ. Cha, không cần đâu, cha cứ ở nhà, chờ những người bạn quyền quý kia đến bái phỏng đi. Có người dẫn đường như ngươi, đối phương mới coi ta là con dê béo mà mổ." Tần Phong thầm bổ sung một câu trong lòng. Đi theo người gác cổng đến cổng lớn, Tần Phong vừa nhìn đã thấy Hỏa Viên với thân hình vạm vỡ. Hắn ta vẻ mặt kích động, lập tức tiến lên nói: Tối qua công lương từ Tấn Dương thành trở về, nói là không tìm thấy Tần sư, chỉ nghe bằng hữu nói Tần sư cả nhà đã chuyển đến Phụng Thiên thành. Ban đầu ta không tin, không ngờ thật sự gặp được ngươi ở đây. Tần sư, ngươi làm vậy là không đúng rồi, chuyển đến Đế đô cũng không nói với chúng ta một tiếng. Ngươi xem Tần phủ này, giản dị như vậy, nếu nói cho chúng ta biết, còn có thể giúp ngươi sửa sang lại một phen. Đương nhiên, là phải trả tiền. Tần Phong liếc mắt nhìn, thản nhiên đáp đây là minh hoàng ban thưởng cho tổ trạch minh hoàng đã phái người đến dọn dẹp rồi hỏa viên mí mắt giật giật lập tức chuyển chủ đề tần sư mau đi với ta thôi huynh đệ thần công phòng đều mong chờ được gặp ngươi còn có rượu thủy và phần chia của tháng này công lương chỉ đưa cho bằng hữu một phần còn lại đều mang về hết rồi dẫn đường đi vừa lúc cũng có thể xem thử thần công phòng của phụng thiên thành có hình dạng ra sao tần phong đáp ứng ba người lập tức hướng về phía thần công phòng mà đi trên đường đi, Tần Phong bỗng nhiên nhìn thấy một lão giả, rõ ràng tóc đã bạc trắng hết, nhưng bộ râu dài đến ngực lại đen nhánh. Thời gian để lại dấu ấn trên khuôn mặt ông ta, nhưng đường nét vẫn như đao khắc, rõ ràng. Sự mâu thuẫn giữa già nua và trẻ trung, được thể hiện một cách cực đoan trên người ông ta. Lão giả mặc một bộ trường bào màu đen, khoác áo choàng màu xám, tay cầm một cây gậy gỗ, hai mắt khép hờ. Một nhóm người lướt qua nhau, lão giả khẽ nghiêng, đầu, chỉ một cái liếc mắt, lại khiến Tần Phong vô cớ có chút tim đập nhanh. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, lão già chống gậy, đi thong dong, phương hướng kia hình như là Tần phủ. "Làm sao vậy, cô gia, sao không đi nữa?" Lam Ngưng Sương tò mò hỏi. Tần Phong nghiêng người đáp, "Không có gì." Hắn muốn dùng Tam Thiên Vọng Khí để nhìn lão già kia một chút, nhưng chỉ trong chốc lát, lão già kỳ quái kia đã không thấy bóng dáng đâu. Đúng lúc này, hỏa viên ở phía trước xa xa lại thúc giục, tần sư các ngươi đứng ngây ra đó làm gì mau theo kịp phụng thiên thành lớn lắm đừng có lạc đường đi thôi tần phong lắc đầu cũng không còn để ý đến chuyện của lão giả vừa rồi nữa cốc 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 tiếng gõ cửa rồn rập vang lên người gác cổng của tần phủ lập tức đi về phía cổng lớn miệng còn lẩm bẩm hôm nay sao lại có nhiều người đến phủ như vậy chẳng lẽ là đại thiếu gia đánh rơi đồ gì sao đẩy cửa ra hiện ra trước mắt là bóng dáng một lão giả đối phương khẽ mở mắt chân người gác cổng lại vô thức run rẩy nhưng cảm giác kỳ quái này đến nhanh đi cũng nhanh người gác cổng nhìn lão già trước mặt chỉ cảm thấy là một lão già bình thường không có gì đặc biệt trong lòng còn nghi hoặc chẳng lẽ là trời lạnh bệnh đau chân của ta lại tái phát vị lão tiên sinh này đến tần phủ là muốn tìm ai lão hù đến tìm kiến an truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tần kiến an nhìn thấy lão già thần sắc có phần phức tạp có tưởng nhớ, có cảm khái, có áy náy, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành một nụ cười nhẹ nhõm. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Lão già này sống một mình, thời gian nhiều đến mức không biết dùng vào việc gì. Trời lạnh thế này, hay là vào phụ uống chén rượu nóng? Ta cũng đang có ý đó. Hai người dọc theo hành lang, hướng nội phủ đi vào. Trên đường đi ngang qua đình viện, Tần An đang ở đó luyện tập thiên cương nguyên trảm. Đao khí bá đạo, mỗi một đao vung ra, đều có tiếng phá phong vang lên, lão giả dừng bước đứng lại quan sát tần kiến an ở một bên lên tiếng đây là khuyển tử tần an hổ phụ hồ tử hậu sinh khảo ý đây là lời nhận xét của lão giả hai người không dừng lại quá lâu chỉ nhìn vài lần rồi rời đi tuy nhiên tần an đang luyện đao trong sân vẫn chú ý đến vị lão giả kia bởi vì đối phương cho hắn một cảm giác kỳ quái hắn rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương ở đó nhưng lại không cảm nhận được gì cả hắn không cảm nhận được hơi thở của lão giả cũng không cảm nhận được nhịp tim của lão giả. Điều này đối với một ngũ phẩm võ phu có giác quan nhạy bén mà nói, là chuyện căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trên đỉnh hồ Tâm Đình, Liễu Kiếm Ly đang nhắm mắt tĩnh tu, bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng hướng hành lang nhìn lại, phụ thân của tướng công đang cùng một vị lão giả sóng vai mà đi. Nàng đối với vị lão giả kia mơ hồ có chút ấn tượng, lúc còn nhỏ, lão giả kia đã từng đến Liễu phủ, xoa đầu nàng nói một câu: "Tương lai tất thành kiếm thần." Lời này còn sớm hơn cả Nhạc Hạc Hiên lão giả lúc đó đã là tóc bạc dâu đen, không ngờ mười mấy năm trôi qua, dung mạo của lão giả không hề thay đổi. Nàng từng nghe sư phụ nói qua, thần vũ võ phu nếu đã đến cảnh giới nhị phẩm trở lên, đối với sự khống chế huyết nhục đã vượt qua phạm trù của con người. Bọn họ có thể khống chế nhịp tim và hơi thở của mình, số lần đập của tim và hơi thở trong một ngày, có thể giảm xuống dưới 10 lần. Mà lúc này, nàng cũng quả thực không cảm nhận được hơi thở và nhịp tim trên người lão giả. Thậm chí, nếu nàng không nhìn chằm chằm vào lão giả, Nàng sẽ không nhận ra sự tồn tại của lão giả. Lão giả tóc bạc râu đen hiển nhiên chú ý tới Liễu Kiếm Ly, nghiêng đầu, khẽ gật đầu chào hỏi. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu đáp lễ. Hai người rời đi, lão giả không khỏi cảm khái, kiếm thần chưa đến 20 tuổi, bất kể là quá khứ hay tương lai, e rằng rất khó có người đạt đến thành tựu như vậy. Ta cảm nhận được trên người nàng có một loại khí tức quen thuộc, hình như là thượng cổ thần tức. Tần Kiến An đáp, lúc trước ở Vạn Kiếm Tông mở thiên địa bá quyền ấn chứng đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Tiếp đó, hắn liền đem chuyện diễm cổ, diệt sinh lôi, thượng cổ thần tức từng chuyện kể ra. Lão già trầm mặc, ông ta không tiếp tục đề tài này nữa, dù sao chuyện như vậy cũng không cần ông ta phải bận tâm, tự nhiên có người lo lắng hơn ông ta. Ví dụ như, lão già kia đang ngồi trên đỉnh đăng thiên lâu. Một lát sau, lão già lại mở miệng hỏi, vì sao không tự mình chỉ đạo nhi tử và con dâu tu hành? Kinh nghiệm của người đi trước đối với hậu bối mà nói chính là tài phú vô cùng quý giá có thể để bọn họ bớt đi rất nhiều đường vòng tần kiến an đáp ta tuy tinh thông thần vũ nhưng lại không am hiểu khí đạo không cách nào cho bọn họ cung cấp quá nhiều chỉ đạo hơn nữa bọn họ cũng đã có lão sư thích hợp hơn sư tôn của liễu kiếm ly là vạn kiếm tông tông chủ nhạc hạc hiên sư phụ của nhi tử ngươi là ai nam vực đao cuồng trấn thiên nhất lão giả lẩm bẩm nói trải qua chuyện như vậy hắn lại sinh ra ý định thu đồ đệ đúng là có chút thú vị Lúc này, Tần Kiến An như là nghĩ đến cái gì, ý tứ sâu xa mở miệng nói, bất quá ra hỏa kia nói, chờ An Nhi bước vào thần vũ ngũ phẩm thần hành cảnh giới, liền mang hắn sông pha nam vực tu hành. Hiện nay khuyển tử đã bước vào ngũ phẩm cảnh giới một thời gian, chấn thiên nhất kia lại thủy chung không thấy bóng dáng. Lão giả nghe ra ẩn ý trong lời nói, chắp tay sau lưng đáp, lão phu để hắn đến phụng thiên thành một chuyến là được. Thần công phòng quả nhiên là nơi tụ tập của các bậc thầy, tần phong vừa bước vào cửa viện, hơi nóng phả vào mặt. Nhìn qua, lò lớn lò nhỏ không dưới trăm cái, không có cái nào là không đang cháy lửa. Tiếng leng keng đập rèn vang lên liên miên, trên mặt mỗi người đều ít nhiều có chút quầng thâm mắt. Hơn nữa, những người có quầng thâm mắt nhỏ, gặp người có quầng thâm mắt lớn, sẽ chủ động nhường đường. Cứ như thể kích thước của quầng thâm mắt đại diện cho thân phận địa vị vậy. Mọi người dừng tay một chút, xem ta mang ai đến đây. Hỏa viên cao giọng hô, âm thanh rất lớn, khiến tai Tần Phong đau nhức, nhưng những người có mặt không ai dừng công việc trên tay bọn họ cứ như không nghe thấy gì. Lũ chó chết này, tranh nhau làm việc, chẳng lẽ muốn cướp cả việc của ta sao? Hỏa viên vẻ mặt sốt ruột, sau đó nghĩ ra một kế, lại cao giọng hô, huynh đệ, ta lại từ trong hoàng cung tìm được việc mới, ai muốn cùng ta làm nào? Lời này vừa nói ra, phản ứng của mọi người lập tức khác hẳn. Hỏa sư huynh, lại nhận được việc mới rồi, tính ta một suất nhé. Một ngày ta chỉ cần ngủ hai canh giờ. Ngủ hai canh giờ cũng đòi nhận việc. Ta chỉ cần ngủ một canh giờ thôi, hỏa sư huynh. Ta trước khi làm xong việc, không cần ngủ, chỉ cần cho một bữa no là được. Ta chỉ cần nửa bữa no. Nhìn bộ dạng tranh nhau chen lấn của những người này, Tần Phong không khỏi cảm thán, nếu như kiếp trước hắn làm ông chủ, có thể chiêu mộ được đám nhân viên này, đừng nói top 500 thế giới, cho dù là bảng xếp hạng phú hào Forbes, hắn cũng có thể tranh giành ba vị trí đầu. Chờ đến khi mọi người vây quanh hỏa viên, mới nhìn rõ dung mạo của Tần Phong. Một đám người chừng lớn hai mắt, kích động nói: tần sư sao ngài lại tới đây chẳng lẽ là muốn giảng bài cho chúng ta tần sư những ngày không gặp ngài ta thật sự là ăn không ngon ngủ không yên ngay cả làm việc cũng không có tinh thần tần sư dựa theo nội dung trong sách vật lý của ngài ta đã phát minh ra một số món đồ chơi nhỏ lát nữa xin ngài đánh giá giúp nói những lời này đều là những người trước kia từng đến tấn dương thành làm việc còn có một số người không biết danh hiệu tần sư nhưng lại vô cùng quen thuộc với sách vật lý dù sao từ ngày sách vật lý được mang về phụng thiên thành quyển sách này đã bị mọi người trong thần công phòng coi như sách thánh. Trong đó đủ loại kiến thức kỳ diệu, đã mở ra cho bọn họ một cánh cửa mới. Vị này chính là vị tần sư truyền thụ sách vật lý sao. Quả nhiên là phong độ người người. Vừa hay có một số kiến thức khó hiểu trong sách, ta vẫn chỉ là hiểu sơ sơ, không biết lát nữa có thể xin thỉnh giáo ngài hay không. Đối mặt với mọi người bao hoa trích tròe, tần phong cảm thấy mình sắp bị tấn công dồn dập rồi, lúc đến quên mang trà, cũng không biết cổ họng mình có chịu nổi hay không. Tần sư, thời gian cũng không còn sớm nữa, đại sảnh ba tầng phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ cho ngài, mau cùng chúng ta đi thôi." Hỏa viên nôn nóng nói. "Ừm." Tần Phong vừa định đồng ý, bỗng nhiên chuyển ý nghĩ, "Không đúng, tại sao ta phải giảng bài miễn phí cho bọn họ? Đây chẳng phải là bị bọn họ lợi dụng miễn phí sao? Phải nghĩ cách kiếm chút lợi ích mới được." Nghĩ đến đây, Tần Phong ho khan một tiếng nói, "Muốn ta giảng bài cũng không phải là không được, nhưng các ngươi phải bỏ ra một chút gì đó." Công chúa sao đột nhiên lại muốn đến thần công phòng? Trên một cỗ xe ngựa trang trí hoa lệ, hai con tuấn mã kéo đầu, một người đàn ông mặc áo giáp lên tiếng hỏi. Bên trong xe ngựa truyền ra một giọng nói trong trẻo, sắp đến năm mới rồi, theo lệ thường, phụ hoàng sẽ tổ chức đại điển mừng năm mới, để cho đại điển thêm phần long trọng và rực rỡ, muốn để các thợ cả của thần công phòng nghĩ ra một số thứ mới lạ. Người đàn ông gật đầu, không hỏi thêm nữa. Xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước sân của thần công phòng. Người đàn ông có vẻ mặt kiên nghị nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi vén rèm lên. Tiếp đó bước ra một người con gái mặc một chiếc váy dài, váy dài giản dị, nhưng chất liệu lại không hề tầm thường, đó là được may bằng tơ tầm trời, là tác phẩm đắc ý của Dục Tú Phương ở Đế Đô. Nữ tử dung mạo thanh tú, đường nét rõ ràng, dáng người thon dài, nhìn thoáng qua, quả nhiên là một tuyệt thế giai nhân. Điểm trừ duy nhất chính là bộ ngực của nàng, bằng phẳng như một tấm ván, cũng quá mức bình thường rồi. Cỗ xe ngựa sang trọng rõ ràng là được người ta thiết kế tỉ mỉ, khi rèm được kéo ra, còn có thể mở rộng thêm một bậc thang gỗ nhỏ. Người con gái hai tay nhấc váy, chậm rãi bước xuống từ bậc thang gỗ, khí chất quả nhiên là được toát ra một cách hoàn hảo. Sau khi đặt xe ngựa vào chỗ, người đàn ông mặc áo giáp đi trước, hai người bước vào trong sân của thần công phòng. Thế nhưng, cái sân trống trơn trước mắt lại khiến người ta không khỏi bất ngờ, ngay cả người đàn ông mặc áo giáp vốn không hay cười đùa, trên mặt cũng xuất hiện một chút biến hóa chẳng lẽ là đến nhầm chỗ rồi người đàn ông co mày tự nói hắn bước ra khỏi sân ngẩng đầu nhìn lên ba chữ thần công phòng vô cùng nổi bật không đến nhầm chỗ thế nhưng người đâu lúc trước đám người kia luôn luôn hừng hực khí thế làm việc trong sân không một ai lười biếng hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao người con gái mặc váy dài cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đúng lúc này hai người nhìn thấy một người đàn ông ôm một chiếc ghế đầu nhỏ vội vàng chạy về phía lầu cát tu vi của người đàn ông mặc áo giáp trong thần vũ đạo thống hiển nhiên không thấp chỉ trong nháy mắt đã chặn đối phương lại người muốn đi đâu người trong sân đâu hết rồi nhanh nhanh thả ta ra vừa rồi đau bụng đã bỏ lỡ không ít bài giảng của tần sư nếu không mau đi nghe giảng thì hôm nay tổn thất lớn rồi mở to mắt ra nhìn xem người đứng sau ta là ai người đàn ông mặc áo giáp thấp giọng quát ta mặc kệ ngươi là ai ai cũng không thể ngăn cản ta nghe giảng ạ à, công chúa người đàn ông chớp chớp mắt rụt đầu lại. Người con gái mặc váy dài bước lên nhẹ giọng hỏi, tần sư là ai? Vật lý là khoa học tự nhiên nghiên cứu cấu trúc vật chất, tương tác vật chất và quy luật vận động. Vật lý ở khắp mọi nơi, những thứ chúng ta gặp phải trong cuộc sống hàng ngày, như ăn mặc ở đều có thể nhìn thấy bóng dáng của vật lý. Ngay cả khi các ngươi đi đại tiện, cũng là như vậy. Tần Phong hắng giọng, chỉ cảm thấy khô cổ họng, Lam Ngưng Sương ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng bưng lên một bình trà đã nguội. Đa tạ, ực 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 uống hết trà, Tần Phong vẫn chưa đã ghiền, chậm rãi lau đi vết nước ở khóe miệng. Lúc này, một người giơ tay hỏi, Tần Sư, lúc đi đại tiện, tại sao cũng liên quan đến vật lý? Hừ, lật sách vật lý đến phần lực vạn vật hấp dẫn, sau đó chép tay định nghĩa của lực vạn vật hấp dẫn 100 lần, trước khi trời tối nộp đến Tần Phủ, nếu không lần sau ngươi không cần đến nghe ta giảng bài nữa. a à, người hỏi lộ vẻ mặt đau khổ, biết rồi, Tần Sư. Những người còn lại nghe vậy, lắc đầu thở dài, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không hiểu còn phải hỏi tần sư thật là xấu hổ khi cùng chung một chỗ tuy nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm may mà có người hỏi trước nếu không người bị phạt chép sách có lẽ sẽ đổi thành người khác tần phong tiếp tục thao thao bất tuyệt kỳ thật mọi người cũng không cần phải thần thánh hóa vật lý chỉ cần mỗi người đều dùng con mắt khám phá để nhìn nhận sự vật xung quanh các ngươi cũng có thể phát hiện ra sự quyến rũ của vật lý người đã tổng kết ra định luật vạn vật hấp dẫn hẳn là rất lợi hại nhưng ta có thể khẳng định với các ngươi ông ta chẳng qua là lúc đang nghỉ ngơi dưới gốc cây nhìn thấy quả táo chín rơi xuống đất từ đó mà nảy sinh suy nghĩ mà thôi thử nghĩ xem nếu như khi các ngươi đi đại tiện không phải chỉ vì khoái lạc nhất thời mà là suy nghĩ nhiều hơn một chút tại sao nói không chừng định luật này đã được các ngươi phát hiện ra rồi thì ra là vậy một câu nói của tần sư thật sự là khiến ta bừng tỉnh ngộ tần sư vừa lúc nhân lúc này ngài xem giúp ta một chút một thời gian trước ta dựa theo định luật phản xạ ánh sáng, đã mày mò ra một món đồ chơi nhỏ, không biết có tác dụng gì không. Ồ, lấy ra cho ta xem thử." Tần Phong đưa tay nói. Không bao lâu, người đàn ông vừa nói đã từ trong ngực móc ra một chiếc hộp gỗ đen, trên hộp gỗ còn được khảm một viên ngọc lưu ly trong suốt xinh đẹp. Tần Phong cầm nó trong tay nghiên cứu đi nghiên cứu lại, cũng không hiểu rõ thứ đồ chơi này rốt cuộc sử dụng như thế nào, liền nói, "Tay nghề chế tác quả thật rất tinh xảo." Ngươi nói thứ này là được làm ra dựa theo định luật phản xạ ánh sáng, vậy thì thể hiện cụ thể ở phương diện nào? Tần sư, ngài cầm ngược rồi, mặt có viên ngọc lưu ly phải hướng ra ngoài. Người đàn ông nhắc nhở. Tần phong sắc mặt cứng đờ, ho khan một tiếng nói, điều này ta đương nhiên là biết, ta chỉ là muốn xem kỹ cấu tạo của thứ này mà thôi. Thứ này gọi là ảo hóa hạp, cũng coi như là một kiện bảo khí. Tần sư có nhìn thấy ở dưới đáy hộp gỗ có một cái lỗ nhỏ không? Cho ngón tay vào trong đó, là có thể khởi động bảo khí này. Tần Phong nghe vậy làm theo, sau đó liền nghe thấy một tiếng cạch, hộp gỗ đen mở sang hai bên, viên ngọc lưu ly phát ra một trận ánh sáng. Sau đó, trên không trung bên ngoài lầu các, vậy mà lại hiện ra cảnh tượng mọi người trong đại sảnh đang tụ tập đông đủ. Ảo ảnh. Tần Phong chừng lớn hai mắt. Tác dụng của thứ này chính là như vậy, nó có thể hiện ra cảnh vật phía sau lên phía trước viên ngọc. Lưu ly, tạo thành ảo ảnh. Đây cũng là do ta được tần sư giảng giải mà có được linh cảm, mới tạo ra món đồ chơi nhỏ này, cũng hy vọng Tần sư xem qua một chút, xem có thể cải tiến thêm gì không." Người đàn ông cung kính hỏi. "Đây chính là trí tuệ của thợ cả thời cổ đại sao? Chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể tạo ra thứ lợi hại như vậy? Còn cải tiến? Với trình độ nửa vời của ta, có thể sử dụng chính xác đã là tốt lắm rồi." Nội tâm của Tần Phong, so với vẻ mặt điềm tĩnh của hắn còn đặc sắc hơn nhiều. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người trong thần công phòng, Tần Phong cười nói: cũng coi như không tệ sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại bản thân những người còn lại cũng phải giống như hắn nhìn nhiều học nhiều hỏi nhiều quan trọng nhất là phải làm nhiều ảo hóa hạp này trước tiên cứ để ở chỗ ta ta mang về nghiên cứu kỹ một chút xem có thể cải tiến nó hay không cái đó những người còn lại có ai giống như hắn làm ra thứ gì cần ta xem qua một chút thì cùng nhau lấy ra đi lời này vừa nói ra công lương lập tức nói tần sư ta có một cái trọng lực bàn cần ngài xem giúp một chút hỏa viên cũng không chịu thua kém, tần sư, ta có một cái đằng không rực, cần ngài xem qua một chút. Nhìn một đám người tranh nhau chen lấn, nôn nóng lấy ra những món đồ kỳ quái đã làm xong. Tần Phong trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại vui như nở hoa, thu hoạch chuyến này, nhất định sẽ không để hắn thất vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, Tần Phong vẫn có chút thất vọng, ngoại trừ chiếc hộp biến hóa mà người nọ ban đầu lấy ra, những thứ còn lại có thể nói là vô dụng. Trước tiên, hãy nói về chiếc đĩa trọng lực, nó thực sự có thể thay đổi trọng lực trong phạm vi một trượng vuông nhưng biên độ thay đổi trọng lực này thật sự là quá nhỏ nhiều nhất là có thể khiến lông vũ bay lên trời phải biết rằng chỉ cần một cơn gió thoảng qua lông vũ cũng đã bay lên rồi còn về cánh bay của hỏa viên tần phong lúc đầu nghe đến cái tên này có thể nói là tràn đầy mong đợi thử hỏi có người đàn ông nào có thể từ chối sự lãng mạn được bay lượn trên bầu trời nhưng sự mong đợi này lớn đến đâu thì sự thất vọng khi nhìn thấy vật thật lại lớn đến đó liếc nhìn xuống đất hai cánh to lớn bằng cả người trưởng thành tần phong giật giật mí mắt thiết kế đúng là phù hợp với khí động lực học mà ta đã đề cập trước đó nhưng người làm cánh to như vậy người thường đeo cũng không nổi làm sao mà bay lên trời tần sư không biết thiết kế này của ta là tham khảo loài chim biết bay ngay cả tỷ lệ cánh và cơ thể người cũng được lấy theo tỷ lệ của loài chim tần phong cứng đờ mặt vậy ngươi có biết cấu tạo cơ thể của chim khác với con người hay không khung xương của chúng nhẹ hơn rất nhiều chưa kể bộ cánh này chính ngươi có đeo nổi không hỏa viên biến sắc mặt bình tĩnh đáp ta tuy đeo không nổi nhưng luôn có người đeo được ví dụ như thần vũ ngũ phẩm cảnh giới thần hành hỏa viên tự tin đáp tần phong hít một hơi lạnh hắn cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm ngũ phẩm thần hành đã có thể thân nhẹ như yến bay lên trời bọn họ tự gắn thêm một đôi cánh để làm gì ngươi sẽ gắn thêm cho chim một đôi cánh nữa sao hỏa viên dường như cảm thấy cũng có lý trầm ngâm một lúc rồi lại nói tần sư không cảm thấy đeo đôi cánh này lên người trông rất đẹp sao Tần Phong muốn chửi thề, nhưng với tu dưỡng tốt, hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng. Hắn cầm lấy chiếc hộp biến hóa, trịnh trọng nói, ở đây, ta muốn nêu tên khen ngợi vị học viên này, yêu thích học tập, giỏi suy nghĩ, hơn nữa đồ vật làm ra rất thiết thực. Còn những thứ khác, ta chỉ có thể nói ý tưởng không tồi, nhưng cần cải tiến rất nhiều, đợi các ngươi tự mình nghiên cứu thêm, cải tiến xong rồi mang đến cho ta đánh giá. Người đàn ông được nêu tên khen ngợi ngẩng cao đầu, ướn ngực, chắp tay nói, chẳng dám, chẳng dám những người còn lại đều lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi khó chịu vô cùng hơn nữa trong lòng bọn họ cũng âm thầm thề lần sau nhất định phải làm ra được thứ mới mẻ khiến tần phong phải nêu tên khen ngợi cất chiếc hộp biến hóa vào nhẫn chữ vật một cách không dấu vết tần phong tiếp tục bài giảng của mình tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chăm chú ghi chép có người còn thỉnh thoảng đặt ra một số câu hỏi của riêng mình nhưng không ai để ý ở lối vào đại sảnh xuất hiện thêm ba bóng người thì ra là như vậy được lợi không ít được lợi không ít người đàn ông bưng chiếc ghế đầu nhỏ đang vùi đầu viết lên tấm vải trắng hắn đã bỏ lỡ một số bài giảng tự nhiên không thể bỏ sót bất kỳ chi tiết nào khác người đàn ông mặc chiến phục nhìn về phía chàng trai tuấn tú đang bị mọi người vây quanh nghi hoặc hỏi người này chính là vị tần sư trong miệng ngươi sao hắn rốt cuộc là ai lại có uy tín lớn như vậy ở thần công phòng ở thần công phòng bởi vì trong lòng mỗi người đều có một lòng cầu tiến cho nên cơ bản là không ai phục ai chỉ có nguyên trai lão gia tử mới có thể khiến đám người này tâm phục khẩu phục. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự nằm ngoài dự liệu của người đàn ông, ngoài nguyên lão gia tử ra, lại còn có người có thể khiến đám người thần công phòng này cung kính như vậy. Hừ, sự vĩ đại của thần sư há là thứ mà loại võ phu thô lỗ như ngươi có thể hiểu được, trong đầu hắn chứa đựng vạn vật kiến thức trong đó, dù chỉ là một chút ít ỏi, cũng đủ cho ngươi nghiên cứu cả đời rồi. Người đàn ông mặc chiến phục nghe vậy, nhíu mày, hắn vừa định nói gì đó lại đột nhiên phát hiện ra sự khác thường của cô gái mặc váy dài lúc này cô gái đang nhìn chằm chằm vào giữa đại sảnh đôi môi đỏ mọng hé mở trong mắt có sự khó hiểu kinh ngạc thậm chí còn có một tia vui mừng sao hắn lại ở đây chẳng phải hắn nên ở tấn dương thành sao cô gái lẩm bẩm công chúa công chúa người làm sao vậy người đàn ông mặc chiến phục nhỏ giọng hỏi a cô gái có chút luống cuống tần phong đang bị mọi người vây quanh ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào chỉ thấy một người đàn ông đang ôm ghế đầu vùi đầu viết ơ ờ, tên kia sao không ngồi nghe lại ôm ghế đứng nghe tần phong không hiểu lắc đầu tiếp tục giảng bài ở trong sân thần công phòng người đàn ông mặc chiến phục khó hiểu hỏi công chúa chẳng phải người muốn để người của thần công phòng làm ra một số thứ mới mẻ để dùng trong đại điển mừng thọ sao sao lại rời đi ánh mắt cô gái có chút lảng tránh ta đột nhiên nhớ ra có việc cần xử lý hơn nữa bọn họ vẫn đang nghe giảng lúc này mà làm phiền thì thật thất lễ chờ lát nữa ta lại đến thần công phòng một chuyến nói xong cô liền sách váy bước ra khỏi cổng thần công phòng đi về phía bên phải công chúa xe ngựa của chúng ta ở bên trái cô gái mặc váy dài nghe vậy khựng lại sau đó im lặng đổi hướng được rồi bài giảng hôm nay đến đây là kết thúc lần sau nếu có thời gian ta sẽ lại đến chia sẻ với mọi người những bí ẩn của vật lý à đúng rồi trong khoảng thời gian này các ngươi cũng có thể giống như vị học viên này hãy suy nghĩ nhiều hơn làm ra một số thành quả để kiểm chứng những gì đã học chính như câu nói học mà không suy nghĩ thì uổng công suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm vậy tần phong chắp hai tay sau lưng ra dáng một người thầy người đàn ông làm ra chiếc hộp biến hóa nghe vậy lập tức phụ họa tần sư nói rất hay học mà không suy nghĩ thì uổng công suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm mọi người nhất định phải khắc cốt ghi tâm ta cũng sẽ không vì làm ra được một món đồ mà tự mãn những ngày tiếp theo, ta muốn phát huy kiến thức vật lý của tần sư, cố gắng làm ra nhiều thứ có giá trị hơn. Những người còn lại của thần công phòng nghe vậy, đều khinh thường bĩu môi. Không tồi, chỉ có tần Phong là dành cho hắn ánh mắt tán thưởng, giống như một vị trưởng bối hiền tử. Nếu như mỗi người đều có thể giống như người này, làm ra được một số thứ hữu dụng, vậy thì hắn tha hồ mà kiếm chắc. Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ ta cũng nên tự mình mày mò làm ra một số thứ. Thời đại này loạn lạc như vậy, thế nhưng thuốc súng dường như vẫn chưa được ai phát minh ra. Nếu như ta có thể chế tạo ra thuốc súng, như vậy cho dù là thường dân khi đối mặt với yêu quỷ, cũng có khả năng tự vệ và chiến đấu, còn có thể giảm thiểu thương vong cho quân đội khi thảo phạt yêu quỷ. Để ta nghĩ xem, thành phần của thuốc súng là gì nhỉ? Hình như có diêm tiêu, lưu huỳnh và vật liệu chứa CAC tỷ lệ khoảng 2 phần 1 phần /1, 1. Bất quá muốn chế tạo thuốc súng, quá trình vẫn còn quá nguy hiểm, ta phải nhớ lại cho kỹ, lên kế hoạch cho cẩn thận trong lòng tần phong đã nảy sinh ý định chế tạo thuốc súng trước lúc rời đi tần phong nắm chặt tay hỏa viên mãi không nỡ buông ra tần sư ta biết ngươi không nỡ rời xa chúng ta nhưng mọi người đều có việc bận hơn nữa ngươi hiện tại cũng đã định cư ở phụng thiên thành muốn gặp lại lúc nào cũng được mà hỏa viên an ủi ta không nỡ cái đầu ngươi tần phong trầm giọng nói đã nói là ta sẽ giảng bài cho các ngươi lát nữa ta sẽ thuê một quán rượu các ngươi phải đến trang trí miễn phí cho ta sao nào bài của ta đã giảng xong các ngươi muốn coi như chuyện này chưa từng xảy ra sao hỏa viên sắc mặt cứng đờ sao có thể như thế được tần sư chờ ngươi chọn được địa điểm quán rượu ngươi đến tìm chúng ta là được lời nói gió bay ta muốn lập giấy tờ với uy tín của thần công phòng cộng thêm mối quan hệ trước đây của chúng ta lập giấy tờ là không cần thiết hừ công việc hàng ngày của các ngươi nhiều như vậy nhỡ đâu đến lúc đó quá bận không rút người ra được vậy chẳng phải bài giảng hôm nay của ta uổng phí sao nhất định phải lập giấy tờ hỏa viên bất đắc dĩ cuối cùng cũng đồng ý tần phong hài lòng cất giấy tờ vào trong ngực tò mò hỏi nguyên lão gia tử đâu rồi sao hôm nay không thấy ông ấy lão gia tử vẫn còn đang nghiên cứu thứ thành trì di động kia chuyến đi tấn dương thành trước đó khiến ông ấy ngộ ra được nhiều điều sau khi trở về liền một mực ở lầu năm của tòa nhà trước kia chưa từng ra ngoài thì ra là vậy nguyên lão gia tử cũng thật là lớn tuổi như vậy rồi cũng không biết chú ý nghỉ ngơi vậy các ngươi đi làm việc đi ta đưa ngưng sương đi trước Tần Phong phất tay chào tạm biệt Ly. Lầu năm của tòa nhà, lò lửa nóng hừng hực bốc khói trắng, rõ ràng là tiết trời giá rét, nơi này lại giống như lồng hấp vậy. Nguyên trai lão gia tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt cuốn sổ ghi chép bài giảng vừa viết xong sang một bên. Mà bên tay trái ông, bản thiết kế to lớn chiếm gần một phần ba đại sảnh. Trên bản thiết kế, một tòa thành trì di động đổ sộ hiện ra sống động như thật, mỗi chi tiết bên trong đều đã được chú thích rõ ràng, chỉ duy nhất hai chữ động lực bị đánh một dấu hỏi lớn ban đầu muốn dùng bảo khí để thúc đẩy thành trì này, vẫn là có chút không thực tế, vẫn phải suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm. Giảng bài một buổi sáng, mặt trời lên cao, cũng đến giờ dùng bữa trưa. Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương đi qua mấy con phố, tìm được một quán rượu đông nghịt người. Khẩu vị ăn uống của mỗi nơi mỗi khác, tuy Tần Phong rất tự tin vào món lẩu, nhưng tìm hiểu trước thói quen ăn uống của người dân địa phương cũng là điều rất cần thiết. Chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng ban đầu hắn muốn dẫn lam ngưng sương đến trích tinh lâu nổi tiếng ở phụng thiên thành dùng bữa nhưng suy nghĩ kỹ lại hắn từ bỏ ý định này dù sao trích tinh lâu chủ yếu nhắm đến khách hàng cao cấp tiếp đãi không phải quyền quý thì cũng là hoàng thân quốc thích mà vọng nguyệt cư hướng đến phần lớn là dân chúng và thương nhân bình thường đối tượng khách hàng khác nhau giá trị tham khảo tự nhiên cũng khác nhau chờ đợi một lúc dưới sự tiếp đón của tiểu nhị quán rượu hai người tần phong ngồi xuống món ăn ở đây vô cùng phong phú tần phong lần đầu tiên đến đây cũng không biết nên gọi món gì liền bảo tiểu nhị mang tất cả các món đặc trưng lên quán rượu này quả thật rất có đặc sắc ở giữa có dựng một cái đài cao một người kể chuyện đứng trên đài thao thao bất tuyệt người dân vừa ăn cơm vừa có thể nghe kể chuyện quả thật rất tuyệt tên nhóc này cũng được đấy tần phong khẽ gật đầu thứ quán rượu cần nhất chẳng phải là nhân khí và sự náo nhiệt sao hơn nữa sống thêm một đời chuyện trong đầu hắn có thể nói là muôn hình muôn vẻ không lo không thu hút được khách Đũa gắp xuống, ăn uống no nê, Tần Phong cũng đại khái nắm được khẩu vị của người dân Phụng Thiên Thành. Người kể chuyện có lẽ là mệt mỏi, uống một ngụm trà nhuận họng, cũng không tiếp tục kể chuyện nữa, mà là tùy ý nhắc đến một số đại sự xảy ra ở bốn vực đại càn. Điều này không những không khiến người dân mất hứng, ngược lại còn khiến hứng thú của bọn họ càng thêm cao trào. Dù sao đối với những người này mà nói, chuyện phiếm và tin đồn nhảm nhí là chủ đề bàn tán sau bữa ăn không bao giờ lỗi thời. Phụng Thiên Thành là trung tâm của Đại Càn, người đến người đi từ khắp nơi, tin tức truyền bá có thể nói là nhiều vô số kể. Người kể chuyện nhắc đến Atula nhất tộc ở Đông Vực, vẫn là chiến lực vô song, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. La sát nhất tộc ở Bắc Vực, nữ tử bên trong mỗi người đều nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là đều mang theo gai nhọn, có thể lấy mạng người. Ca lâu la tộc ở Nam Vực, sau trận chiến chấn thủ linh quan, an dưỡng sinh sức, gần đây lại có động tĩnh. Yêu vương ở Tây Vực, cường đại vô địch, mấy năm nay, liên tiếp chiếm được không ít địa vực, chảm yêu ti đã dần dần không thể áp chế nổi. Hồ yêu mê hoặc lòng người, côn bằng che trời, long quy rời núi lấp biển. Phượng hoàng lửa thiêu rừng nghìn dặm, thương long gầm thét sấm động chín tầng trời. Yêu quỷ vẫn luôn là giai điệu chủ đạo của thời đại này, nhân tộc chỉ có thể cẩn thận sinh tồn trong khe hở của bọn chúng mà thôi. Nói đến Nam Vực, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, từ sau khi Hoa Dung Đạo thành lập, yêu quỷ ở Nam Vực liền trở nên náo động, Ba vị thần tướng vì chém giết yêu quỷ cường đại gây rối, chưa từng ngừng nghỉ. Mà chuyện thư lương thành bị tai họa thi quỷ náo loạn cách đây không lâu, chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe qua. Nếu không phải thần thương thương tiên đại nhân đích thân đến, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ các người không biết, tai họa thi quỷ có thể giải quyết, còn có một người có công lao rất lớn. Người kể chuyện cố ý ngừng lại, mọi người đang ăn cơm phía dưới lập tức không vui. Là ai? Người cứ nói rõ ràng đi đừng vội đừng vội nghe ta từ từ kể liễu gia thiên kiều liễu kiếm ly chư vị chắc chắn đều biết trước khi kiếm đạo tam đại gia thành lập kiếm đạo minh nàng ấy đã bước vào thần vũ tam phẩm trở thành kiếm thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử mà tai họa thi quỷ ở thư lương thành có thể bình an vượt qua chính là bởi vì có người chen ngang chẳng lẽ liễu kiếm ly cũng đi cùng thương tiên đại nhân ra tay sao người kể chuyện lắc ngón tay nói không phải không phải người đi là phu quân của nàng ấy nhị đẳng phong quốc tướng quân tần gia chi tử. Tần phong nhướng mày, động tác gấp thức ăn của Lam Ngưng Sương khựng lại. Nói đến công tử này quả thật là bất phàm, tuổi còn trẻ, tu vi trên văn thánh đạo thống đã không thấp. Tài thơ ca càng là hơn người, hai tháng trước, một bài mỹ nhân thi từ Bách Hoa Cốc Nam vực truyền đến Phụng Thiên Thành, ở Thanh Lâu có thể nói là gây ra sóng gió không nhỏ. Vô số văn nhân mặc khách, đều coi nó là kinh điển, và tuyên bố từ trước đến nay, khó có bài thơ nào ca ngợi người con gái có thể vượt qua được trong quán rượu có rất nhiều người luôn có một số kẻ phong lưu lão luyện một nam tử ăn mặc phú quý kích động nói ta biết ta biết vân tưởng y thường hoa tưởng dung xuân phong phất hãm lộ hoa nồng ngay cả hoa khôi tài sắc vẹn toàn trong thanh lâu mỗi khi nhắc đến bài thơ này đều lộ ra thần sắc ngưỡng mộ thậm chí có không ít hoa khôi công khai bày tỏ nếu người viết ra bài thơ này đến khuê phòng của các nàng các nàng có thể không lấy một đồng chỉ để cùng vị tài tử kia cộng độ đêm xuân có chuyện tốt như vậy sao Tần Phong hai mắt sáng lên, có thể trở thành hoa khôi trong thanh lâu ở Phụng Thiên Thành, vậy nhất định đều là tuyệt sắc giai nhân. Ngủ một đêm, rẻ nhất cũng phải gần trăm lượng bạc. Nếu có thể ăn không được, vậy chẳng phải là quá hạnh phúc sao? Đúng lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cảm thấy một trận sát khí. Ngoảnh đầu nhìn lại, Lam Ngưng Sương ánh mắt đẹp không chớp, yên lặng nhìn hắn. Tần Phong lập tức nhíu mày, thở dài một tiếng, thế Phong ngày hạ, lòng người bạc bẽo, những người này thật sự là tục không chịu nổi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lũ khách làng chơi lâu năm bên dưới nghe lão khách làng chơi nói vậy đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý tuy nhiên vẫn có vài người đứng đắn lên tiếng không đúng ta có bằng hữu làm việc ở trảm yêu ti chuyện tai họa thi quỷ ở thư lương thành ta biết rõ hơn các ngươi tên quỷ vương cầm đầu kia lúc còn sống là cường giả tam phẩm cảnh giới văn thánh đạo giả làm sao có thể phát huy tác dụng trong loại tai họa thi quỷ này ngoại trừ thiên giám quốc sư gia hình tượng văn thánh đạo giả yếu đuối đã ăn sâu vào lòng người. Đối mặt với tai họa thi quỷ, từ trước đến nay đều phải dùng vũ lực giải quyết, đó là suy nghĩ cố hữu của tất cả mọi người. Gã kể chuyện để hai cọng dâu mép, lắc đầu nguầy nguậy nói, đó là do người thiếu hiểu biết rồi, mấy chục năm trước, Bắc vực cũng từng xuất hiện tai họa thi quỷ, khiến đại càn tổn thất nặng nề. Điểm đáng sợ của thi quỷ chính là từ khí bất diệt, chúng có thể không ngừng tái sinh, chỉ có văn thánh đạo giả mới có thể bố trí trận pháp, ngăn cách tử khí, trong trận chiến ở thư lương thành chính là vị công tử tần gia kia đã bố trí loại trận pháp này mới khiến cho đại nhân thương tiên tìm được cơ hội một thương tiêu diệt tên quỷ vương kia hơn nữa vị công tử tần gia kia tu luyện chính là lôi đình chính khí trận pháp mang theo chính khí bao phủ toàn thành tiêu diệt vô số thi quỷ tần phong nghe vậy nhíu mày chuyện tai họa thi quỷ ở thư lương thành và việc bố trí trận pháp gã kể chuyện này biết cũng không có gì lạ dù sao chuyện lớn như vậy nhất định sẽ có người truyền tin tức ra ngoài nhưng hắn tu luyện chính là lôi đình chính khí, người này sao lại biết được? Ngẩng đầu nhìn gã kể chuyện, đánh giá kỹ lưỡng, mặt chuột tay rơi, để hai cọng dấu mép, dáng vẻ có chút bị ổi. Tần Phong thi triển Tam Thiên Vọng Khí, nhìn sang, lại chỉ thấy một bóng người màu trắng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tam Thiên Vọng Khí ra vấn đề rồi? Hắn liếc mắt nhìn sang chỗ khác, khí tức trên người những người dân khác đều nhìn thấy rõ ràng, chứng tỏ thuật xem tướng không có vấn đề. Nhưng tại sao gã kể chuyện trên đài kia, lại chỉ nhìn thấy một bóng người màu trắng mờ ảo nam tử trên đài am hiểu tinh túy của việc kể chuyện chính là tương tác với mọi người bên dưới bèn mở miệng hỏi mọi người không bằng đoán xem lúc đó vị công tử tần ra kia đã tiêu diệt bao nhiêu thi quỷ có người đoán vài trăm có người đoán cả ngàn một số người bạo gan thì đoán vài nghìn đúng lúc này gã kể chuyện mặt chuột tai rơi nhìn về phía tần phong hỏi vị công tử này không bằng ngươi cũng đoán xem dòng suy nghĩ bị cắt ngang Tần Phong cảm nhận được ánh mắt của đông đảo người dân, bèn ho khan một tiếng đáp, tai họa thi quỷ ở thư lương thành náo loạn lớn như vậy, thi quỷ gây rối trong thành nhất định không ít, e là phải lên đến hàng vạn con nhỉ. Lam Ngưng Sương hiển nhiên không ngờ cô ra lại vô sỉ như vậy, lộ ra thần sắc có chút kỳ quái. Gã kể chuyện hiển nhiên cũng bị câu trả lời này làm cho ngây người, nhưng sau một lúc, hắn ta lại cười nói, rất gần rồi, rất gần rồi. Hàng vạn con? Nhiều như vậy sao? Đông đảo người dân đều kinh ngạc lên tiếng nam tử trên đài xua tay nói tin tức có thật có giả cũng là chuyện thường tình mọi người chớ nên tin hết cứ coi như nghe cho vui là được rồi ây ra không biết không hay đã đến giờ rồi ta nói nhiều quá miệng lưỡi khô khốc thực sự không nói nổi nữa xin phép cáo lui trước dứt lời hắn ta chắp tay tung người nhảy lên chui vào hậu trường tử lâu dáng vẻ bỏ đi cũng thật là tinh tươm thật là một kẻ kỳ quái tần phong lắc đầu lại nghe thấy lam ngưng sương bên cạnh kêu lên cô ra người xem kìa Tần Phong cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt bàn, vết rượu đã hóa thành một hàng chữ nhỏ kẻ tiểu nhân đáng hận, quân tử khó lòng phòng bị. Hai người bọn họ vẫn luôn ngồi bên bàn ăn cơm nghe ngóng tin tức, cũng chưa từng thấy ai đến gần. Hàng chữ này rốt cuộc là lúc nào được để lại? Tần Phong nhìn về hướng gã kể chuyện rời đi, chìm vào trầm tư, trong lòng vẫn còn đang lẩm nhẩm câu nói trên bàn. Nước ở Phụng Thiên thành này quả nhiên rất sâu, tùy tiện gặp phải mấy người, đã khiến Tần Phong không thể nào hiểu nổi. Cũng giống như sáng nay lúc rời khỏi nhà, lão giả chống gậy kia. Còn có vừa rồi ở tửu lâu, gã kể chuyện mặt chuột tai rơi kia. Kế hoạch ở đế đô thật là thâm sâu, ta muốn về nông thôn. Tần phong thầm than thở một tiếng. Cô ra, tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi nhà hành, xem thử có tửu lâu nào thích hợp để tiếp quản hay không. Nhà hành tương đương với trung gian môi giới, ở đó có đủ loại hình mua bán, chỉ cần bên mua bên bán chốt được là có thể một tay giao tiền một tay giao hàng chỉ là phải bị tên gian thương độc ác kia ăn trên lệch giá. Tần Phong vốn không muốn để cho bọn tư bản kia được như ý, nhưng bất đắc dĩ hắn vừa mới đến Phụng Thiên Thành, chưa quen biết ai, muốn tìm được tử lâu thích hợp thì đến nha hành là con đường nhanh nhất. Nha hành ở Phụng Thiên Thành nhiều vô số kể, hai người rất nhanh đã tìm được một nha hành có mặt tiền trông cũng ra dáng ra hình. Vừa bước vào trong, đã có người tiến lên tiếp đón. Nói chuyện người với người, nói chuyện quỷ với quỷ, làm nha hành, điều quan trọng nhất chính là rèn luyện một đôi mắt nhìn người dù sao tiền hoa hồng có thể kiếm được bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào số tiền giao dịch lớn nhỏ của bên mua bên bán. Nam tử tiếp đón đã làm việc nhiều năm, tự nhiên là tay lão luyện. Chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra tần phong không hề đơn giản, tướng mạo đường đường không nói. Một thân hắc y tuy giản dị, nhưng lại không phải là vài vóc tầm thường. Dây buộc tóc trên đầu, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, rất có thể là bảo khí. Thêm vào đó là lệnh bài thanh ngọc chẳng yêu bên hông, và nữ kiếm thị xinh đẹp bên cạnh nam tử trong lòng đã có kết luận gia đình đối phương giàu có hơn nữa còn là một tiểu quan nhưng hẳn là mới đến đây bởi vì nếu là người của thanh ngọc chảm yêu ở địa phương chắc chắn sẽ không đến nha hành bọn họ tự có cách riêng đã là người nơi khác vậy thì chính là con cừu béo rồi nam tử trong lòng đã có kết luận trên mặt tràn đầy nhiệt tình cười hỏi vị công tử này đến nha hành là muốn hỏi thăm tin tức gì mua thứ gì muốn tìm một chỗ có địa thế tốt mở một tửu lâu kinh doanh buôn bán một chút Tần Phong liếc mắt nhìn vào trong hành, đánh giá xung quanh. Là một khách hàng béo bở đây, hai mắt nam tử sáng rực, lập tức giới thiệu cho Tần Phong, nói ra thì công tử đến thật đúng lúc, mấy hôm trước vừa hay có người muốn rời khỏi Phụng Thiên Thành, đến nơi khác mưu sinh, có một gian cửa hàng muốn chuyển nhượng. Địa thế của gian cửa hàng kia rất tốt, nằm ở Thiên Tuế Nhai, có thể nói là tứ thông bát đạt. Mỗi ngày người qua lại tấp nập, còn thường xuyên có quan sai và chảm yêu nhân đi ngang qua. Nếu công tử mua lại gian cửa hàng kia, Sửa sang thành tửu lâu, chắc chắn buôn bán sẽ ngày ngày náo nhiệt. Nghe có vẻ cũng không tệ. Tần Phong nhướng mày, chắc chắn là không sai đâu, hơn nữa chủ nhân của gian cửa hàng kia đang vội vàng muốn đi, muốn bán nhanh, giá cả cũng đã hạ thấp hơn rất nhiều. Nếu mua theo giá gốc, gian cửa hàng kia ít nhất cũng phải 10 vạn lượng bạc, nhưng bây giờ đã giảm gần một nửa giá, chỉ cần 6 vạn lượng bạc là có thể mua được. Nếu công tử có hứng thú, ta có thể liên lạc với chủ nhân của gian cửa hàng kia. Chỉ là theo quy củ của nha hành chúng ta, bên mua bên bán nếu muốn gặp mặt, phải trả trước một thành tiền hoa hồng, sau này có thành hay không, tiền hoa hồng này đều không hoàn trả, đây cũng là để đề phòng các ngươi bỏ qua nha hành, tự mình liên lạc, thực sự là bất đắc dĩ, công tử thấy thế nào?" Tần Phong cúi đầu trầm ngâm, địa thế tốt ở Phụng Thiên thành, 6 vạn lượng bạc mua lại một gian cửa hàng, cũng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ là cách nói đưa tiền hoa hồng trước này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói luôn cảm thấy trong đó có gì đó mờ ám công tử đừng do dự nữa bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác đâu gian cửa hàng tốt như vậy rất được săn đón đấy nam tử thúc giục tần phong vẫn còn đang suy nghĩ đúng lúc này phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy quen thuộc đã được săn đón như vậy vậy thì bán cho người khác đi gian cửa hàng này chúng ta không cần nữa nam tử sốt ruột quay người lại tức giận nói kẻ nào không biết điều như vậy phá hỏng quy củ của nha hành Tần Phong và Lam Ngưng Sương cũng theo tiếng nhìn lại, sau đó trợn tròn mắt. Là ngươi, công tử nhà An. Nhà An mặc một bộ đồ trắng nhẹ nhàng cười chào hỏi. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng. Tên nam tử nha hành đe dọa, vị công tử này, nha hành chúng ta và ngươi vô oán vô cừu, ngươi làm như vậy là phá hỏng quy củ của nha hành, đoạn tuyệt đường tài lộc của chúng ta. Nhẹ nhàng hít vào vài hơi, nụ cười của nhà An biến mất. Nếu ngươi hỏi tâm không thẹn, sao lại sợ người khác phá hỏng quy củ của ngươi? Gần đây trên thiên tuế nhai chỉ có một gian hàng đang được chuyển nhượng, nhưng gian hàng đó đã bị trích tinh lâu mua lại từ hôm trước, giá cả cũng vừa đúng 6 vạn lượng bạc. Giới thiệu gian hàng căn bản không mua được, chẳng phải là vì muốn lừa gạt tiền hoa hồng sao. Tần Phong cao mày, tên nam tử nha hành nghe vậy, sắc mặt cũng đại biến, hắn ta hô lớn, tên đồng nghiệp ở đâu đến, dám vu khống nha hành của ta, mau đến đây đuổi hắn ta ra ngoài. Ta xem ai dám. Một giọng nói hùng hậu vang lên từ cửa ra vào nha hành lại có một nam tử vạm vỡ bước vào. Vương đại nhân của thiên bảo cát, tên nam tử nha hành nhìn thấy người tới, sợ đến mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Tần công tử, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Người tới chắp tay, cười chào hỏi. Nam tử vạm vỡ này chính là vương tự. Tần phong gật đầu chào hỏi, sau đó liếc mắt nhìn tên nam tử nha hành đang ngồi tê liệt trên mặt đất. Phụng thiên thành rồng cá lẫn lộn, ai cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Dù sao cho dù chỉ là một tên nha dịch bình thường, sau lưng chưa biết chừng cũng có bối cảnh không nhỏ. Mà người có thể mở nha hành ở đế đô, càng không phải hạng tầm thường, quan hệ trắng đen, bọn họ đều phải lo liệu một chút. Thế nhưng Tần Phong lại không ngờ tới, vương tự chỉ cần một cái liếc mắt, đã có thể dọa đối phương thành ra bộ dạng này. Hắn lại liên tưởng đến chuyện ở tỉnh Nguyên Thành, bàng điểm chủ đi mở phân điếm vọng nguyệt cư. Lúc đó bàng điểm chủ cũng bị cường hào địa phương gây khó, nhưng Mạc Lâm Thiên vừa xuất hiện, liền dễ dàng dàn xếp chỉ là hai tên thuộc hạ đã có uy thế lớn như vậy, rốt cuộc nữ giả nam trang này là thân phận gì? Thiếu gia của thiên bảo các ngọc lâm thành, tuyệt đối không có năng lượng lớn như vậy. Vương tự quay người nói, công tử, nơi này giao cho ta xử lý là được. Cũng được. Nhã An gật đầu, sau đó nói với Tần Phong, đã lâu không gặp, cùng đi dạo một chút. Được. Sự phồn hoa náo nhiệt của Phụng Thiên Thành khỏi phải nói, tiếng giao hàng của tiểu thương hai bên đường chưa bao giờ ngừng nghỉ thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người ta biểu diễn tài nghệ trên đường nào là ngực vỡ đá lớn kim thương khóa hầu ở đây có thể nói là chuyện thường ngày phân điếm vọng nguyệt cư ở tề nguyên thành buôn bán rất phát đạt đây là lợi nhuận chia cho ngươi từ khi mở cửa hàng đến nay ngươi hãy nhận lấy tần phong đưa ra một khối ngọc bội không gian bên trong chứa đầy bạc điều đáng nói là khối ngọc bội không gian này cũng là do mạc lâm thiên đưa cho bằng điểm chủ lúc trước hiện tại coi như là vật về đúng chủ nhà an đưa tay nhận lấy ngọc bội mở miệng nói, ban đầu ta vốn định đích thân đến tề nguyên thành một chuyến, xem xét tình hình phân điếm, nhưng mà nam vực quỷ hoạn liên miên, quá nguy hiểm, ta cũng không tiện tùy ý đi lại, cho nên chỉ có thể để mặc thúc đi một chuyến. Nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi lại ở phụng thiên thành? Tần Phong nghe vậy, liền kể lại đầu đuôi câu chuyện ở thư lương thành. Khi nhà An nghe nói Tần Phong lấy thân hóa thành trận tâm, dẫn động trận pháp ngăn cách tử khí, không khỏi nhíu mày. Nàng trách cứ, thật là hồ đồ, Lam Ngưng Sương ở bên cạnh cũng trợn lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng và tiểu thư tuy rằng sau đó đã biết được sự hung hiểm của chuyến đi thư lương thành, nhưng lại không ngờ tới những gì cô gia tự mình trải qua, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì đã nói lúc trước. "Cô gia, những chuyện này sao lúc trước không nói cho chúng ta biết?" Tần Phong đáp, dù sao ta cũng bình an vô sự, nói ra cũng chỉ khiến các ngươi lo lắng vô ích. Hiện tại chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm nữa. Nhà An nghĩ đến điều gì? lại lên tiếng không đúng chuyện thư lương thành ta từng nghe người ta nhắc tới trận pháp ngăn cách tử khí kia bao phủ toàn thành ngươi lấy thân mình làm trận tâm tuyệt đối không thể thừa nhận cỗ lực lượng đó sao có thể bình an vô sự chắc chắn còn có chuyện gì đó là ngươi chưa nói hỏng rồi quên mất tên này cũng là văn thánh đạo giả hơn nữa còn nghiên cứu trận đạo sắc mặt tần phong hơi biến đổi chuyện thương cô nương dùng long châu cứu mạng hắn tự nhiên không phải là chuyện gì khó nói mà nguyên nhân phải giấu giếm cũng là bởi vì thân phận đặc thù của thương cô nương còn có viên long châu trong cơ thể hắn lúc trước khi tỉnh lại rời khỏi thư lương thành chu khai và thương tiên đại nhân từng dặn dò long châu là trí bảo thiên hạ chuyện mang long châu trong người ngàn vạn lần không được tùy tiện tiết lộ nếu không e rằng sẽ gặp nguy hiểm chu đại nhân khi hồi đế đồ báo cáo tai họa thi quỷ cũng đã giấu giếm chuyện này dù sao đạo lý người không có tội tại ngọc bích có tội mọi người đều rõ ràng nhìn ánh mắt muốn truy hỏi đến cùng của Ngưng Sương và Nhã An, Tần Phong trong nháy mắt thi triển bí kỹ học được từ lão cha, chuyển chủ đề, trong đó tự nhiên là hung hiểm. đúng rồi, cứ nói chuyện của ta mãi, sao ngươi lại ở Phụng Thiên Thành? Lúc trước ngươi rõ ràng đã nói, ngươi là thiếu gia của Thiên Bảo Các Ngọc Lâm Thành. Hơn nữa phản ứng vừa rồi của tên nhà hành kia cũng rất đáng suy suy ngẫm. người nọ tuy rằng không quen biết ngươi, nhưng lại quen biết Vương Tự Đại Nhân, hơn nữa còn vô cùng e ngại nhà an ngẩn người sau đó rời mắt đi thản nhiên đáp ngọc lâm thành là nơi sản xuất ngọc thạch và bảo khí ta thường xuyên phải đến thiên bảo các ở phụng thiên thành để trao đổi buôn bán mua một căn nhà ở đây lúc rảnh rỗi thì ở lại một thời gian có vấn đề gì sao còn về phản ứng vừa rồi của người nọ vương thúc thường xuyên làm việc cho ta ra mặt ở thiên bảo các người quen biết tự nhiên không ít mà danh tiếng của thiên bảo các vang xa người của nha hành không thể không biết đối với vương thúc cung kính một chút chẳng phải là hợp tình hợp lý sao thì ra là vậy tên nữ giả nam trang này nhất định đang che giấu điều gì đó bất quá ta cũng đã thành công chuyển chủ đề lười vạch trần nàng ta tần phong nhướng mày nhà an quay mặt đi âm thầm thở vào nhẹ nhõm thế nhưng lam ngưng sương lại nhíu mày tiếp tục hỏi cô ra chuyện thư lương thành đó người vẫn chưa nói rõ ràng không sai đừng có đánh chống làng nhà an liếc mắt nhìn sang tần phong cứng đờ mặt lại lên tiếng ta đang định nói đây đúng rồi nhà an huynh lúc trước nhờ vào ngũ lôi quan tưởng đồ của ngươi ta đã thành công bước vào văn thánh lục phẩm quái mệnh cảnh hiện tại tu vi của ngươi đã đến cảnh giới nào rồi nhà an nghe vậy ưỡn ngực vẻ mặt kiêu ngạo nói ta sao có thể kém ngươi quá xa sau khi rời khỏi tấn dương thành ta đã tìm được thủy trạch quan tưởng đồ vốn dĩ ta đã có thể dẫn dắt mệnh tinh màu lam bước vào lục phẩm quái mệnh cảnh bất quá vì muốn dẫn dắt mệnh tinh màu tím cho nên vẫn luôn áp chế cảnh giới tu vi mệnh tinh màu tím khí vận của tên này thật thịnh vượng bối cảnh nhất định không tầm thường tần phong âm thầm kinh hãi thế nhưng khi liếc mắt nhìn thấy bộ ngực bằng phẳng của đối phương sự kinh hãi này lại hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ đối phương có thể nữ giả nam trang lâu nay không bị người khác phát hiện là bởi vì có ưu thế trời sinh chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio người đang nhìn cái gì nhà an có chút đắc ý chú ý tới tầm mắt của tần phong trong mắt xẹt qua một tia thẹn thùng hai tay khoanh trước ngực che chắn trước ngực tần phong giả vờ không hiểu ta thấy chất liệu y phục trên người ngươi không tệ muốn hỏi một chút là xuất xứ từ đâu sau này cũng tốt sắm sửa cho bản thân và người nhà vài bộ y phục mới nếu không ngươi cho rằng ta đang nhìn cái gì ta nhà an muốn nói lại thôi nàng luôn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của tần phong có chút không đứng đắn thế nhưng lúc này nhìn thấy bộ dạng vô tội của đối phương chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi y phục này là tìm đế đô dục tú phường may đó nơi đó đều dùng loại vải thượng hạng, hơn nữa làm công tinh xào tỉ mỉ. Gần đây bọn họ mới cho ra mắt một loại la quần màu nhạt, rất được nữ tử yêu thích. Sắp đến năm mới rồi, ngươi có thể sắm sửa cho nữ quyến trong nhà một ít. Nhã An nghiêm túc đáp. Vừa nhắc tới la quần của nữ tử, Lam Ngưng Sương lại hứng thú, cùng Nhã An thảo luận. Hai người bọn họ hồi tưởng lại những năm trước tác phẩm tinh mỹ của Dục Tú Phương, lộ ra thần sắc hướng về. Điều này nằm ngoài dự đoán của Tần Phong hắn vốn cho rằng dựa theo tính cách của ngưng xương, hẳn là giống như nương tử, đối với những vật này của nữ tử không có hứng thú lắm. Tần Phong nhìn hai người bộ dáng hứng chí bừng bừng, trêu ghẹo nói, nếu là người không biết, còn tưởng rằng hai người các ngươi là khuê mật tốt. Nhã An nghe vậy, như con mèo sù lông, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta thế nhưng là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Giả bộ, tiếp tục giả bộ, ngươi dám đứng so với ta ai tẻ xa hơn không? Tần Phong nhướng mày. Lam Ngưng xương cũng là phản ứng lại, Nhã An công tử đối với la quần của Dục Tú Phường hiểu biết như vậy, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Cho nên nói đầu óc người đọc sách tốt sử dụng đây mà. Nhã An khẽ giật mình, liền nghĩ kỹ câu chữ, ra muội thường ở trong khuê phòng, không bước chân ra khỏi cửa, bình thường y phục đều là ta sắm sửa. Cứ như vậy, liền đối với những thứ này có nhiều hiểu biết, vừa rồi cùng ngưng xương cô nương nhắc, tới những thứ này, giống như đang cùng ra muội trò chuyện, cho nên nhất thời quên mất, thất lễ rồi. Thì ra là thế. Lam Ngưng Sương đơn thuần tin lời giải thích này. Tần Phong cố ý nói, nhà An huynh đệ sinh tuấn tú như vậy, muội muội trong nhà nhất định cũng là một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chỉ là không biết có thể nào may mắn được tận mắt chứng kiến một phen hay không. Muội muội tự nhiên chỉ là lấy cớ, chẳng lẽ muốn mình đổi về thân nữ nhi? Nhà An nghe được lời này, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ lên, nàng trừng mắt liếc Tần Phong một cái rồi khẽ mắng. Mà Lam Ngưng Sương cũng là cười gượng nói, cô ra, những lời này không thể nói bậy, đừng để tiểu thư biết được đều là lời nói đùa thôi tần phong nuốt nước miếng một cái tại chỗ nhận thua không phải địa vị gia đình hắn không được chỉ là võ lực nương tử quá cao nhà an huynh hiện tại ta muốn ở phụng thiên thành mở một gian phân điếm của vọng nguyệt cư ngươi sau lưng có thiên bảo cát chắc hẳn là có rất nhiều mối quan hệ có thể cho ta một vài lời khuyên được không sau khi dạo chơi một hồi tần phong mở miệng hỏi nhà an một thân bạch y tay phải chống cầm, ta và ngươi cũng coi như là quan hệ hợp tác chuyện tử lâu tự nhiên phải ra một phần lực Gần đây vừa vặn nhìn thấy một gian cửa hàng, vị trí cũng coi như không tệ, chủ tiệm cũng có ý muốn bán ra. Nếu như các ngươi tiếp theo không có việc gì, có thể cùng ta đi xem một chút. Được, ngươi dẫn đường đi. Một canh giờ sau, Tần Phong nhìn cửa ra vào từ nội thành thông ra ngoại thành phía bắc, sắc mặt cứng đờ, đây đã là lần thứ 21 nhà an dẫn sai đường. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trải nghiệm lúc ở Tấn Dương thành, tên gia hỏa giả trang nam tử này, chính là một người mù đường không phân biệt được đông tây nam bắc cũng chính bởi vì nguyên nhân này rõ ràng thiên phú của đối phương không tệ lại không cách nào ở trên trận đạo có sở kiến thụ nhà an công tử ngươi thật sự nhận biết đường sao lam ngưng xương nhỏ giọng hỏi một câu lúc ba người xuất phát vẫn là ban ngày hiện tại mặt trời đều đã xuống núi nhà an sắc mặt đỏ lên nàng chỉ vào một hướng nào đó nói hẳn là ngã tư đường vừa rồi chọn sai hướng lúc đó đi về phía nam là được rồi lần này nhất định sẽ không sai chậm đã tần phong nhắc nhở ngươi chỉ đó là hướng bắc A, à, nhà An lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cũng may không lâu sau, Vương tự tìm được mấy người, tần phong ba người ở dưới sự dẫn dắt của hắn, rốt cục cũng tìm được đường đi chính xác và với giá năm vạn lượng bạc mua lại cửa hàng kia. Với nhãn quang của hắn tự nhiên có thể nhìn ra vị trí cửa hàng này bốn phương thông suốt, lượng người qua lại sẽ không quá kém. Giá cả thấp như vậy thật sự là nằm ngoài dự liệu của hắn. Tử lâu dự định khi nào thì khởi công, nhà An hỏi. Ta đã cùng người của thần công phòng trào hỏi qua, ngày mai nói với bọn họ một tiếng, chắc hẳn không cần bao lâu nữa, phân điếm của vọng nguyệt cư ở Phụng Thiên Thành có thể khai trương. Đương nhiên, mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy, vẫn là nhờ có ngươi. Tần Phong chân thành cảm kích, thay vì nói những lời khách sáo này, chi bằng đến lúc đó lợi nhuận của tử lâu chia cho ta thêm một thành. Nhã An liếc mắt nói, Tần Phong giả vờ như không nghe thấy, ngừng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trời cũng đã muộn như vậy rồi vốn còn muốn mời ngươi ăn bữa cơm nhưng mà nương tử còn đang ở nhà chờ ta lần sau nếu có cơ hội lại mời nhà an huynh uống một chén hảo hảo tụ họp một chút lần sau là khi nào ngày mai hay là ngày kia À, ta chỉ là khách sáo một chút muốn nhanh chóng thoát thân thôi ngươi tên gia hỏa này sao lại coi là thật tần phong sắc mặt cứng đờ mấy ngày gần đây ta e là không rảnh hay là năm ngày sau lại xem xem có thời gian hay không năm ngày sau nhà an trầm ngâm một lát lại nói, cũng được, vậy năm ngày sau là giờ ngọ hay là buổi tối? Tần Phong khóe mắt giật giật, ta cảm thấy buổi tối có thể. Địa điểm ta định. Nhã An lại hỏi, ngươi định đi. Tần Phong khóe miệng giật giật. Vậy thì năm ngày sau, Phụng Thiên Thành Thiên Tuế nhai trích tinh lâu, đến lúc đó người ta không gặp không về. Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, mức tiêu phí của trích tinh lâu, hắn cũng là có nghe nói qua, tên gia hỏa này rõ ràng là muốn hắn bỏ tiền ra. Được rồi, nợ đối phương một ân tình, Tần Phong cho dù có không muốn, cũng chỉ có thể nhịn đau đồng ý. Chờ đến khi Tần Phong mang theo ngưng xương và Ali rời đi, Nhã An nhớ lại biểu tình đau lòng của người trước, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Lúc này, chủ tiệm đi ra, đối với Nhã An chắp tay cung kính nói, đã dựa theo yêu cầu của ngài, bán rẻ cửa hàng cho Tần Công Tử. Làm tốt lắm. Thế nhưng Công Tử, ta không hiểu, vì sao phải làm loại mua bán lỗ vốn này. Gian cửa hàng này vốn không phải là dự định dùng để mở phân điếm của thiên bảo các sao. Nhã An cười nói, thần công phòng đoạn thời gian trước mở một gian tử phường, ủ ra một loại rượu tên là tiên nhân túy, ngươi, có biết không? Tiểu nhân tự nhiên là biết, nghe đồn tiên nhân túy so với túy sinh mộng tử cũng là không kém cạnh, trưởng quầy của trích tinh lâu đã nhiều lần muốn cùng thần công phòng, tìm kiếm hợp tác loại rượu này, nhưng đều bị nguyên lão gia tử cự tuyệt. Nguyên lão gia tử luôn coi trọng quy củ, tự nhiên là phải cự tuyệt, loại rượu kia vốn là thần công phòng thay người nào đó u, làm sao có thể lại cùng trích tinh lâu hợp tác? lại có chuyện này nhà an tiếp tục mở miệng ta lại hỏi ngươi nếu như có tử lâu có thể độc chiếm tiên nhân túy kia có tư cách lay động địa vị của trích tinh lâu ở phụng thiên thành hay không chủ tiệm sau khi suy nghĩ cẩn thận đáp chắc hẳn là có cơ hội dù sao tiên nhân túy ở đế đô đã sớm vang danh chờ chút chẳng lẽ tử lâu mà công tử nói chính là người đoán không sai nhà an khẽ gật đầu nàng sớm đã đối với lợi nhuận của trích tinh lâu ở phụng thiên thành hâm mộ đến mức thèm nhỏ dãi Hiện tại rốt cục cũng có cơ hội cùng bọn họ chia một chén canh. Buổi chiều, khi dùng bữa tối, Tần Phong không thấy Liễu Kiếm Ly đâu. Trên đường về phòng, đi ngang qua hồ đình trong phủ, hắn thấy một bóng hình trắng muốt như tuyết, đứng trên đỉnh đình. Xung quanh Liễu Kiếm Ly là hào quang màu vàng nhạt. Tần Phong có chút ấn tượng với kim quang đó, lúc trước ở Vạn Kiếm Tông, khi nương tử mở thiên địa bá quyền ấn chứng, vượt qua thiên lôi kiếp, đã có kim quang rơi xuống. Theo lời sư phụ, đó là khí tức của thượng cổ lưu lại gió đêm thổi nhẹ, lay động mái tóc người đẹp. Dưới ánh trăng trắng nhạt, liễu kiếm ly đẹp tựa tiên dáng trần. Nàng hít thở, mặt hồ nổi lên gợn sóng, hơi nước bốc lên như những viên ngọc, trôi nổi phản chiếu ánh trăng, lấp lánh. Một lúc lâu sau, những viên ngọc nước rơi xuống mặt hồ, kim quang quanh người liễu kiếm ly cũng dần dần biến mất. Nàng mở mắt ra, lập tức cảm nhận được sự hiện diện của tần phong, khóe môi khẽ nhách lên, sau đó mũi chân điểm nhẹ, đáp xuống bên cạnh tần phong. Chàng về lúc nào vậy? ta về được một lúc rồi thấy nàng đang tu luyện nên không lên tiếng nàng ăn cơm chưa tần phong hỏi liễu kiếm ly khẽ lắc đầu tần phong thấy vậy liền trách người ta thường nói có thực mới vực được đạo tu luyện dù quan trọng nhưng cũng không thể quên ăn cơm nàng muốn ăn gì ta làm cho nàng ăn nghe vậy liễu kiếm ly bỗng nhớ đến khoảng thời gian ở tấn dương thành bát mì nóng hổi ngày nào đến nay nàng vẫn chưa thể nào quên có lẽ từ lúc đó trong lòng nàng đã có thêm bóng hình của một người ta muốn ăn mì Liễu kiếm ly nhẹ giọng nói. Tần Phong ngẩn người, được, ta nấu mì cho nàng. Trong phòng, Liễu kiếm ly bưng bát mì, động tác ăn vẫn tào nhã như cũ. Đợi nàng ăn xong, Tần Phong từ trong ngực lấy ra mấy viên trâu tròn triệu phát sáng, đặt lên bàn. Đây là gì vậy? Liễu kiếm ly tò mò hỏi. Đây là linh châu, được ngưng tụ từ linh khí. Trước đây nàng từng nói muốn bước vào nhị phẩm cần phải không ngừng hấp thu linh khí. Thứ này đối với nàng rất có ích. Bất tiện lớn nhất khi đến Phụng Thiên Thành, chính là không có sự hỗ trợ của tụ linh trận, việc tu luyện của người nhà sẽ chậm hơn rất nhiều. Trước khi đến đây, Tần Phong cũng đã từng nghĩ có nên dựng một cái tụ linh trận ở Phụng Thiên Thành, chặn đứng linh khí chảy vào tần phủ hay không. Dù sao Phụng Thiên Thành là nơi hội tụ long mạch nhiều nhất, linh khí có thể hấp thu được tự nhiên không phải Tấn Dương Thành có thể so sánh. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn đã từ bỏ ý định này. Phụng Thiên Thành không giống Tấn Dương Thành, đây là chân long thiên tử, cao thủ ẩn mình nhiều vô số kể lỡ như chuyện trộm cắp linh khí bị phát hiện, một khi không cẩn thận có thể mất mạng như chơi. Hơn nữa, vì có tiểu bạch, hắn có thể định kỳ quay về Tấn Dương thành lấy Linh Châu, mang về cho người nhà hấp thu, cũng không cần mạo hiểm như vậy. Liễu Kiếm Ly nhận lấy Linh Châu, nắm trong tay, Linh Châu liền nhanh chóng tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Tần Phong giật mình, một viên Linh Châu đối với hắn mà nói có thể hấp thu trong khoảng một tháng, nhưng theo tốc độ của nương tử, e là một đêm sẽ bị hấp thu hết. Nếu vậy, mấy viên linh châu vừa đưa cho nương tử hoàn toàn không đủ dùng. Lấy toàn bộ số linh châu trong nhẫn chữ vật ra, cẩn thận đếm, tổng cộng có 34 viên. May mà trước khi đi, ta đã nhân lúc mặc tỷ tỷ không để ý, âm thầm bóc lột sức lao động của tiểu bạch một phen. Tần Phong thầm may mắn, sau đó lại lấy ra 20 viên đưa cho liễu kiếm ly. Số còn lại, hắn còn phải chia cho nhị đệ, hắc than đầu và ngưng xương, sau đó bản thân giữ lại mấy viên. Số này nàng cứ dùng trước đi, muộn một chút ta quay lại tấn dương thành lấy thêm. Đa tạ chàng. Ngày hôm sau, Tần Phong dẫn ngưng xương đến thần công phòng một lần nữa, sau đó đưa địa chỉ quán rượu và bản thiết kế cho hỏa viên. Hỏa viên rõ ràng không ngờ quán rượu lại được quyết định nhanh như vậy, lúc nhận đồ vẻ mặt có chút cứng đờ, hắn còn đang định cải tiến tàng không rực một. Chút, ta đây có giấy tờ cam kết ngày hôm qua, ngươi muốn đổi ý sao? Tần Phong nhướng mày. Làm sao có thể, Tần Sư, ta lập tức dẫn người đi sửa sang quán rượu cho ngươi, đảm bảo sớm hoàn thành. Hỏa viên vỗ ngực cam đoan, sau đó xoay người chạy đi. Nhìn hắn như thể không muốn trì hoãn một chút thời gian nào. Chuyện quán rượu giao cho đám người thần công phòng này, Tần Phong có thể yên tâm vạn phần. Nhưng hắn không lập tức rời đi, mà được một người dẫn đường, đi gặp lão gia tử ở lầu cát. Vừa bước vào đại sảnh, một luồng nhiệt khí phả vào mặt. Tần Phong thậm chí còn tưởng mình đã bước vào phòng sông hơi. Mồ hôi trên trán không bao lâu đã chảy xuống, ngay cả ngưng xương có tu vi thần vũ, lục phẩm cũng bị nhiệt khí hun đến mức mặt đỏ bừng thế nhưng nhìn lão gia tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc mặt lại như thường loay hoay với vật trong tay không ngừng ghép nối nung chảy nhiệt độ cao như vậy lão gia tử vậy mà không hề chảy một giọt mồ hôi tần phong có chút kinh ngạc chỉ có những võ giả cao phẩm mới có thể khống chế cơ thể đến mức này mở xong đồng dị năng nhìn vào bên trong cơ thể lão gia tử chân khí màu vàng hùng hậu suýt chút nữa đã làm mù mắt chó của hắn tần phong phát hiện ra một điều kinh người chân khí trong cơ thể lão gia tử vậy mà còn nồng nặc hơn cả nương tử nhà mình chẳng lẽ nói tu vi của nguyên trai lão gia tử rất có thể đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong thậm chí là nhị phẩm quả nhiên người có thể làm các chủ thần công phòng sao có thể là kẻ tầm thường được nguyên lão gia tử buông vật trong tay xuống nghiêng đầu nhìn sang tìm ta có chuyện gì tần phong đáp muốn mượn lão gia tử một gian luyện khí phòng sau đó xin thêm một ít nguyên liệu vừa nói tần phong vừa đưa danh sách nguyên liệu cho ngực ra những thứ trên đó đều là hắn dựa theo ấn tượng về công thức thuốc nổ mà viết ra. Thời đại này, thuốc nổ còn chưa được phát minh ra, lão gia tử liếc mắt nhìn nguyên liệu trên đó, cao mày, ngươi muốn những thứ này làm gì? Vãn bối có một ý tưởng, có thể dung hợp những thứ này lại với nhau, chế tạo ra vật sát thương có uy lực không tồi. Bảo khí, nguyên trai liếc mắt nhìn, tần phong lắc đầu, ta đặt tên cho thứ đó là thuốc nổ, nó không cần văn khí, âm khí hay chân khí thúc dục, người thường cũng có thể sử dụng nghe vậy nguyên trai lộ ra vẻ mặt kỳ quái ông không hỏi thêm gì nữa mà cúi đầu tiếp tục loay hoay với vật trong tay đồng thời lên tiếng lầu hai có rất nhiều luyện khí phòng chống ngươi tùy ý tìm một gian là được lát nữa ta sẽ cho người mang nguyên liệu ngươi cần đến đó vậy thì đa tạ nguyên lão gia tử tần phong chắp tay đang định dẫn ngưng xương rời đi nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó lại hỏi xin hỏi luyện khí phòng kia có đủ kiên cố hay không bởi vì khi ta làm thí nghiệm động tĩnh có thể sẽ hơi lớn Nguyên trai ngẩng đầu lên, cụ thể là lớn đến mức nào? Tần Phong xoa cầm, đưa ra một câu trả lời kỳ quái, cụ thể lớn đến mức nào thì vãn bối cũng không rõ, chuyện này có lẽ phải xem vận may. Nguyên lão gia tử trầm ngâm một lát, đổi giọng, vậy thì đến lầu một, luyện khí phòng có biển hiệu hình ngọn lửa màu đỏ ở cửa, nơi đó đủ kiên cố, có thể chống đỡ được một kích toàn lực của thần hành võ giả ngũ phẩm. Chống đỡ một kích toàn lực của võ giả ngũ phẩm, vậy hẳn là đủ rồi. Tần Phong gật gật đầu, cáo từ rời đi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tần phong dưới sự hướng dẫn của một người trong thần công phòng tiến vào phòng luyện khí mà lão gia tử đã nói nhìn sơ qua có thể nói là đồ vật gì cũng có hắn hài lòng gật đầu sau đó lấy ra những thứ mình đã chuẩn bị từ trước đầu tiên là mặc một lớp giáp mỏng để phòng ngừa vạn nhất sau đó là một lớp giáp sắt bên ngoài để đề phòng mũ sắt tự nhiên không thể thiếu hai bên giáp thêm lá chắn càng thêm chắc chắn lam ngưng xương lộ ra thần sắc kinh ngạc cô ra bộ dạng này của chàng rốt cuộc là muốn làm gì chỉ thấy tần phong đã bảo vệ mình nghiêm nghiêm thật thật có thể nói là nước chảy không lọt nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến hắn ăn mặc như vậy căn bản không thể nào thi triển được còn luyện chế thuốc súng cái gì nữa bách mật nhất sơ tần phong nhìn thoáng qua hai tay khó cử động bất đắc dĩ thở dài một tiếng cởi bỏ toàn bộ trang bị chỉ để lại một lớp giáp mỏng không lâu sau liền có người mang những nguyên liệu hắn cần đến bày trên bàn đá trong phòng luyện khí thành phần chính của thuốc súng là lưu huỳnh diêm tiêu và mộc than trong đó có rất nhiều thứ liên quan tỷ lệ cũng cực kỳ khắt khe chỉ cần hơi sai sót vậy thì nguy hiểm rồi tần phong hít sâu một hơi điều động chân khí trong cơ thể hộ thân nếu phản ứng của thuốc súng vượt khỏi tầm kiểm soát hắn cũng có thể thi triển hạo thiên kính ngay lập tức chống đỡ một phần uy lực của nó lam ngưng xương ở bên cạnh hỏi cô ra ta có thể giúp chàng làm gì không tần phong suy nghĩ một hồi nói đứng sau ta nếu ta kêu cứu nàng hãy lập tức kéo ta ra đôi mắt to của lam ngưng sương tràn đầy nghi hoặc bất quá nàng vẫn trịnh trọng gật đầu mà tần phong cũng nghiêm túc bắt tay vào nghiên cứu thí nghiệm thuốc súng ba ngày thời gian trôi qua trong đại sảnh tần phủ nhị nương tò mò hỏi mấy ngày nay sao không thấy phong nhi đâu tần kiến ăn uống một ngụm cháo đáp có lẽ là đang bận việc gì đó con cái lớn rồi làm việc tự có chừng mực hơn nữa nơi này là phụng thiên thành có thể xảy ra nguy hiểm gì, nàng đừng lo lắng nữa. Nói sao được như vậy, Phụng Thiên Thành thì nhất định an toàn sao, vạn nhất Phong Nhi chọc phải người không nên chọc thì làm sao. Lão gia người chính là như vậy, cái gì cũng không quan tâm, cho nên tần gia mới dần dần xuống dốc. Nhị nương trách móc, không phải phu nhân, tần gia xuống dốc thì có quan hệ gì với ta. Lão gia có miệng khó trả lời. Nhị đệ ở bên cạnh, cầm lấy màn thầu, nhai ngấu nghiến, một bộ dáng xem náo nhiệt. Lúc này, liễu kiếm ly cùng dùng bữa nhẹ giọng nói, Ngưng Sương nói Tướng công đang ở thần công phòng luyện chế một số thứ, không thể rời đi. Thì ra là vậy, ta còn tưởng là sao thỉnh thoảng lại thấy Ngưng Sương vội vàng trở về, mang theo mấy bộ y phục mới, sau đó lại vội vàng rời đi. Bất quá bọn họ rốt cuộc đang làm gì, tại sao lúc Ngưng Sương trở về, trên mặt đều đen thui? Liễu Kiếm Ly khẽ lắc đầu, chuyện này ta cũng không rõ. Trong phòng luyện khí, hai mắt Tần Phong đầy tơ máu, sự thật chứng minh, biết công thức thuốc súng là một chuyện, muốn luyện chế ra nó lại là một chuyện khác hắn đã ba ngày ba đêm không chợp mắt không ngừng điều chỉnh tỷ lệ các loại nguyên liệu bất quá nỗ lực luôn có hồi báo từ ban đầu chỉ bốc lên một trận khói đặc đến sau đó đã có thể nhìn thấy những tia lửa nổ tung lác đác hơn nữa uy lực của những tia lửa này còn đang không ngừng lớn mạnh tin tưởng thử nghiệm thêm vài lần nữa hắn có thể luyện chế ra thuốc súng có uy lực nhất định cô ra uống ngụm trà nghỉ ngơi một chút lam ngưng sương quan tâm nói được tần phong nhận lấy chén trà cũng không để ý đến việc mình mặt mũi đen nhẻm, ngửa đầu uống cạn. Nhân lúc này, Lam Ngưng Sương dùng khăn mặt thấm nước, tỉ mỉ lau mặt cho hắn, đau lòng nói, cô ra, rốt cuộc chàng muốn luyện chế thứ gì, sao phải vất vả như vậy? Ta nghe người của thần công phòng nói, muốn luyện chế ra đồ vật mới, cần phải thăm dò lâu dài, không thể nóng vội. Tần Phong nghe vậy sắc mặt cứng lại, vốn dĩ cũng không cần nhiều thời gian như vậy, dù sao cũng có kinh nghiệm của người xưa, chỉ trách hắn lúc trước lại chọn học văn, kiến thức lý luận thiếu hụt, Giáo viên vật lý nói không sai, học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ gì, vẫn là trách bản thân lúc trước quá trẻ. Ai bảo con trai học văn, nhất định sẽ có bạn gái. Tần Phong than trong lòng. Lắc đầu, hắn giải thích, số lượng nhân tộc cũng không ít, nhưng mà đại càng các nhà đều giấu nghề, cho nên số người chân chính bước vào con đường tu hành, mười không còn một. Cho dù Kiếm Đạo Tam Đại gia thành lập Kiếm Đạo Minh, muốn tăng lên số lượng thần vũ võ phu của nhân tộc, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được thứ ta muốn luyện chế gọi là thuốc súng, nếu như nghiên cứu thành công, cho dù là thường dân bách tính đối phó với yêu quỷ cũng có sức đánh một trận. Nếu thật sự đến lúc đó, nhân tộc có lẽ có thể thay đổi cục diện hiện tại. Thì ra cô ra làm tất cả, đều là vì nhân tộc. Ta hiểu rồi, trước khi cô ra chế tạo ra thuốc súng đó, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Được. Lưu huỳnh, bột than thô, vỏ cây dâu tẩm, dầu cây tung giã nhuyễn thành bột, trộn dầu vào. Diêm tiêu, lưu huỳnh, than, hai phần một phần một phần. Tần Phong lẩm bẩm, sau đó không ngừng dung hợp những thứ này, hắn có thể cảm giác được mình sắp thành công rồi. Khi nguyên liệu cuối cùng được cho vào, lửa mạnh thiêu đốt, phản ứng mãnh liệt hơn so với trước đây. Tinh thần của hắn trong nháy mắt xuất hiện trạng thái hoảng hốt, một hình ảnh lóe lên trong đầu, cảnh tượng trong hình ảnh đó chính là phòng luyện khí này. Lửa cháy dữ dội, uy lực nổ tung mạnh mẽ nuốt chửng toàn bộ con người hắn. Nhiệt lượng ập vào mặt, Lam Ngưng Sương cảm nhận được điều gì đó bất thường đó là giác quan nhạy bén của võ phu đối với nguy hiểm tần phong bỗng bừng tỉnh cảnh tượng vừa rồi rất có thể là bản lĩnh tránh hung tình cát của văn thánh đạo giả cảnh giới mệnh hắn không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng hét lớn cứu lam ngưng sương nghe thấy tiếng lập tức túm lấy cổ áo sau của hắn nhảy về phía sau cùng lúc đó ánh lửa trói mắt lóe lên tiếng nổ vang trời theo sát phía sau uy lực này nằm ngoài dự đoán của tần phong hắn không dám chậm trễ điều động chân khí trong cơ thể dựng lên hạo thiên kính trước mặt hai người uy lực của vụ nổ kèm theo ánh lửa nóng rực tần phong giống như một chiếc thuyền con giữa dòng nước xiết bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm nếu không có thân thể mềm mại phía sau che chở e rằng hắn đã bị lực va chạm này đập thẳng vào vách tường ẩm trong thần công phòng một trận đất rung núi chuyển tiếng gì vậy lại là tên ngốc nào cho nổ lò rồi tất cả mọi người trong sân đều dừng động tác trên tay nhìn về phía phát ra tiếng nổ trở đã phòng luyện khí kia hình như là nơi tần sư đang ở lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi biến sắc vội vàng chạy về phía lầu cát mặt sàn cứng rắn của tầng một đã chi chít những vết nứt còn cánh cửa phòng luyện khí kiên cố nhất sớm đã vỡ vụn như tấm gương khói đen cuồn cuộn bốc lên từ bên trong không nhìn rõ tình hình bên trong công lương lo lắng nói còn đứng ngay ra đó làm gì mau vào cứu tần sư một tiếng xe gió vang lên nguyên trai lão gia tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại sảnh nhìn về phía phòng luyện khí, cao mày. Lão không nói hai lời, chân phải dậm đất, cánh cửa phòng luyện khí vỡ vụn trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Nguyên lão gia tử vừa định đi vào, liền nghe thấy tiếng ho khan, tiếp đó chỉ thấy, hai bóng người đen thui từ bên trong đi ra, hoàn toàn không nhìn ra diện mạo ban đầu. Tần, Tần Sư, Lam Cô Nương, công lương thăm dò hỏi, Tần Phong thoát chết trong gang tấc không đáp, hắn tham lam hít thở không khí trong lành, sau đó siết chặt hai nắm tay, kích động nói thành công rồi cuối cùng cũng thành công rồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha